Y đạo quan đồ. Chương 296, ướt rồi. Sau khi Lệ Phù đi, Trương Dương liền chìm vào giấc ngủ. Đoạn thời gian này hắn rất ít khi được ngủ ngon như vậy, trong mơ thằng ôn này lúc thì mơ thấy Sở Yên Nhiên, lúc thì mơ tới Tần Thanh, lúc thì lại là Hải Lan, tựa như tất cả hồng nhan tri kỷ đều nằm trên giường cùng mình, hưởng hết phúc của đời người. Trong lúc kích động thằng nhóc này tay chân tê đi, đột nhiên cảm thấy bên dưới mát lạnh, mở mắt ra nhìn, mặt trời đỏ đã treo trên cao, Trương đại quan nhân rất nhanh ý thức được rằng, phần dưới của mình ướt nhẹp một mảng, có lẽ là vì ở một mình quá lâu. Hoặc có lẽ là lửa dục tối qua bị Lệ Phù câu dẫn, thằng nhóc này không ngờ lại mộng tinh. Lúc Trương đại quan nhân đang chuẩn bị thay quần thì hộ sĩ trưởng lại tới kiểm tra phòng, thằng nhóc này rất thật thà nằm trong chăn, hộ sĩ trưởng dẫn một đám tiểu hộ sĩ vào kiểm tra phòng. Chỉ ra những chỗ thiếu sót trong việc hộ lý của họ, còn nhiều chuyện làm mẫu thu dọn giường. Lúc đi tới kéo chăn của Trương Dương ra, Trương đại quan nhân hốt hoảng ôm chặt lấy chăn, các cô tới vườn thủ xem khỉ à, tôi còn chưa mặc quần áo. Hộ sĩ trừng mắt lườm hắn, ở trước mặt chúng tôi anh là bệnh nhân, chúng tôi có gì là chưa từng thấy đâu. Trương đại quan nhân cúi đầu, nói, được, tôi sợ cô rồi, coi như tôi cầu xin cô, tôi vừa ngủ dậy. Cô dẫn nhiều tiểu hộ sĩ xinh đẹp lắc lư trước mắt tôi chịu không nổi. Tất cả mọi người đều bật cười, hộ sĩ trưởng mỉm cười lắc đầu rồi mới dẫn đám tiểu hộ sĩ rời đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trương đại quan nhân tự mình đi lấy quần áo, phát hiện mình căn bản không có quần lót để thay. Đang chuẩn bị xử lý thì nghe thấy cửa phòng bị gõ, Trương Dương vội vàng trùm chăn, chủ nhiệm ban chú kinh Bình Hải Quách Thụy Dương. Chủ nhiệm ban chú kinh Giang Thành Lưu Văn Học cùng với phó tỉnh trưởng Bình Hải, bí thư thị ủy Đông Giang Lương Thiên Chính bước vào, Quách Thụy Dương vì cuộc điện thoại tối qua của Cung Kiến Vĩnh mà dè chừng, y lợi dụng quan hệ nghe ngóng được Trương Dương đang nằm viện ở bệnh viện Trung Hải, Trương Dương là con nuôi của phó thủ tướng Văn, lại là con rể tương lai của tỉnh trưởng Bình Hải Tống Hoài Minh. Quách Thụy Dương thân là chủ nhiệm ban chú kinh Bình Hải, tuy cấp bậc cao hơn hắn nhiều, nhưng lại một mực chủ động bấu víu quan hệ. Vừa hay bí thư thị ủy Đông Giang Lương Thiên Chính hiện tại đang ở Bắc Kinh, nghe Quách Thụy Dương nhắc tới chuyện này, chủ động đề xuất cùng tới thăm, quan hệ giữa Quách Thụy Dương và Lưu Văn Học của ban chú kinh Giang Thành trước giờ rất tốt, cũng gọi luôn y đi cùng. Chẳng khác nào quan phương thăm hỏi Trương Dương. Quách Thụy Dương tới thì Trương Dương không cảm thấy kinh ngạc, nhưng Lương Thiên Chính có thể đến thăm mình, khiến cho Trương Dương có chút cảm động, cấp bậc thân phận của người ta sờ sờ ra đó, có thể chủ động tới đây thăm hỏi, thật sự vô cùng nể mặt mình. Trương Dương trong lòng cũng hiểu rằng, đám người này sở dĩ tới thăm mình đều là nể mặt các loại quan hệ sau lưng mình, bỏ qua những quan hệ đó, một phó chủ nhiệm phòng chiêu thương Giang Thành, một cán bộ cấp phó ban như mình không đáng để người ta coi trọng. Trương Dương làm ra tư thế xuống giường, bí thư Lương, ngài tới đấy à? Hắn nặn ra vẻ mặt được yêu quá mà sợ, tuy nhiên trong lòng lại không kinh hỉ nhiều như vậy, lăn lộn trong quan trường lâu rồi, con người ta bất chi bất giác sẽ biến thành hư ngụy. Trương Dương cũng khó tránh khỏi điều này. Lương Thiên Chính nói, tôi vừa hay tới Bắc Kinh họp, nghe đồng chí Thụy Dương nói cậu bị bệnh, tôi tới thăm, cậu và Thành Long quan hệ với nhau tốt như thế, tôi luôn coi cậu như con cháu của mình vậy. Lương Thiên Chính nói rất xảo diệu, y không muốn để người khác cảm thấy mình đang lấy lòng Trương Dương, có điều có những chuyện có muốn giấu cũng không giấu được. Quách Thụy Dương và Lưu Văn Học sáng mắt sáng lòng, một cán bộ cấp phó ban nho nhỏ sao có thể làm phiền đại giá của bí thư Lương ngài. Ngài căn bản là nể mặt Phó Thủ tướng Văn, là nể mặt tỉnh trưởng Tống thôi. Trương Dương làm bộ muốn đứng dậy đón, bị Lương Thiên Chính ấn xuống, kỳ thực Trương Dương cũng không dám dậy, bên dưới chỉ mặt mỗi một cái quần lót, đã thế lại còn ướt nhẹp một mảng, nếu thực sự đứng dậy sẽ khiến người ta cười chê. Lương Thiên Chính ngồi xuống cái ghế ở cạnh giường, nhìn tấm bảng trên đầu giường, viêm đường tiết niệu. Y mỉm cười, nói, nghe nói cậu trong khoảng thời gian tới châu Âu đột nhiên bị bệnh. Chắc là thủy thổ không quen hả? Trương Dương gật đầu, đúng là có chút không quen thủy thổ, không uống quen nước máy của châu Âu, vừa không cẩn thận chút là bị viêm đường tiết niệu ngay. Tất cả mọi người đều bật cười, Lương Thiên Chính nói, nghỉ ngơi cho khỏe đi, Giang Thành còn có công tác đang đợi cậu đó. Y lại nói, tôi đã bảo với Thành Long rồi, nó biết cậu bị bệnh nên cũng rất quan tâm, tuần sau lúc tới Bắc Kinh cạnh tranh đối tượng hợp đồng kinh tế sẽ tới thăm cậu. Trương Dương nói, bí thư Lương. Không cần phiền phức vậy đâu, tôi cũng không phải mắc bệnh nặng gì cả mà. Lương Thiên Chính nghiêm mặt nói, sức khỏe là tiền vốn của con người, lúc còn trẻ nhất định phải chú ý bảo trọng thân thể, có bệnh thì phải trị sớm, trị xong mới có thể công tác tốt được.
y nói xong mấy câu quang minh chính đại rồi đứng dậy cáo từ trước, y còn phải tới bộ đường sắt làm một số việc. Quách Thụy Dương và Lưu Văn Học tiễn Lương Thiên Chính ra cửa, lúc quay lại chỉ còn một mình Quách Thụy Dương, y mỉm cười đặt một cái thẻ lên đầu giường, tôi chẳng biết mua gì, đây là thẻ mua đồ trong trung tâm Tây Đan, muốn mua gì thì tự mua nhé. Trương Dương hư tình giả ý nói, chủ nhiệm Quách, không cần phải khách khí với tôi như vậy đâu. Quách Thụy Dương nói, không phải là khách khí, quen nhìn bộ dạng long tinh hổ mãnh của cậu rồi, vừa thấy cậu nằm trên giường, trong lòng tôi thật sự là khó tiếp thụ được, cậu nhất định phải nhận lấy, nếu không là khách sáo với người làm đại ca như tôi đó. Trương Dương thấy bộ dạng chân thành của y, suýt chút nữa thì cười ra tiếng, Quách Thụy Dương sắp 50 rồi, theo tuổi thì nên là bác của mình, không ngờ y chỉ vì trèo kéo quan hệ mà lại mày dày đòi làm đại ca của mình. Trương Dương cũng thấy nhiều chuyện trên quan trường rồi, cũng không lấy làm lạ, gật đầu nói, chủ nhiệm Trương đã nói đến vậy thì tôi xin thu nhận. Quách Thụy Dương ngồi xuống cái ghế mà Lương Thiên Chính vừa ngồi, còn cảm thấy hơi nóng của mông bí thư Lương, Quách Thụy Dương nói, Trương lão đệ, tỉnh trưởng Tống đã biết cậu bị bệnh chưa? Trương Dương nói, không phải là bệnh nặng gì, tôi cũng không muốn để mọi người biết hết, chủ nhiệm Quách, xin anh giữ bí mật cho. Quách Thụy Dương gật đầu, nói, cậu yên tâm đi, tôi sẽ không nói loạn đâu. Y dừng lại một chút rồi nói, Đại hội Nhân dân tỉnh đã họp xong rồi, tỉnh trưởng Tống vẫn trúng cử. Cậu đừng quên chúc mừng ông ấy nhé. Trương Dương lúc này mới biết Tống Hoài Minh đã trừ đi được chữ đại, chính thức trúng tuyển tỉnh trưởng tỉnh Bình Hải, năng lực của Tống Hoài Minh mọi người đều thấy rõ. Sau khi y tới Bình Hải quả thực đã làm được rất nhiều việc, cũng cướp đi không ít phong đầu của bí thư tỉnh ủy Cố Doãn Chi, y trúng tuyển làm tỉnh trưởng Bình Hải vốn chính là chuyện đương nhiên. Trương Dương nói, tỉnh Lý còn có biến động gì? Quách Thụy Dương nói, không có biến động lớn, chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy Hạ Bá Đạt tới Nam Tích chính thức đảm nhiệm chức bí thư thị ủy. Chuyện này khiến Trương Dương cảm thấy có chút bất ngờ, xem ra trước khi bí thư Cố về hưu đã tiến cử người hiền không ngại người thân, cuối cùng vẫn giành được một vị trí rất tốt cho cánh tay phải của mình. Lúc Quách Thụy Dương nói ra những lời này thì trong lòng có chút cay cay, y làm ở ban chú kinh nhiều năm, quan hệ với các phương diện đều tốt, nói thực, y ở Bắc Kinh cũng đủ rồi, muốn về Bình Hải làm quan to. Nhìn Hạ Bá Đạt, trong lòng không khỏi thấy hâm mộ, người ta lặng lẽ đứng ở bên cạnh Cố Doãn Chi, nhiều năm mưa gió trôi qua, cuối cùng cũng có hồi báo. Quách Thụy Dương bởi vì chuyện này mà suy đi tính lại, quan hệ của mình với mỗi vị lãnh đạo tỉnh đều không tồi, trong thời gian ở ban chú kinh, y tự hỏi mình mặt nào cũng làm tốt, hiện tại nghĩ lại thấy chính bởi vì mặt nào cũng làm tốt khiến cho lập trường của mình không rõ ràng, vì vậy mỗi một vị lãnh đạo tỉnh đều sẽ không trọng dụng hạng người như y. Cơ hội không phải là tùy thời đều gặp được, Quách Thụy Dương tính tuổi tác của mình, rồi lại suy nghĩ kỹ càng tới tình huống của các bộ môn thuộc Bình Hải, phát hiện vị trí mà mình thấy hứng thú trên cơ bản đều để người khác chiếm hết rồi. Quách Thụy Dương thế là tạm thời cắt đứt ý định hồi tưởng, nhưng lại có một vấn đề bày ra trước mặt y, y nhăm nhe vị trí của người khác, khẳng định cũng sẽ có người khác nhăm nhe vị trí của y, bí thư Cố năm nay sẽ lui xuống, ban lãnh đạo của các bộ môn khẳng định sẽ đối diện với sự điều chỉnh. Y vẫn phải nghĩ xem nên làm thế nào mới có thể ngồi được vững trên vị trí của mình. Tống Hoài Minh trở thành người kế nhiệm của Cố Doãn Chi cơ hồ đã là chuyện chắc như đinh đóng cột ở trong mắt người thuộc quan trường Bình Hải. Đa số người đều cho rằng Tống Hoài Minh sẽ trở thành đại lão tương lai của tỉnh Bình Hải, quan viên có tính dự kiến đều bắt đầu nghĩ cách tiếp cận vị tỉnh trưởng đại nhân này. Quách Thụy Dương không thể bấu víu được quan hệ với Tống Hoài Minh, nhưng trời cao lại đưa Trương Dương tới Bắc Kinh nằm viện, nếu như quan hệ tốt với vị con rể tương lai của tỉnh trưởng này, chuyện sau này khẳng định sẽ dễ làm hơn nhiều. Trương Dương đối với Quách Thụy Dương không thích mà cũng chẳng ghét, người có thể ngồi vững ở ban chú kinh, khẳng định có nhiều quan hệ. Quách Thụy Dương ở trong bên phòng hơn một tiếng, cùng Trương Dương nói đủ mọi chuyện cổ kim trung ngoại, cho tới khi ban chú kinh gọi điện thoại bảo y về, y mới rời đi, nếu không phải là có chuyện làm, y còn định cùng ăn sáng với Trương Dương. Quách Thụy Dương vừa đi, chủ nhiệm ban chú kinh Giang Thành Lưu Văn Học lại quay lại, lần này y còn dẫn theo cả chủ nhiệm ban chú kinh Xuân Dương Vu Tiểu Đông đi cùng. Trương Dương bắt đầu cả thấy thời gian mình nằm viện rất khó được thanh tịnh. Với địa vị của hắn hiện tại, còn có rất nhiều người muốn bấu víu quan hệ, chuyện này chỉ cần truyền ra, người tới thăm hắn khẳng định là không ít. Trương Dương không muốn chuyện này truyền ra ngoài, nhưng chuyện lại không như ước nguyện, từ tình huống hiện tại cho thấy, muốn giữ được bí mật này là rất khó. Trương Đại Quan Nhân sau khi tỉnh lại vẫn chưa được rời khỏi giường bệnh, quần lót vẫn ướt sũng, hắn che chăn, hiện tại thật sự có mấy phần bộ dạng của người bệnh. Lưu Văn Học cũng tặng một chiếc thẻ mua hàng,
Phù Tiểu Đông thì mua một ít hoa quả, còn mang tới mẫu cây thang dành cho trẻ em. Cô ta biết Trương Dương không thiếu tiền, Trương Dương lại dặn họ ngàn vạn lần đừng nói chuyện này ra ngoài. Phù Tiểu Đông hâm một bát mẫu cây thang cho Trương Dương, Trương Dương từ sáng sớm tới hiện tại chưa ăn gì, thật sự là có chút đói rồi, liền uống hết mẫu cây thang. Phù Tiểu Đông thấy hắn ăn ngon miệng, liền mỉm cười nói, bệnh viện Trung Hải cách ban chú kinh của chúng tôi cũng chỉ 10 phút đi đường, ngày mai, à không, tôi mỗi ngày sẽ mang cơm tới cho anh. Trương Dương vội vàng xua tay, nói, không cần, tôi có phải bị bệnh nặng gì đâu, muốn ăn gì thì tôi tự mình đi ăn. Lưu Văn Học nói, chủ nhiệm Trương, ngày mai tôi về Giang Thành rồi, tuần sau mở đại hội nhân dân thành phố, cậu có chuyện gì cần tôi truyền đạt hộ không? Trương Dương lắc đầu, nói, đa tạ hảo ý của chủ nhiệm Lưu, ông giúp tôi giữ bí mật là được rồi, chuyện tôi nằm viện chỉ có bí thư Đỗ biết, tôi không muốn truyền ra ngoài, tạo thành ảnh hưởng không tốt. Lưu Văn Học cười cười, y và Trương Dương trước giờ không quen thân lắm, cũng không tiện ở lại quá lâu, liền mượn cớ về an bài công tác để đi trước. Sau khi Lưu Văn Học đi, Trương Dương tự tại hơn nhiều, hắn nói với Phù Tiểu Đông, chị Phù, chị sao lại biết tôi bị bệnh vậy? Phù Tiểu Đông nói, chủ nhiệm Lưu gọi điện thoại tới, mọi người đều ở ban chú kinh, tuy là đơn vị thượng hạ cấp, nhưng có tình huống gì quan trọng đều kịp thời thông báo cho nhau. Trương Dương thầm đắc ý trong lòng, rõ ràng mình đã trở thành một nhân vật quan trọng của Giang Thành, ngâm lại, ở Giang Thành người có thể kinh động phó thị trưởng đại giá Quang Lâm chẳng có được mấy ai. Phù Tiểu Đông nói, nếu cảm thấy nằm viện không tiện thì tôi ở ban chú kinh thu xếp cho cậu một phòng. Trương Dương lắc đầu, nói, bỏ đi, tôi muốn bệnh viện, điều dưỡng sức khỏe cho tốt, đúng rồi, chuyện tôi vừa dặn chị dừng có quên đó, chuyện tôi sinh bệnh ngàn vạn lần đừng nói ra ngoài, tôi sợ phiền phức lắm. Phù Tiểu Đông nói, cậu yên tâm đi, chỉ tới chỗ tôi là dừng rồi, tuyệt đối không đem chuyện cậu bị bệnh nói ra ngoài đâu. Lúc này tiểu hộ sĩ mắt to tới thay chăn. Phù Tiểu Đông đứng dậy cáo từ, Trương Dương nói gì cũng không chịu thay. Tiểu hộ sĩ mắt to không vui, nói, anh trông thì sạch sẽ mà sao mất vệ sinh thế. Anh không thích thay, nhưng tẹo nữ hộ sĩ trưởng của chúng tôi sẽ mắng chúng tôi, không được, nhất định phải rồi. Cô ta lật chăn của Trương Dương lên. Trương đại quan nhân sợ đến nỗi giật bắn mình, bất giác kêu toáng lên. Kêu cái gì mà kêu, lớn vậy rồi mà còn xấu hổ à. Tiểu hộ sĩ mắt to nhìn thấy chỗ ẩm trên đệm của Trương Dương, cũng không nói gì, đỏ mặt thay ga cho hắn. Trương đại quan nhân không thể hình dung được sự xấu hổ lúc này, mất mặt quá. Một cán bộ quốc gia không ngờ lại bị mất mặt quá chừng, thằng nhóc này sợ tiểu hộ sĩ nói linh tinh, liền mặt dày nói một câu, cái đó, các cô có nghĩa vụ bảo mật cho mỗi người bệnh, tôn trọng quyền riêng tư của chúng tôi, đúng không? Tiểu hộ sĩ mắt to nói nhỏ, tôi không biết, nói chung là tôi không thấy gì cả. Hai chị em Thời Duy và Kiều Mộng Viện 2 giờ chiều lại tới thăm Trương Dương. Thời Duy đã giải thích rõ sự hiểu lầm cho Kiều Mộng Viện. Kiều Mộng Viện sau khi biết chuyện này thì cảm thấy rất áy náy, lần này đặc biệt mua không ít thực phẩm dinh dưỡng đến. Trương Dương lúc này đã tắm rửa xong, tranh thủ lúc rỗi tới cửa hàng bách hóa ở đối diện bệnh viện mua mấy cái quần lót, có một số chuyện có đề phòng cũng không thể đề phòng, vẫn phải chuẩn bị cho tốt. Lúc người ta tới thăm, thằng Ôn này đang ở trong phòng tắm tự lực cánh sinh giặt quần lót. Vừa giặt vừa nghĩ, nước đầy thì tự trào ra, cái đó đầy cũng tự trào ra. Thời Duy thấy Trương Dương giặt quần áo thì giống như là phát hiện ra đại lục mới vậy, gào lên a, không ngờ anh còn biết giặt quần áo. Biết chứ sao không, tay Trương đại quan nhân đầy xà phòng. Thời Duy rất nhiệt tình, lại thêm hôm qua sau khi hiểu lầm Trương Dương, luôn cảm thấy có chút không phải với hắn, chủ động xin đi giết giặc, anh đi nói chuyện với chị họ tôi đi, tôi giặt giúp anh. Trương đại quan nhân cũng không khách khí, đứng dậy lau tay rồi ra ngoài. Thời Duy cầm quần áo ở trong chậu lên, lập tức trợn trừng mắt, đỏ mặt tía tay, cái đồ không cần phơi này, không ngờ lại bảo cô ta giặt đồ lót, cô ta vừa định gào lên, nhưng nghĩ chị họ còn ở bên ngoài, chỉ đành nhẫn nhịn, nghĩ thấy chuyện này cũng không oán Trương Dương được, là cô ta tự mình đề xuất mà. Thời Duy lặng lặng giặt xong cái quần lót đó, điều này đối với người có tính khí nóng nảy như cô ta mà nói có thể tính là một chuyện hiếm có rồi. Trương Dương mở một sao coca cho Kiều Mộng Viện, đưa cho cô ta. Cô ta lắc đầu nói, không uống. Trương Dương cười gian, nói, yên tâm đi, bệnh này của tôi không truyền nhiễm đâu. Kiều Mộng Viện không khỏi đỏ mặt, thằng Ôn này rõ ràng là vẫn nhớ chuyện ngày hôm qua mà, cô ta cắn môi, nhận lấy đồ uống, uống một ngụm, thế này chẳng khác nào là nói xin lỗi với Trương Dương,
đồ uống của anh tôi uống rồi, hiện tại anh không thể trách tôi hiểu lầm anh được nữa. Trương Dương hài lòng ngồi xuống đối diện với cô ta. Kiều Mộng Viện nói, dù sao thì trông anh cũng không giống như bị bệnh. Thời Duy cầm chậu giặt quần áo ra, đi ra ban công giúp Trương Dương phơi đồ lót, Kiều Mộng Viện thấy em họ mình không ngờ lại giặt quần lót cho thằng ôn này, hai mắt không khỏi trợn trừng lên, thật sự không biết cô em họ tâm cao khí ngạo này hôm nay chúng ta gì. Thời Duy cũng nói theo, em thấy hắn là giả vờ bệnh đấy. Trương Dương nói, bệnh của tôi không phải là ở trên mặt, các cô không thấy được đâu. Câu này khiến cho hai chị em họ đều đỏ mặt. Thời Duy nói, Trương Dương, tôi thật sự không chịu nổi anh không thể nói những lời đứng đắn được à. Tôi có chỗ nào không đứng đắn, tại cô nghĩ đi đâu ý chứ. Thời Duy không nói lại hắn, tức đến nỗi cầm cái gối lên ném hắn. Trương Dương bắt lấy, cười nói, tôi nói này thời đại tiểu thư, tôi nói sao cũng là một bệnh nhân, cô có chút tinh thần nhân đạo nào không hả? Tôi chỉ biết hủy diệt nhân đạo thôi. Thời Duy nghiến răng nghiến lợi nói. Kiều Mộng Viện mỉm cười, đừng cãi nhau nữa. Hai người đúng là oan gia, vừa gặp là bắt đầu đấu khẩu. Cô ta đặt sao coca lên cái tủ ở đầu giường, nói Trương Dương, ngày mai chúng tôi về Giang Thành rồi, đặc biệt tới nói với anh một tiếng, có gì cần giúp đỡ thì cứ đề xuất nhé, chúng tôi so với anh thì quen thuộc với Bắc Kinh hơn. Trương Dương nói, các cô nếu thật sự muốn giúp tôi thì ngàn vạn lần đừng có tiết lộ chuyện tôi bị bệnh, tôi sợ phiền phức lắm. Nếu đám bạn bè ở Giang Thành biết tôi bị bệnh, e rằng sẽ kéo cả đám tới Bắc Kinh thăm tôi sợ là tiếp đón không nổi. Thời Duy không khỏi trào phúng, ai cũng biết chủ nhiệm Trương Anh là một người quan hệ rộng, giao du với khắp thiên hạ. Trương Dương nói, tôi sao cảm thấy cô câu nào câu nấy cũng châm chọc tôi thế nhỉ, tôi trêu gì cô à? Thời Duy nói, tôi cũng không biết, cứ nhìn thấy anh là không thuận mắt. Trương Đại Quan Nhân mỉm cười nói, cô đối với người khác có loại cảm giác này không? Thời Duy lắc đầu. Vậy thì chính là yêu tôi rồi, nếu không thì sao lại chỉ như vẫn với mỗi mình tôi. Thời Duy gắt, đừng có mơ, anh có điểm nào tốt. Người khác coi anh là bảo bối, còn tôi chỉ coi anh là bã đậu. Trương Dương cười nói, củ cải hay cải trắng đều có chỗ đáng yêu riêng, không khéo cô lại thích kiểu như tôi đấy. Tôi nói này, sao anh tự kỷ thế nhỉ? Kiều Mộng Viện mỉm cười ngắt lời họ, được rồi, hai người cứ vừa gặp mặt là đấu võ miệng. Không thấy phiền à, tôi thì phiền lắm rồi đây. Cô ta nói với Trương Dương, nghỉ ngơi cho chóng khỏi đi, còn mau về cương vị công tác, hai công trình của quảng trường thương nghiệp chùa Nam Lâm đã khởi động rồi, chúng tôi còn cần anh lãnh đạo. Trương Dương nói, hợp tác với An Ngữ Thần có thuận lợi không? Kiều Mộng Viện nói, An Ngữ Thần tính tình ngay thẳng, con người rất tốt, có điều đầu óc của An Đạt Văn đó rất linh hoạt, tuổi còn trẻ mà không ngờ lại lão luyện như vậy. Làm sinh ý với gã không có nhiều tiện nghi để chiếm. Trương Dương cười nói, tốt nhất là đôi bên cùng có lợi, đều có tiền để kiếm. Ba người đang nói chuyện thì Cao Vĩ cũng mang theo một hộp quà tới thăm Trương Dương, đi cùng gã còn có lão sư Khưu Đàm của gã. Khưu Đàm và Trương Dương không có giao tình gì, vốn cũng không cần phải tới, nhưng Cung Kiến Vĩnh đắc tội với Trương Dương, sau khi biết rõ bối cảnh của Trương Dương, sợ đến nỗi lục thần vô chủ, câu cuối cùng mà Trương Dương ném lại trước khi đi quá độc. Uy hiếp y chuẩn bị có biến động công tác. Cung Kiến Vĩnh sau khi biết Trương Dương là con nuôi của Phó Thủ tướng Văn, đương nhiên tin người ta có năng lực này, y cực khổ cả đời, khó khăn lắm mới bỏ lên được vị trí hiện tại, nếu như bởi vì nhất thời không có mắt mà đắc tội với Trương Dương, e rằng nỗ lực cả đời sẽ uổng phí, y sao có thể không sợ cho được. Nghĩ đi nghĩ lại, y liền tìm tới bạn học Khưu Đàm nhờ giúp đỡ, Khưu Đàm vốn không muốn ra mặt, nhưng lại không chịu nổi y khổ sở van cầu. Thế là đành trơ mặt nói với Cao Vĩ một tiếng. Thế là lại có chuyến thăm này. Kiều Mộng Viện không ngờ lại nhận ra Khưu Đàm, là vì năm trước, đại ca Kiều Bằng Cử của cô ta bị gãy xương tay phải nằm viện, cô ta tới thăm hắn nên quen với Khưu Đàm. Khưu Đàm thấy Kiều Mộng Viện cũng tới thăm Trương Dương, càng hiểu được bối cảnh của Trương Dương sâu không thể lường, ngay cả cháu gái bảo bối của Kiều Lão cũng là bạn của hắn, Cung Kiến Vĩnh hôm qua đắc tội với hắn quả thật là không biết sống chết. Kiều Mộng Viện sau khi chào Khưu Đàm liên gọi Thời Duy đứng dậy đi về. Trương Dương vẫn nể mặt Cao Vĩ, mời hai người họ ngồi xuống, tùy tiện nói mấy câu. Khưu Đàm cuối cùng cũng chuyển đề tài sang chuyện tối hôm qua, ông ta mỉm cười, nói, chủ nhiệm Trương, chuyện tối qua thật sự là xin lỗi, người bạn học đó của tôi ăn nói dễ làm người ta mất lòng, chuyện hôm qua y cũng rất hối hận, cho nên nhờ tôi tới nói xin lỗi với anh một tiếng. Trương Dương từ miệng của Khưu Đàm đã hiểu được ý tứ của ông ta, hờ hững nói, chủ nhiệm Khưu,
ông khách khí rồi, chuyện này tôi cũng quên rồi, ông nhắc đến tôi mới nhớ đó, Cung Kiến Vĩnh đó là bạn học của ông, có điều người này ngay cả một chút tôn trọng tối thiểu cũng không hiểu, hôm qua y làm ra như vậy, không phải chỉ khiến chúng tôi khó chịu, mà bản thân y cũng không nể mặt ông, vậy mà giờ lại còn nhờ ông tới nói thay cho y. Khưu Đàm cũng là một học giả của Hàm Dưỡng, ông ta mỉm cười, nói, con người tôi một lòng chú tâm vào y học, chuyện trên xã hội tôi không hiểu, cho nên cũng chai sạn rồi. Trương Dương cười nói, chủ nhiệm Khưu có phong phạm của học giả, có thể những danh gia của giới y học các ông đều là lòng dạ rộng rãi, tôi quen một tiến sĩ y học tên là Vu Tử Lương, cũng là tính khí tương tự như ông. Khưu Đàm vui mừng nói, Vu Tử Lương là học đệ của tôi, chúng tôi trước giờ vẫn luôn liên lạc với nhau. Nhắc tới Vu Tử Lương, hai người lại gần nhau thêm một chút. Cao Vĩ giới thiệu, lão sư, kỳ thực Trương Dương trước đây cũng học y, thủ pháp tiếp xương của cậu ấy là nhất lưu. Nếu không tận mắt nhìn thấy thì tuyệt đối không tin được đâu. Khưu Đàm cười nói, thật ư, có cơ hội tôi cũng muốn kiến thức một chút. Tuy là nói vậy nhưng trong lòng ông ta làm sao mà tin được, tuổi của Trương Dương quá trẻ, lại là cán bộ trong thể chế, thủ pháp tiếp xương của hắn có thể giỏi đến đâu chứ? Trương Dương gật đầu, nói, được, tôi còn ở trong bệnh viện một đoạn thời gian, có cơ hội tôi sẽ theo chủ nhiệm Khưu học bản sự. Khưu Đàm cười nói, được, có cơ hội tôi sẽ gọi cậu. Lúc Khưu Đàm nói câu này cũng chỉ coi là nói đùa, không coi là thật. Nhưng sáng ngày hôm sau lúc Khưu Đàm khám bệnh quả thật gặp một nan đề, một ông già hơn 60 tuổi bởi vì khớp vai bị thoái vị nên tới vấn chẩn, Khưu Đàm xem phim chụp xong, sau khi giúp ông ta kiểm tra liền quyết định cho nằm viện, phải tiến hành phẫu thuật tiếp xương. Ông già nghe đến phải phẫu thuật thì sợ đến nỗi lắc đầu quầy quậy, ông ta vô cùng sợ phẫu thuật, có nói thế nào cũng không bằng lòng nằm viện. Lúc Khưu Đàm đang làm công tác tư tưởng thì Trương Dương đi dạo tới, ở bên bệnh viện hai ngày hắn thực sự là quá rảnh rỗi, thấy Khưu Đàm đang tọa trần, cho nên tới xem náo nhiệt. Khưu Đàm cười cười với hắn rồi tiếp tục khuyên ông già đó. Ông già rất đau đớn, một vai rũ cả xuống, thỉnh thoảng lại rên lên. Ông ta không hiểu, nói, bác sĩ, không phải nói có thể dùng tay để tiếp xương ư. Đừng phẫu thuật, ối trời. Khưu Đàm nói, vị trí xương của ông rất không tốt, phải phẫu thuật tiếp xương. Ông già nói, tôi bị bệnh tiểu đường, cao huyết áp. Không thể phẫu thuật được, xin ông nghĩ cách khác. Trương Dương một mực đứng ở bên cạnh bước lên, nói, để tôi thử. Khưu Đàm nào dám để hắn tùy tiện thử, đây là khám bệnh cho người ta chứ không phải là trẻ con đùa nghịch. Ông ta vội vàng ngăn lại, chủ nhiệm Trương, anh đợi tôi khám bệnh xong đã. Lão đầu nghe thấy ông ta gọi chủ nhiệm Trương, còn cho rằng Trương Dương cũng là bác sĩ của bệnh viện. Ông già giống như là người chết đuối vớ được cọc, chàng trai, cậu có thể giúp tôi ư? Trương Dương nói, để tôi thử. Khưu Đàm còn muốn ngăn cản, có điều ông già đó không biết vì sao lại tin Trương Dương, nào, cậu tới giúp tôi đi, chị không khỏi thì tôi mới phẫu thuật. Khưu Đàm cười khổ nhắc nhở, lão tiên sinh. Anh ta không phải là bác sĩ của bệnh viện chúng tôi. Trương Dương thản nhiên thừa nhận, tôi biết một chút về tiếp xương, có điều là tổ truyền. Ông lão phải chuẩn bị tâm lý, nếu như đồng ý thì tôi chỉ giúp ông, nếu như không thì ông nên mau mau nằm viện đợi phẫu thuật đi. Ông già bị thoát vị dày vò cho đến khổ, mang thái độ dù có thế nào cũng phải thử. Ông ta gật đầu, nói, bí phương chữ bệnh nặng, cậu chỉ giúp tôi đi, tôi chịu được. Nếu đổi lại là người khác thì Khưu Đàm bất kể là như thế nào cũng không cho phép, nhưng ông ta biết thân phận bối cảnh của Trương Dương, về sau lại nghe Cao Vĩ nói Trương Dương có thủ pháp tiếp xương thần diệu, quả thật là cũng bị khơi dậy lòng hiếu kỳ, khớp xương vai của ông già bị thoát vị rất phức tạp, trong mắt ông ta thủ pháp tiếp xương căn bản là không thể chữa được, nếu như cường hành tiếp xương, rất có khả năng tạo thành viêm khớp xương. Trương Đại Quan Nhân giúp ông già bị thoát vị ngồi lên ghế, ông già này rất béo, tiếp xương cũng có chút khó khăn. Nhưng Trương Đại Quan Nhân là ai chứ? Hắn quan sát hai bên vai của ông già một lát, sau đó nhấc cánh tay trái bị thoát vị của ông ta lên, mỉm cười nói, lão tiên sinh, ông cũng khá mập đó. Ông già cười khổ, tôi là đầu bếp, cả đời sống trong khói dầu, không muốn mập cũng khó ái trà. Trong lúc nói chuyện, Trương Đại Quan Nhân đột nhiên ra tay, một nâng một giật, sau đó xoay một góc độ vi diệu, đẩy vào trong, chỉ nghe thấy rắc một tiếng. Đoạn xương bị thoát khớp đã được hắn chuẩn xác đẩy về vị trí cũ. Khưu Đàm nhìn mà há miệng trợn mắt, tuy ông ta không thể xác nhận Trương Dương có đưa về đúng vị trí không, nhưng chỉ từ thủ pháp lão luyện của hắn là có thể nhìn ra Trương Dương tuyệt đối là một cao thủ. Lão già đó cảm thấy sau khi xương vai đau một chút rồi hết, lập tức cảm thấy nhẹ nhõm.
Trương Dương mỉm cười, ông thử hoạt động cánh tay một chút đi. Ông già cẩn thận hoạt động thử cánh tay trái bị rũ xuống không ngờ có thể hoạt động được tự nhiên, ông ta vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói, khỏi rồi. Thật sự khỏi rồi, ông ta kích động đứng dậy, nắm hai tay Trương Dương, nói, đúng là thần y mà. Tai nghe là giả, mắt thấy là thật, Khưu Đàm lại có một nhận thức mới về Trương Dương, người trẻ tuổi này đúng là quá lợi hại. Ông già đối với Trương Dương thiên ân vạn tạ, để ổn thỏa hơn Khưu Đàm kiến nghị ông ta chụp X quang, cầm về xem, tiếp xương quả thật chuẩn xác vô cùng, Khưu Đàm triệt để phục rồi, ông ta cho rằng phải phẫu thuật thì mới đưa xương về đúng khớp được, nhưng người ta chỉ trong nháy mắt là giải quyết xong, đây chính là bản sự, đây chính là năng lực. Trong mắt Trương Dương, chuyện này thì chẳng tính là gì, hắn rất có lòng tin với thủ pháp tiếp xương của mình, phóng mắt khắp cả Trung Quốc, không tìm ra được ai giỏi hơn hắn. Lão già đặc biệt đưa địa chỉ của nhà mình cho Trương Dương, nói sao cũng phải mời Trương Dương tới nhà chơi, ông ta hẹn tối thứ bảy này mời Trương Dương tới, ông già trước khi đi còn ném lại một câu, không phải là tôi khoác lác đâu, thức ăn mà tôi làm, ngon hơn hẳn bất kỳ nhà hàng nào của thành Bắc Kinh này, Trương tiên sinh, cậu nhất định phải tới đây, nói chung chiều thứ bảy tôi bắt đầu chuẩn bị, cậu mà không tới thì tôi tới nhà cậu tìm cậu đó. Trương Dương chỉ mỉm cười gật đầu, ông già căn bản không thèm để ý tới Khưu Đàm. Trong mắt ông ta Khưu Đàm rất không hậu đạo, một lòng muốn bắt mình vào viện để phẫu thuật, tất nhiên là không có hào cảm với Khưu Đàm, ông ta không biết rằng Khưu Đàm quả thật là không có bản sự dùng tay tiếp xương. Chương 297, Đại Phú. Những ngày tiếp theo, Trương Dương quả thật được thanh tịnh mấy bữa. Lúc ban đầu hắn rất hưởng thụ, nhưng không được hai hôm, hắn lại không chịu được cảnh tĩnh mịch này, đang suy nghĩ xem có nên đề xuất ra viện trước không thì La Tuệ Ninh gọi điện thoại bảo hắn tới. Ngay ngày hôm sau khi La Tuệ Ninh về nước liền gọi điện thoại cho Trương Dương, hai vợ chồng họ đều có rất nhiều chuyện muốn hỏi hắn. Khiến Trương Dương có chút không tự nhiên là địa điểm gặp mặt là bệnh viện đang điều trị cho Văn Linh, hắn không biết có phải là vợ chồng Văn Quốc Quyền cố ý an bài như vậy hay không, có điều đành phải trơ mặt tới, còn đặc biệt mang theo một bó hoa tới thăm Văn Linh. Tuy Văn Linh lại một lần nữa biến thành người thực vật có nguyên nhân lớn là nhờ hắn ban cho, nhưng Trương Dương lại không hề cảm thấy cắn rứt lương tâm gì cả. Lúc bước vào phòng bệnh, La Tuệ Ninh đang cắt móng tay cho con gái, thấy Trương Dương vào, bà ta mỉm cười, chỉ vào salon ở bên cạnh. Trương Dương trước tiên cắm hoa vào bình, sau đó thật thà ngồi lên salon, thấy La Tuệ Ninh cẩn thận cắt móng tay cho con gái. La Tuệ Ninh quả thật là người mẹ tốt, sau khi bà ta giúp Văn Linh cắt móng tay xong, mới rửa tay, đi tới ngồi cạnh Trương Dương, nói chị Linh của con cuối cùng lại nghe lời mẹ rồi. Trương Dương nói khẽ con xin lỗi. La Tuệ Ninh nói, không phải là con sai, đừng có nói những lời như vậy. Lúc này xe hồng kỳ của Văn Quốc Quyền đã đi tới trước cửa, ông ta mặc đồ tây màu đen, bước đi khỏe mạnh tiến vào trong bệnh phòng. Từ sau khi ông ta về nước, ông ta bận xử lý các loại sự vụ, cho tới hiện tại mới có thời gian tới thăm con gái. Sau khi thăm Văn Linh liền cùng Trương Dương sang phòng nghỉ ở bên cạnh nói chuyện. La Tuệ Ninh pha một ấm trà cho họ, nói nhỏ, hai người nói chuyện đi, tôi đi chuẩn bị bữa trưa. Văn Quốc Quyền nói, gọi điện thoại cho Hạo Nam, bảo nó tới ăn cơm cùng. La Tuệ Ninh gật đầu, ở trước mặt chồng bà ta luôn lộ ra vẻ thuận tòng. Văn Quốc Quyền nhìn Trương Dương, đi thẳng vào vấn đề, cậu làm việc cho Cục Quốc An à? Lúc Tước Hình Chiêu Huy đã đặc biệt bàn với Trương Dương về việc này, bảo hắn sau này gặp Văn Quốc Quyền, nếu như Văn Quốc Quyền hỏi thì phải kiên quyết phủ nhận, Trương Dương sớm đã chuẩn bị tâm lý, hắn thở dài, nói con cũng không biết Lệ Phù là đặc công của Quốc An. Bọn con quen nhau từ trước, cô ta xảy ra chuyện, con đương nhiên không thể ngồi yên không để ý. Văn Quốc Quyền cười cười, ông ta là nhân vật gì chứ, lập tức nghe ra Trương Dương không trực tiếp trả lời vấn đề của ông ta. Trương Dương cũng rõ rằng không thể nào cứ vậy là cho qua được, hắn hạ giọng nói, cha nuôi. Con cũng không muốn giấu cha, kỳ thực sau khi con về, Quốc An cũng có tìm đến con. Bọn họ bảo con gia nhập Quốc An, ba phần thật ba phần giả, nói như vậy thì mới tin được. Văn Quốc Quyền nhíu mày, ai tìm cậu? Trương Bích Quân, nói là muốn con gia nhập cục 10. Cậu trả lời sao? Trương Dương thật thà nói, con không có hứng thú làm đặc công, luôn cảm thấy như vậy phải lén lén lút lút không dám gặp người ta, con cũng không thích phải chạy khắp nơi, cứ thật thà ở trong thế chế làm việc là tốt nhất. Văn Quốc Quyền không nói gì. Trương Dương ân cần rót cho ông ta một chén trà, đưa vào tay ông ta, Văn Quốc Quyền phẩm trà, nói cậu là một cán bộ quốc gia. Không thể nào dùng tình cảm để làm việc được,
hơn nữa cậu đã xác định quan hệ với Yên Nhiên rồi, trên phương diện tình cảm không được ba lòng hai ý, nếu không sẽ làm Yên Nhiên thương tâm, cũng sẽ khiến chú Tống của cậu không vui. Trương Dương gật đầu lia lịa. Văn Quốc Quyền lại nói, cậu rất có bản sự, Cục Quốc An cũng nhìn trúng điểm này của cậu, có điều cậu không muốn đi thì nói rõ với họ đi. Trương Dương nói, Trương Bích Quân có tìm con mấy lần. Văn Quốc Quyền nói, thế này đi, tôi sẽ giúp cậu nói với bên đó, bảo họ không làm phiền cậu nữa. Trương Dương vui mừng quá đỗi, chỉ cần Văn Quốc Quyền mở miệng, chắc rằng Quốc An sau này sẽ không bám dính lấy mình nữa. Văn Quốc Quyền lại nói, Trương Dương, cậu tuy thiếu tính kỷ luật tổ chức, có điều, lần này cậu lảng quảng thế nào lại lập được đại công, may mắn cứu được mẹ nuôi của cậu, nếu như không có cậu, chuyện lần này sẽ rất lớn. Trương Dương nói, tính tình của con xung động, rất nhiều lúc đều không chịu nghĩ tới hậu quả, lúc đó nghe thấy có người muốn gây bất lợi cho mẹ nuôi và cha, con bất chấp tất cả, nếu như thật sự xảy ra chuyện gì, con sẽ trực tiếp giết tới điện Buckingham. Văn Quốc Quyền cười ha hả, Trương Dương nói rất khoa trương, có điều ông ta nghe vậy trong lòng cũng thấy ấm áp, lúc đó ông ta nhận Trương Dương làm con nuôi, chủ yếu là muốn kéo gần quan hệ với Tống Hoài Minh, chỉ là xuất phát từ mục đích chính trị mà thôi, ông ta nhìn ra. La Tuệ Ninh đối đãi với Trương Dương như với con ruột vậy, cho dù là sau khi Văn Linh xảy ra chuyện, vợ mình cũng không oán trách Trương Dương chút nào. Văn Quốc Quyền sau khi biết con gái vì Trương Dương mà xảy ra chuyện, trong lòng không vui rất lâu, về sau ông ta cũng dần dần tiếp thụ hiện thực này, chuyện của Văn Linh không thể trách ai được, có lẽ tất cả đều đã được chú định từ cõi xa xăm. Văn Quốc Quyền là một đảng viên kiên định, ông ta không tin số mệnh, nhưng sau khi Đỗ Sơn Khôi bởi vì bị con gái mình kích thích mà từ trần, Văn Quốc Quyền cũng nảy sinh ra một số ý nghĩ không nên có, sau khi con gái xảy ra chuyện, ông ta luôn có chút bất mãn với Trương Dương. Cũng muốn mở miệng nhờ Trương Dương cứu con gái mình lần nữa. Nhưng hiện giờ ông ta đã dần dần bình tĩnh lại, dùng lý trí để nhìn cả chuyện này. Văn Quốc Quyền nói, Trương Dương, trên người cậu có rất nhiều điểm sáng, nếu như có thể khống chế được tình tự và tính nóng của mình, sau này sẽ có thành tựu lớn. Trương Dương nói, con chưa từng nghĩ xa như vậy. Chỉ muốn làm tốt công tác trước mắt, làm tốt công tác chiêu thương của Giang Thành. Câu này là nói cho Văn Quốc Quyền nghe, hắn muốn ở trong lòng Văn Quốc Quyền tạo thành một hình tượng kiên định khẳng khái, nhưng Văn Quốc Quyền là loại nhân vật nào chứ, thoáng cái đã nhìn ra là thằng ôn này đang khoe mẽ. Văn Quốc Quyền cười nói, có thể có dạng nhận thức như vậy là tốt, sợ nhất là cậu nhận thức được nhưng khi thật sự làm lại không làm được. Trương Dương cười cười xấu hổ. Văn Quốc Quyền nói nhỏ, cậu vừa gặp chị Linh của cậu rồi. Bệnh của nó thật sự không có biện pháp nào sao? Trương Dương không muốn nhất là đề cập tới chuyện này, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào né tránh được. Thân là cha, Văn Quốc Quyền hiên nhiên không muốn con gái mình mãi thế này, ở sâu trong lòng ông ta vẫn tồn tại một tia hy vọng. Đừng nói là Trương Dương hiện tại không có biện pháp cứu tỉnh Văn Linh, cho dù là hắn có biện pháp cũng sẽ không mạo hiểm cứu cô ta. Trương Dương thật thà nói, con bất lực rồi. Câu trả lời của Trương Dương đã nằm trong dự liệu của Văn Quốc Quyền. Nghe thấy hắn nói vậy, một tia hy vọng cuối cùng ở trong lòng Văn Quốc Quyền cũng triệt để biến mất. Ông ta thở dài, nói, bỏ đi, có lẽ kết cục này đã được chú định rồi. Trương Dương nghe ra tình tự bi quan ẩn chưa trong câu nói của Văn Quốc Quyền, nhất thời không biết nên an ủi ông ta như thế nào, kỳ thực hắn cũng không hợp sắm vai người an ủi Văn Quốc Quyền. Lúc này La Tuệ Ninh gọi họ ra ăn cơm, nơi họ dùng cơm là nhà ăn của Trung tâm Hồi phục Sức khỏe. Vợ chồng Văn Quốc Quyền đều rất chú ý tới bảo dưỡng, trong 6 món ăn chỉ có một món mặn, còn lại đều là món chay, Văn Quốc Quyền cũng không uống rượu, La Tuệ Ninh gọi người mở một bình Mao Đài, Trương Dương thấy Văn Quốc Quyền không uống, mình cũng không tiện uống, liền nói khẽ con đang nằm viện, bác sĩ nói con không được uống rượu. La Tuệ Ninh nhìn ra là hắn cảm thấy câu thúc, cười bảo tử lượng của con mẹ còn không biết chắc, con vừa rồi không phải là nói với cha con rằng đây là giả vờ bệnh ư. Sao lại không thể uống? Có phải là thấy cha con không uống nên con cũng không dám uống không? Văn Quốc Quyền nghe bà ta nói vậy liền cười bảo, thế này đi, rót cho cha một chén, cha uống cùng con một chén. Trương Dương vội vàng rót rượu cho ông ta, Lý Trường Vũ cũng rót một chén, Trương Dương nâng chén lên nói, con kính cha mẹ nuôi một chén, chúc cha mẹ thân thể khỏe mạnh. Văn Quốc Quyền mỉm cười, người càng lớn tuổi thì càng hiểu thân thể khỏe mạnh là điều quan trọng nhất. Sau khi uống xong chén này, La Tuệ Ninh nói, thằng Ôn Hạo Nam chỉ nói công việc bận, không có thời gian tới. Văn Quốc Quyền nói, trẻ con lớn rồi đương nhiên phải có việc của mình, người làm mẹ như em cũng không thể quản quá nhiều được.
La Tuệ Ninh cảm thán, em cho dù là muốn quản cũng không được, bỏ đi, chỉ hy vọng nó mau thành gia thất. Văn Quốc Quyền nói, nó với con gái của nhà lão Tần thế nào rồi? La Tuệ Ninh nói, anh còn không biết con trai của mình chắc. Chuyện tình cảm nó lúc nào cũng thủ khẩu như bình, em hỏi nó nhiều lần mà nó một chữ cũng không chịu để lộ ra cho em. Chỉ nói là đang bàn, mà bàn đến 3-4 tháng trời rồi, em còn chưa gặp mặt Tần manh manh tới một lần. Văn Quốc Quyền cười nói, em gấp cái gì? Sớm muộn gì cũng có cháu bé thôi. Ông ta nói với Trương Dương, Trương Dương, mẹ nuôi của con thèm có cháu bé lắm rồi, hay là con mau mau kết hôn đi. Trương Dương cười nói, con cũng không phù hợp với tiêu chuẩn cưới muộn. Văn Quốc Quyền còn định nói gì đó thì lúc này Lý Vĩ chạy tới tìm ông ta. Văn Quốc Quyền đứng dậy, nói, hai mẹ con ăn cơm đi, tôi còn có việc. La Tuệ Ninh nhìn bóng lưng của chồng, không khỏi thở dài, nói, người nhà mà cùng nhau ăn một bữa cơm cũng khó khăn. Trương Dương an ủi bà ta, mẹ nuôi, cha nuôi bận bịu vì quốc gia, có một số chuyện cũng là thân bất do kỷ mà. La Tuệ Ninh nói, con cũng không để mẹ bớt lo gì cả, chuyện giữa con và Yên Nhiên hiện tại thế nào rồi? Đừng có mà cả ngày ba lòng hai ý nữa, mẹ thấy con là lệ phù đó cũng có chút mờ ám với nhau đó. Trương Dương cười nói, con và Yên Nhiên vẫn rất tốt, mẹ yên tâm đi, con biết nên xử lý những quan hệ này thế nào mà. Con thật sự hiểu thì tốt, La Tuệ Ninh nói vậy nhưng vẫn không tin thằng Ôn này có thể xử lý tốt những quan hệ này. Trương Dương nói, con còn ở Bắc Kinh một tháng nữa, phối hợp với Quốc An nói rõ một số chuyện đã xảy ra ở nước Anh. Ở trước mặt La Tuệ Ninh hắn cũng không dám giấu giếm gì cả. La Tuệ Ninh nói, tháng này vừa hay ở Bắc Kinh chơi với mẹ, ngày mai mẹ và Thiên Chỉ Tiên Sinh hẹn nhau tới Mật Vân câu cá, con cùng đi nhé. Trương Dương gật đầu, nói, không thành vấn đề, con cũng đang nhàn rỗi đây. Lý Trường Vũ cười nói, nhàn thì làm lái xe cho mẹ đi. Tẹo nữa con lái xe Hồng Kỳ đi luôn, sáng sớm mai thì tới đón mẹ. Trương Dương trước khi đi liền nhớ tới chuyện của Cung Kiến Vĩnh, liền nói nhỏ với La Tuệ Ninh. La Tuệ Ninh nói, mẹ thật sự không biết trong viện quốc vụ còn có nhân vật này, tẹo nữa mẹ nói với cha con một tiếng. Trương Dương biết mẹ nuôi khẳng định sẽ chút giận cho mình, mỉm cười gật đầu. Trương Dương lái xe Hồng Kỳ về bệnh viện Trung Hải, tất nhiên dẫn tới sự chú ý của không ít người. Quay về phòng bệnh thấy chủ nhiệm ban chú Kinh Xuân Dương Vu Tiểu Đông và huyện truyện Sa Phổ Nguyên đang ở bên trong, nghĩ chắc là sau khi nghe thấy tin tức mình bị bệnh nên đặc biệt tới thăm, Trương Dương bước vào cùng Sa Phổ Nguyên hàn huyên một hồi, vừa tiễn Sa Phổ Nguyên đi không bao lâu, Cục trưởng Tài chính Giang Thành Bàng Bân ở Bắc Kinh cũng tới thăm hắn, Trương Dương hiểu rằng không thể nào ở lâu tại bệnh viện Trung Hải này được. Hiện tại rất nhiều người đều biết rồi, một truyền 10, 10 truyền 100. Hắn sau khi tiễn Bàng Bân đi liền lái xe rời khỏi bệnh viện Trung Hải. Quốc An còn an bài một chỗ ở cho hắn ở khách sạn Hương Quốc. Trương Dương lái xe dừng trước khách sạn Hương Quốc, nhìn thấy thời gian còn sớm, liền cầm mấy tấm thẻ mua hàng gần đây được biếu tới cửa hàng Tây Đan. Không đi không biết, lúc mua hàng, Trương Dương mới rõ thẻ mua hàng mà Quách Thụy Dương và Lưu Văn Học biếu hắn đều có 5.000 đồng, không ngờ ban chú kinh ra tay đều rộng rãi như vậy. Trương Dương mua mấy bộ quần áo. Nghĩ tới ngày mai phải theo La Tuệ Ninh đi câu cá, đặc biệt chọn mua một cái cần câu, lúc cả thẻ tính tiền, Trương Dương lại gặp người quen, Điền Linh, vợ của Vương Học Hải. Điền Linh trong tay cũng cầm không ít đồ, cô ta không hề để ý thấy Trương Dương. Một đoạn thời gian không gặp, Điền Linh gầy đi một chút, Trương Dương vốn muốn tới chào hỏi cô ta, nhưng nghĩ một lát thì vẫn không lập tức đi tới. Theo Điền Linh ra khỏi cửa, nhìn thấy cô ta bắt taxi, đi về hướng chính đông, Trương Dương cũng vội vàng chặn xe. Bảo lái xe đi theo cô ta. Sau khi Trương Đại Quan Nhân trải qua nhiều trận thực chiến, đối với đạo theo dõi cũng vô cùng thiện trường, mục đích hắn theo dõi Điền Linh chính là muốn theo đường này tìm Vương Học Hải. Lần trước Cố Minh Kiện bị Vương Học Hải hại cho suýt nữa bị phán tội giết người, món nợ này Trương Dương Thủy Chung vẫn ghi nhớ. Điền Linh ngồi xe taxi lái thẳng vào trong một dãy biệt thự ở ngoại ô phía tây Bắc Kinh, Trương Dương bảo taxi theo vào, nhưng bị cản lại ở trước cửa, khu nhà được quản rất nghiêm. Không phải là nghiệp chủ thì không thể nào vào được. Trương Dương nhớ cái tên Ngọc Tuyền Sơn Trang, sau đó bảo lái xe đưa hắn về khách sạn Hương Quốc. Về tới khách sạn sau khi tùy tiện ăn chút gì đó, Trương Dương gọi điện thoại cho thám tử Tư Lưu Minh. Theo sự phát triển của thời đại, tần suất ly hôn trong kinh thành không ngừng đề cao, chuyện điều tra vợ chồng cũng càng lúc càng nhiều. Văn phòng thám tử Tư của Lưu Minh làm ăn thịnh vượng, hắn ở đường vòng tròn 3 phía đông thuê một văn phòng, lại thuê 2 trợ thủ, thu nhập không ngừng tăng cao. Trương Dương từ cách ăn mặc của hắn là nhìn ra thằng Ôn này gần đây kiếm ăn rất khá,
mỉm cười nói, xem ra gần đây kiếm cũng khá nhỉ. Lưu Minh khá kính phục Trương Dương, nói, nhờ phúc của chủ nhiệm Trương. Trương Dương nói ra mục đích tìm hắn. Lưu Minh nói, chuyện này cứ giao cho tôi làm, không quá 24 tiếng tôi sẽ có thể tra ra Điền Linh sống ở đâu trong Ngọc Tuyền Sơn Trang, nếu Vương Học Hải có ở đó, tôi nhất định sẽ có thể tra ra được. Trương Dương khá hài lòng với những lời này của Lưu Minh. Hắn mỉm cười, nói, làm thám tử tư rất có tiền đồ, hay là tôi theo anh là nhỉ? Lưu Minh cười khổ, nói, chủ nhiệm Trương, ngài đừng lấy tôi ra nói đùa nữa, ngài là đại tài, cái nghề không được nhìn thấy ánh sáng như chúng tôi không vừa mắt anh đâu, tôi cũng chỉ kiếm được chút tiền thôi, đúng rồi, anh biết không, quán Ba Phong Độ lại mở cửa rồi. Trương Dương nói, bà chủ vẫn là Lâm Ngọc Văn à? Lưu Minh gật đầu, vẫn là cô ta, tôi tới đó hai lần, có điều không thấy Vương Học Hải xuất hiện. Trương Dương tuy tiếp xúc với Lâm Ngọc Văn không nhiều, nhưng cũng biết nữ nhân này rất không đơn giản, sau chuyện lần trước của Cố Minh Kiệt, Lâm Ngọc Văn chắc nên biết vạch rõ giới hạn với Vương Học Hải, ít nhất thì bề ngoài cũng không nên tiếp tục lai vãng với gã. Lưu Minh lại nói, Thái Húc Đông từ trước rồi, cùng bạn mở một công ty máy móc y tế, cách văn phòng thám tử của tôi không xa. Trương Dương cười nói, ông ra hắn làm bộ trưởng vệ sinh, hắn làm máy móc y tế, khẳng định là phát đạt. Lưu Minh nói, có đầu óc không bằng có cha làm to. Đám thái tử gia này đều ngậm ngọc mà sinh ra đời. Nói xong câu này hắn không khỏi nghĩ tới cha nuôi của Trương Dương là Phó Thủ tướng Văn, người ta cũng được tính là thái tử đảng. Trương Dương trước giờ không tự cho mình là thái tử đảng, hắn cho rằng mình có được như ngày hôm nay là toàn bộ đều dựa vào sự phấn đấu của bản thân. Như vậy mới có cảm giác có thành tựu, hắn để bảo Lưu Minh cho địa chỉ của Thái Húc Đông, nói tới cùng Thái Húc Đông vẫn thiếu hắn một phần nhân tình, có cơ hội phải tới gặp gã. Sáng sớm ngày hôm sau Trương Dương lái xe tới đón La Tuệ Ninh, sau đó lại tới Hương Sơn đón Thiên Chỉ Tiên Sinh, Lão Tiên Sinh thấy Trương Dương cũng rất cao hứng. Nơi bọn họ cậu cá chính là hồ nước ở Đông Nam Mật Vân, Trương Dương vì chuyến câu cá lần này đặc biệt mua một bộ đồ câu cá. Thiên Chỉ Tiên Sinh cầm cần câu cá một mình đi tới nơi xa câu cá, từ xa nhìn râu trắng phất phơ theo gió, Lão Tiên Sinh khí định thần nhàn, đầy vị đạo tiên phong đạo cốt. La Tuệ Ninh cũng chọn một vị trí rồi ngồi xuống. Trương Dương không tinh thông câu cá lắm, hắn lại có tính không thể ngồi yên, mới ngồi được nửa tiếng thì ngay cả một con cá cũng không câu được, dứt khoát đi dạo trên một ngọn núi nhỏ, đi một vòng trên núi, phát hiện có mấy con chim ngói, hắn cầm một hòn đá lên bắn chim. Cảm thấy gần đây công lực đang không ngừng hồi phục, đàn chỉ thân công đã có thể thi triển một cách tùy tâm sở dục. Trương Dương xách một con chim ngói về hồ nước, thấy La Tuệ Ninh đã câu được mấy con cá, Thiên Chỉ Tiên Sinh thì lại không có thu hoạch gì. Trương Dương đi tới trước mặt Thiên Chỉ Tiên Sinh, hiếu ký nhìn ông ta. Thiên Chỉ Tiên Sinh cười nói, tôi không biết câu cá, tôi chỉ thích loại tâm cảnh lúc câu cá thôi. Trương Dương nói, tâm cảnh của tiên sinh phải chăng là rất chờ mong. Thiên Chỉ Tiên Sinh cười nói, chờ mong cái gì? Chờ mong cá cắn câu. Thiên Chỉ Tiên Sinh nói, tôi tuy không phải là Khương Thái Công, nhưng tôi cũng có mấy phần tâm thái của ông ta. Trương Dương nói, tiên sinh dùng móc câu thẳng ư. Lông mi của Thiên Chỉ Tiên Sinh khẽ động, cần câu đột nhiên trầm xuống, sợi dây câu trong nháy mắt bị kéo thẳng đứng, cần câu cong như cây cung. Trương Dương vui mừng nói, cắn câu rồi. Thiên Chỉ Tiên Sinh kéo cần về, con cá cuối cùng cũng lộ ra phần lưng. Không ngờ lại là một con cá chép màu đỏ, dưới ánh dương, vậy cả phát ra từng luồng ánh sáng vàng lóng lánh, Trương Dương vội vàng đi lấy lưới. Thiên Chỉ Tiên Sinh cười nói, không gấp, không gấp, thuận theo tự nhiên mới tốt. Cứ như vậy, một người một cá rằng có một tiếng đồng hồ mới kéo cá lên, Trương Dương sớm đã mất đi tính nhẫn nại, Thiên Chỉ Tiên Sinh thả con cá chép đỏ nặng gần 5 cân vào trong thùng nước. Trương Dương bước tới dùng đầu ngón tay chọt chọt đầu cá, nói cá không nhỏ, trưa nay có đồ ngon ăn rồi. Thiên Chỉ Tiên Sinh nói, tôi muốn mang về thả vào trong hồ cá của tôi để nuôi. Phía La Tuệ Ninh lại câu thêm được hai con, không ngờ bà ta lại là cao thủ câu cá. Ở đằng xa, một nam tử hơn 50 tuổi đi tới, cười nói, Văn phu nhân tới rồi à? La Tuệ Ninh gật đầu với nam tử đó, ông chủ Hà, gần đây có sưu tầm được gì không? Nam tử đó tên là Hà Trường An, là thương nhân bất động sản có tiếng trong quốc nội, lần câu cá này là y an bài. Y mặc một cái áo tôn trung sơn đã giặt đến trắng bệch, quần cũng là một chiếc quần bò bình thường, đi một đôi giày da mũi to, có nhìn thế nào cũng không ra bộ dạng của một vị phú thương siêu cấp, cái này có liên quan tới tính tình khiêm tốn của Y.
Quan hệ của y và Phó Thủ tướng Văn rất tốt, hai người quen nhau từ lúc còn trẻ, cho tới hiện giờ vẫn giữ được tình bạn thân thiết. Hà Trường An và Thiên Chỉ Tiên Sinh cũng quen nhau, mỉm cười nhìn vào trong thùng nước, nói con cá này không tồi, Kim Lân há lại là vật ở trong ao, gặp gió mây sẽ hóa rồng, tôi thấy con cá này tuyệt đối không phải là phàm vật. La Tuệ Ninh hứng thú nói, anh cảm thấy có hứng thú với con cá này như vậy, hay là bảo tiên sinh nhường cho. Hà Trường An cười nói, quân tử không đoạt thứ mà người ta thích. Y đứng thẳng dậy, chủ động chia tay về phía Trương Dương, cậu nhất định là Trương Dương rồi, tôi tên là Hà Trường An. La Tuệ Ninh giới thiệu, Trương Dương, đây là chú Hà của con. Trương Dương hiểu rằng, La Tuệ Ninh bảo mình gọi y là chú, chứng tỏ người này khẳng định có năng lực kha khá, Trương Dương mỉm cười bắt tay với Hà Trường An. Hà Trường An thấy Trương Dương không câu cá, biết rằng hắn không cảm thấy hứng thú với trò này, lại nhìn mấy con chim ngói trong tay Trương Dương, không khỏi hiếu kỳ, mấy con chim này làm sao mà bắn rơi được vậy. Trương Dương không thể nào nói mình dùng đạn chỉ thần công bắn rơi chim được, liền nhanh miệng nói cháu dùng cung bắn được. Hà Trường An tấm tắc khen, mắt khá thật, y mời Trương Dương cùng y ra sau núi săn thú. Hà Trường An cũng là cao thủ xạ kích, nhưng khi Trương Dương cầm súng săn, y mới biết được cái gì gọi là bách phát bách trúng. Trương Dương nhắm một con hươu đang chạy nhanh ở phía trước, một phát súng bắn hạ nó. Hắn có chút kỳ quái, nói, núi này không lớn sao có nhiều động vật hoang dã vậy nhỉ? Hà Trường An cười nói, tòa núi này là tôi vây lại, hươu sao cũng là tôi sai người thả vào, những con hươu này để được nuôi ăn, so với động vật hoang dã thì phản ứng chậm chạp hơn một chút. Trương Dương cười nói, chẳng trách lại dễ bắn như vậy. Trong lòng lại có một đánh giá mới về Hà Trường An. Hà Trường An lúc săn thú trông rất có dáng vẻ của hoàng đế cổ đại, xem ra y rất có tiền. Bữa trưa bọn họ tới Bắc Quốc Sơn Trang. Bắc Quốc Sơn Trang này là sản nghiệp của Hà Trường An, bốn chữ treo trên đầu là Thiên Chỉ Tiên Sinh tự mình viết. Trong tiền viện của Bắc Quốc Sơn Trang đặt tương điêu và thạch điêu lớn, những thứ này đều là Hà Trường An gần đây mua được từ Hoàn Nam. Thiên Chỉ Tiên Sinh cảm thấy rất hứng thú với hai khối mộc điêu, Hà Trường An lập tức tỏ ý muốn tặng lão tiên sinh. La Tuệ Ninh thì thưởng thức thạch điêu tinh mỹ, không khỏi cảm thán, ông chủ Hà, phẩm vị của anh càng lúc càng cao rồi, nhưng thạch điêu mộc điêu này đều không phải là tác phẩm nghệ thuật hiếm có, giá trị không thể tính được. Hà Trường An nói, tôi mua được ở nông thôn Hoàn Nam, không tốn bao nhiêu tiền, lão bách tính vẫn chưa có ý thức này, những thứ này ở trong mắt họ thì không có gì quý giá cả, bị phá hỏng rất nghiêm trọng, tôi bỏ tiền ra mua, tìm chuyên gia tới sửa chữa lại, cái nào có giá trị cao thì tôi quyên cho quốc gia. Cái nào bình thường thì giữ lại cho mình chơi. Thiên Chỉ Tiên Sinh nói, phong cách của Tiểu Hà rất cao. Hà Trường An nói, tôi còn mua được một ít gia cụ cổ, tiên sinh giúp tôi dám thưởng nhé. Thiên Chỉ Tiên Sinh vui vẻ gật đầu, Hà Trường An dẫn họ tới nơi đặt đồ gia cụ mà y siêu tầm được rất nhiều, từ thời Minh Thanh tới thời Dân Quốc cơ hồ đều có, Trương Dương cảm thấy rất hứng thú với một cái giường lớn, sờ sờ mặt giường trơn bóng. Thầm nghĩ cái giường này đủ lớn đấy. Cho dù mấy người nằm trên cũng vừa. Không ai biết được thằng ôn này có chủ ý gì, Hà Trường An thấy hắn hứng thú với chiếc giường, liền giới thiệu, đây là đồ thời Dân Quốc, chủ nhân nằm bên trên hút nha phiến, cũng tính là một sản vật đặc biệt của một thời đại. Trương Dương lúc này mới nghĩ ra hèn chi quen thế, mình cũng từng thấy trong phim rồi. Hà Trường An cực kỳ rộng rãi, thấy Trương Dương thích liền mỉm cười nói, thích Hà, tôi tặng chiếc giường này cho cậu nhé. La Tuệ Ninh vội vàng ngăn cản, sao thế được, đồ quý giá như thế này, sao có thể nói tặng là tặng được. Hà Trường An nói, không tốn bao nhiêu tiền đâu. Trương Dương xua xua tay, nói, chú Hà, chú đừng khách khí với cháu chỉ hiếu kỳ thôi, chú nếu thật sự tặng cho cháu cũng không có thời gian mà nằm đâu. Chú nếu muốn tặng cháu đồ, hay là đợi khi cháu kết hôn đi. Hắn cũng chỉ nói đùa mà thôi. Không ngờ Hà Trường An lại coi là thật. Cười bảo, đồ dùng trong nhà cứ tính cho tôi, chúng ta quyết định vậy nhé. Trương Dương hiểu rằng người ta khẳng khái như vậy toàn bộ đều là vì nể mặt vợ chồng Văn Quốc Quyền, mình và y bình thủy tương phùng, lại là lần đầu tiên gặp nhau, không có lý do gì mà lại rộng rãi với mình như vậy. Đồ siêu tầm của Hà Trường An không chỉ hạn chế ở những thứ này, trừ những thứ này ra y còn siêu tầm rất nhiều đồ gốm và tự họa của danh nhân, tòa Bắc Quốc Sơn Trang này giống như là một viện bảo tàng dân gian vậy. Trương Dương tính toán sơ lược, chỉ những đồ mà Hà Trường An siêu tầm giá trị ít nhất cũng phải vài trăm triệu, độ giàu của người này khó mà ước đoán được, nhìn Hà Trường An mặc đồ rất bình thường chậm rãi nói chuyện,
Trương Dương than thầm, người ta thế này mới gọi là khiêm tốn. Sau bữa trưa, Hà Trường An lại dẫn họ đi hân thưởng một số đồ ngọc khí, tặng cho La Tuệ Ninh một đôi chặn giấy bằng ngọc, Trương Dương cũng không về không, Hà Trường An tặng cho An một khối hòa điền tử liêu thượng hảo, tuy không có điêu khắc nhưng chỉ giá trị của khối ngọc này thôi cũng trên vạn nhân dân tệ rồi. Trương Dương vốn muốn khách khí, nhưng La Tuệ Ninh lại bảo hắn nhận lấy, thế là Trương Dương cũng thoải mái nhận. Khi Thiên Chỉ Tiên Sinh chuẩn bị về thì Hà Trường An lại xin chữ của ông ta, Thiên Chỉ Tiên Sinh cười nói, chữ tôi anh có không ít rồi, hôm nay trạng thái của tôi cũng không viết ra được chữ đẹp gì đâu, tôi giới thiệu cho anh một vị đại gia. Ông ta mỉm cười vẫy tay với Trương Dương. Hà Trường An không hiểu nhiều về Trương Dương, sự khách khí và hiền hòa của ông ta là vì nể mặt vợ chồng Văn Quốc Quyền, hiện tại sự đánh giá duy nhất về Trương Dương chính là thuật bắn súng của thằng ôn này không tồi. Nghe Thiên Chỉ Tiên Sinh bảo hắn viết chữ, trong lòng cũng có chút mất mát. Y cũng không hy vọng Trương Dương có thể viết ra được chữ đẹp gì, để Trương Dương viết chẳng thà để La Tuệ Ninh viết còn hơn, ít nhất thì thân phận địa vị của người ta cũng sờ sờ ra đó. Có điều Hà Trường An che giấu suy nghĩ rất sâu, y cho dù có chút khinh thường, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ cao hứng, với tu vi của La Tuệ Ninh cũng không đoán ra được y nghĩ gì. Hà Trường An còn đặc biệt lấy ra một bộ nghiên mực mà y sưu tầm, bộ nghiên mực này năm đó là nghiên mực và Hoàng đế Càn Long sử dụng. Bút và giá cũng toàn là chân phẩm mà y mua, về khoản mặt mũi Hà Trường An làm rất đầy đủ. Loại người này sao có thể không khiến người ta nảy sinh hào cảm cho được, ấn tượng của Trương Dương đối với Hà Trường An rất tốt, bất kể người ta là nể mặt ai, làm người khẳng khái như vậy, làm người có thể giả vờ đến mức này đã là rất khó rồi. Đây chính là chỗ cao minh của Hà Trường An, cho dù là lúc ở cùng với Phó Thủ tướng Văn Quốc Quyền, y cũng rất ít khi tỏ về nịnh bợ. Khiến người khác cảm thấy sự y có rất nhiều cách để bày tỏ sự tôn trọng của mình. Tôi có thể đối đãi với con trai nuôi của anh như vậy thì sự tôn kính của tôi đối với anh càng không cần phải nói. La Tuệ Ninh tự mình mài mực cho Trương Dương, Hà Trường An từ đó nhìn ra La Tuệ Ninh đối với cậu con trai nuôi này không phải là thương yêu bình thường. Trương Dương cầm bút lông cừu lên, hờ hững nói, chú Hà muốn viết chữ gì? Hà Trường An nghĩ một chút rồi nói, Lam Điền Mỹ Ngọc Sinh Tử Yến. Trương Dương sau khi nhúng mực, vùng bút lông, ở trên giấy tuyên thành bút tẩu long xà, bảy chữ lớn liền mạch lưu loát, hành vân lưu thủy. Hà Trường An lúc ban đầu còn chẳng coi là gì, nhưng khi Trương Dương viết xuống chữ đầu tiên, ánh mắt của y như dính lấy tờ giấy, theo từng chữ múa lượn trên giấy, vẻ mặt của y lập tức từ chấn kinh biến thành một loại kinh hỉ. Tới khi Trương Dương viết xong, y đã kích động đến nỗi hai tay nắm chặt lại, cho tới khi Trương Dương đặt bút xuống, hắn mới thốt lên một tiếng, hay. Từ tận đáy lòng, Hà Trường An thật sự không ngờ được tay của Trương Dương lại viết ra được cao diệu như vậy, mình vừa rồi đúng là xem nhẹ hắn rồi. Nghĩ tới thật xấu hổ, Thiên Chỉ Tiên Sinh là hạng khí khái thế nào chứ, người mà ông ta tiến cử há lại là hạng kém cỏi. Thiên Chỉ Tiên Sinh mỉm cười nhìn Hà Trường An, nói, hài lòng chưa? Hà Trường An gật đầu lia lịa. Thiên Chỉ Tiên Sinh nói, Trương Dương trẻ tuổi, chữ của cậu ấy đầy dương cương chi khí, dũng cảm tiến về phía trước. Ngoài mặt thì anh không ganh đua với đời, nhưng trên thương trường thì lại hiếu thắng, cho nên chữ của cậu ấy phù hợp với anh hơn. Trương Dương cười nói, tiên sinh là đang phê bình cháu viết chữ có khí sát phạt quá nặng đấy. Thiên Chỉ Tiên Sinh cười nói, trước đây tôi từng cho rằng đạo thư pháp phải hồn nhiên thiên thành, nhưng hiện tại xem ra, vẫn là ai có cốt cách riêng của người nấy. La Tuệ Ninh mỉm cười, cảnh giới mà tiên sinh nói tôi e rằng cả đời này cũng không tham ngộ được. Hà Trường An có được bức tranh chữ của Trương Dương thì trong lòng vui vẻ không thôi, đặc biệt xin phương thức liên hệ với Trương Dương, lòng chéo kéo quan hệ đã vô cùng rõ ràng. Chương 298, ẩn tình. Trên đường về, La Tuệ Ninh nói với Trương Dương, con người của chú Hà làm gì cũng kiêm tốn, nhưng sinh ý của chú ấy làm rất lớn, là một trong những thương nhân xây dựng có thể đếm được trên đầu ngón tay của quốc nội, ở hải ngoại cũng có sự nghiệp rất lớn, có biết tập đoàn Đỉnh Thiên không? Trương Dương gật đầu. Đại danh của tập đoàn Đỉnh Thiên hắn đương nhiên có nghe nói tới, đó chính là công ty xây dựng số 1 số 2 trong nước. La Tuệ Ninh nói, tập đoàn Đỉnh Thiên chỉ là một trong số những sản nghiệp của chú ấy thôi. Thiên Chỉ Tiên Sinh nói, tâm tính của Hà Trường An không tồi. Trương Dương cười nói, có người kiếm tiền để ăn uống bài bạc, có người dùng tiền để làm việc thiện. Chú ấy dùng tiền để sưu tập đồ cổ, ý nghĩa của mỗi người khác nhau. Tiên sinh cho rằng cách làm của chú ý hợp với thiên đạo hơn ư. Thiên Chỉ Tiên Sinh cười ha ha. La Tuệ Ninh xuống xe ở trung tâm hồi phục sức khỏe,
để Trương Dương đưa Thiên Chỉ tiên sinh về viện lực của Hương Sơn, kể ra, viện tử này cũng là Hà Trường An xây, Trương Dương giúp Thiên Chỉ tiên sinh đưa con cá chép đỏ vào trong ao cá, thấy cá chép bơi lội ở trong ao, Thiên Chỉ tiên sinh vuốt râu cười nói Kim Lân há lại là vật trong ao, vừa gặp gió mây liền hóa rồng. Trương Dương, cậu cũng không phải là vật trong ao. Trương Dương cười nói, cháu tối đa cũng chỉ lăn qua lăn lại trong sông nhỏ hồ nhỏ thôi, cùng lắm chỉ được tính là một con rồng cỏ. Có thể làm tới cán bộ cấp thính là cháu hài lòng lắm rồi. Lúc nói chuyện, ánh mắt không khỏi lộ ra một tia khát vọng. Thiên Chỉ tiên sinh nói, tôi một mực không hiểu cậu, với tính tình của cậu vốn không thích hợp bị ràng buộc. Nhưng lại cứ khăng khăng chọn quan trường thật sự có sức hấp dẫn gì ư? Trương Dương mỉm cười, nói cháu cảm thấy mới mẻ, chơi vui, chỉ có đi sâu vào trong đó mới có thể cảm thấy lạc thú của nó. Câu cuối cùng khiến Thiên Chỉ tiên sinh không khỏi cảm thấy kinh ngạc, liền nói nhỏ, Trang Tử không phải cá, làm sao biết được cá có vui. Xem ra tôi không thể nào hiểu được cái lạc thú của cậu. Trước khi Trương Dương đi, Thiên Chỉ tiên sinh giao cho hắn một bản bút ký, chính là một bản luận văn liên quan tới đường sử, Thiên Chỉ tiên sinh bảo hắn tới Thanh Hoa Viên giao cho Trần Tuyết. Bộ luận văn này là Trần Tuyết cầu Thiên Chỉ tiên sinh chỉ điểm, vốn nói là hôm qua tới lấy, nhưng cho tới tận ngày hôm nay vẫn chưa thấy đâu, Thiên Chỉ tiên sinh bảo Trương Dương mang luận văn tới cho cô ta, thuận tiện giúp ông ta thăm Trần Tuyết, xem cô ta có phải là có việc hay không, Trần Tuyết trước giờ không hay sai hẹn. Trương Dương lái xe Hồng Kỳ tới Thanh Hoa Viên, nói quốc gia xã hội chủ nghĩa không có đẳng cấp quan lại, đó thuần túy là nói năng linh tinh, Trương Dương lái chiếc xe này, bảo vệ của Thanh Hoa Viên không dám hỏi. Từ đằng xa đã mở trước rồi, Trương Dương thầm cảm thán, mình đây là hổ giả hổ huy, lúc nào mới có thể làm tới được cảnh giới này đây. Xe Hồng Kỳ tất nhiên dẫn tới sự chú ý của không ít người, Trương Dương đỗ xe trước ký túc xá nữ, ngẩng đầu sải bước vào cửa lớn, rất nhiều nữ sinh đều nhìn hắn, để cho rằng đây là vị thái tử gia nào đó của kinh thành. Trương đại quan nhân ở cửa lớn gặp sự ngăn cản đầu tiên kể từ lúc tiến vào Thanh Hoa Viên. Đại thẩm trung niên gác cửa trợn tròn mắt lên, nói cậu đứng lại cho tôi. Trương Dương cười cười, nói, bác gái, cháu tới tìm người. Kiểu người như cậu tôi thấy nhiều rồi, ở bên ngoài cho tôi, đừng có hòng mà lẻn vào. Trương Dương nói, cháu thật sự tới tìm người mà, hay là cháu lấy thẻ công tác cho bác xem nhé. Được rồi, đừng có đóng kịch với tôi, có phải là muốn theo đuổi bạn gái không? Vậy thì cũng không thể tới ký túc xá nữ được. Đợi ở bên ngoài đi. Trương Dương nói, cháu tới tìm em họ. Cháu từ tận Bình Hải xa xôi tới đây được một chuyến thực sự không phải là dễ dàng gì. Bác gái, xin bác giơ cao đánh khẽ, để cho cháu vào. Không được. Lúc này có hai nữ sinh từ trên lầu bước xuống, hiếu kỳ nhìn về phía Trương Dương. Trương Dương cản họ lại, nói, hai vị bạn học, các cô có quen Trần Tuyết không? Tôi là anh họ của nó, có thể giúp tôi nói với nó một tiếng không? Vừa khéo hai nữ sinh đó đều là bạn học của Trần Tuyết, một cô gái thân hình cao gầy nói, bạn ấy bị bệnh rồi, đang ở trong trạm y tế trường tiếp nước. Trương Dương ngây ra, không ngờ Trần Tuyết quả thật có chuyện. Hắn hỏi rõ vị trí của trạm y tế trường, vội vàng chạy tới đó. Trần Tuyết một mình ngồi trong phòng truyền dịch, một tay truyền dịch, tay kia cầm sách đọc. Trần Tuyết tính tình cô tịch, trong thời gian tới Thanh Hoa học rất ít liên hệ với người khác, cho nên không có bạn bè gì. Bị bệnh cũng chỉ nằm một mình, bên cạnh ngay cả một người chiếu cố cũng không có. Trương Dương nhìn bộ dạng tiều tụy của cô ta, trong lòng dâng lên niềm thương xót, chậm rãi bước tới ngồi xuống cạnh Trần Tuyết. Trần Tuyết ngẩng đầu, phát hiện là Trần Tuyết, trong đôi mắt đẹp lộ ra mấy phần kinh ngạc, có điều vẻ kinh ngạc của cô ta chỉ lóe lên rồi vụt tắt, vẻ mặt trong nháy mắt đã khôi phục lại đạm bạc như bình thường, nhẹ nhàng nói, anh tới rồi à? Giọng nói vô cùng bình đạm, giống như lúc Trương Dương chưa từng tới vậy. Trương Dương gật đầu, Trần Tuyết rất ít khi lộ ra cảm tình chân thực, Trần Tuyết trong những cô gái mà Trương Dương quen là một người cực kỳ đặc biệt, cô ta rõ ràng không tới 20 tuổi, nhưng tâm thái lại như lão tăng đã tu luyện nhiều năm, đạm bạc với tất cả, không sợ hãi phong ba, thiếu đi sức sống mà thiếu nữ tuổi xuân nên có. Sự nhanh mồm nhanh miệng của Trương Dương ở trước mặt Trần Tuyết rất khó có tác dụng, bất luận là có nói gì, Trần Tuyết đều rất ít khi có phản ứng, thái độ như vậy khiến hắn cảm thấy rất buồn chán. Trương Dương nói, bệnh rồi à? Trần Tuyết gật đầu, đại khái là trúng chút phong hàn. Trương Dương tỏ ý bảo cô ta chìa tay ra, Trần Tuyết cũng không kháng cự. Lật cổ ta giơ về phía Trương Dương đặt ngón tay lên mạch môn của cô ta, phát hiện mạch tượng của Trần Tuyết có lực, không phải là triệu chứng hư nhược, có điều mạch tức hơi loạn,
hắn lặng lẽ tống một cỗ lực lượng tới, thử giúp Trần Tuyết điều chỉnh nội tức, nhưng nội lực vừa chú nhập liền cảm thấy có một cỗ lực kháng cự nhu hòa, phải biết rằng người mà nội lực có tu vi nhất định, tự nhiên sẽ sản sinh ra phản ứng. Trương Dương có chút kỳ quái, Trần Tuyết từng nói với hắn đã tu luyện một số sách mà lão đạo sĩ Lý Tín Nghĩa đưa cho. Chẳng lẽ trong những cuốn sách này ghi chép một môn nội công cao minh ư? Trương Dương bảo Trần Tuyết thả lỏng, kiểm tra mấy huyệt đạo của cô ta, đối với loại bệnh chứng của Trần Tuyết, hắn rất nhanh liền hiểu được, Trần Tuyết không phải là bị phong hàn, mà là đối diện với đột phá trên võ công, muốn nhanh chóng giải trừ lại chứng trạng này, phải có cao thủ có nội công hướng dẫn cho cô ta. Trương Dương nói cô không phải bị phong hàn, tôi có thể giúp cô. Trần Tuyết cực kỳ tín nhiệm Trương Dương, lập tức dừng truyền dịch. Trương Dương nói cần tìm một nơi thanh tịnh, tôi giúp cô khai thông nội tức, nếu như xử trí không ổn, để mặc tình trạng này phát triển tiếp, e rằng có khả năng bị tẩu hỏa nhập ma. Trần Tuyết biết bản sự của Trương Dương, cô ta nói nhỏ, hôm đó lúc tôi đả tọa, cảm thấy một luồng khí rẽ nhánh, cả người bắt đầu biến thành hư nhược. Trương Dương nói, cái mà cô tu luyện là một loại nội công, tu luyện nội lực đều sẽ phải đối diện với từng giai đoạn đột phá, giai đoạn này được gọi là quan khẩu, hiện tại cô vừa hay đang ở quan khẩu, sau khi đột phá, nội lực sẽ tăng mạnh. Còn nếu như không thể đột phá, tốt thì dừng lại không tiến tiếp, xấu thì sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Trần Tuyết không đồng ý, nói, lúc tôi luyện theo cuốn sách đó chỉ cảm thấy vui, nếu như biết có ngày hôm nay, tôi cũng sẽ không luyện đâu. Trương Dương nói, cô cũng không cần phải hối hận, môn nội công này khá tinh diệu, sau khi đột phá quan khẩu, đối với cô sau này tất nhiên sẽ có lợi ích rất lớn, huống chi cô lại gặp được tôi, nan đề dù có khó hơn nữa cũng có thể được giải quyết. Thằng nhóc này lại mắc bệnh tinh vi trước mặt gái rồi. Trần Tuyết nói, bỏ đi, tôi sau này không tu luyện nữa là được, tôi không muốn anh phải hao tổn công lực vì tôi. Trương Dương trong lòng vô cùng buồn bực, rõ ràng là Trần Tuyết cần giúp đỡ. Sao giờ lại giống như mình đi cầu cô ta vậy, hắn không phân bua mà kéo Trần Tuyết dậy, nói tới chỗ của Thiên Chỉ Tiên Sinh đi, chỗ này không hợp cho tôi giúp cô hành công. Thiên Chỉ Tiên Sinh nhìn thấy Trương Dương quay lại, còn mang theo cả Trần Tuyết, cũng không cảm thấy bất ngờ gì, đã tới loại cảnh giới như của Lão Tiên Sinh, sớm đã thấy phong ba mà không kinh ngạc rồi. Ông ta bảo bà Ngô thu dọn phòng trà rồi đưa cho Trương Dương sử dụng. Trương Dương và Trần Tuyết cởi giày, ngồi khoanh chân đối mặt với nhau. Cho dù là dưới cái nhìn nong bỏng của Trương Dương, Trần Tuyết vẫn trấn định như thường, phần tâm thái này quả thực là hiếm thấy. Nhìn gần Trần Tuyết, từ trên mặt cô ta không tìm thấy một chút tì vết nào, cái đẹp của cô ta không thuộc về nhân gian khói bụi này, giống như là một đóa tuyết liên trên băng phong, tự mình nở rộ, tỏa ra hương thơm cao nhã nhưng lại không thể tiếp cận. Trương Đại Quan Nhân đối diện với Trần Tuyết không ngờ lại không hề có ý nghĩ không an phận nào. Chỉ cảm thấy bất kỳ ý nghĩ không phải nào cũng là một loại báng bổ cô gái giống như tiên tử này. Trương Dương nói, tôi sẽ dùng nội lực giúp cô đột phá quan khẩu, cô đừng khẩn trương, cứ án chiếu theo phương pháp bình thường mà hành công là được. Trần Tuyết gật đầu. Trương Dương và cô ta giơ tay ra, lòng bàn tay áp vào nhau, một cỗ nội tức nhu hòa chậm rãi tiến vào trong cơ thể Trần Tuyết, hắn thấp giọng dặn dò, đừng vận công chống đỡ, cứ để thuận theo tự nhiên đi. Trần Tuyết nhắm đôi mắt đẹp lại. Không chế sự chống cự trong cơ thể, để mặc cho cỗ khí ấm áp lặng lẽ xâm nhập vào trong cơ thể, giống như là gió xuân thổi khắp kinh mạch của cô ta, Trần Tuyết bình khí ngưng thần, án chiếu theo phương pháp tu hành thường ngày bắt đầu hành công, nội tức dấy lên trong đan điền. Nội tức của Trương Dương và Trần Tuyết xung hợp lại một chỗ, nội lực của Trần Tuyết tuy không cường hoành bá đạo bằng Trương Dương, nhưng lại rất dẻo dai, liên miên bất tuyệt, là cường giả có số má mà Trương Dương sau khi trùng sinh tiếp xúc. Cho dù là so với Văn Linh trước khi hôn mê cũng không kém bao nhiêu. Dưới sự dẫn đường của Trương Dương, Trần Tuyết lại đem nội tức đi khắp toàn thân, mấy huyệt đạo bí tắc nghẽn hôm trước, nội tức đi tới, đau như dao cắt, nhưng có sự giúp đỡ của Trương Dương, sau cơn đau liền phá vỡ tắc nghẽn. Giúp Trần Tuyết trùng quan, cũng là một chuyện cực kỳ hao tổn nội lực, theo sự hao tổn của nội lực, Trương Dương mồ hôi vã như tắm, đỉnh đầu bốc lên từng làn khói trắng, lúc ban đầu còn mờ mờ như ẩn như hiện. Theo sự tổn hao của nội lực gia tăng, khí trắng trên đỉnh đầu càng lúc càng thịnh, men theo đỉnh đầu của hắn sộc thẳng lên trên. Mà quanh người Trần Tuyết được bao bọc một tầng khí mông lung, da thịt của cô ta cũng tỏa ra ánh sáng, giống như là ngọc thạch. Hiệp trợ nội tức của Trần Tuyết đi hai vòng trong cơ thể của cô ta, xác định Trần Tuyết trùng quan thành công, Trương Dương mới từ từ thu hồi nội lực, mở hai mắt ra, thì thấy Trần Tuyết vẫn đang lặng lẽ điều tức, Trương Dương không dám quấy nhiễu. Đứng dậy mặc áo lên rồi bước ra khỏi phòng trà.
Thiên Chỉ tiên sinh đã sai bà Ngô chuẩn bị nước nóng, Trương Dương đi tới phòng tắm, rửa sạch mồ hôi đầy người, lúc bước ra khỏi phòng tắm, chỉ cảm thấy cả người thư thái, sự mệt mỏi vì vừa rồi bị hao tổn lực lượng không ngờ lại mất sạch, điều này đối với hắn mà nói là chuyện chưa từng có. Trương Dương tiềm vận nội công ý thức được mình không có bất kỳ hiện tượng tiêu hao quá độ nào, trong lòng thầm lấy làm lạ, chẳng lẽ võ công của mình lại có tiến cảnh. Nghĩ lại thì thấy không có khả năng, nhưng tốc độ khôi phục của hắn rõ ràng lại nhanh như vậy, chẳng lẽ trong quá trình giúp đỡ Trần Tuyết trùng quan, mình cũng nhận được lợi ích. Thiên Chỉ tiên sinh ngồi trong viện lạc nhìn trăng khuyết trên trời đến thất thần, trong ao nước, ánh sáng bạc lấp lánh, nước gợn và cá chép đỏ cùng ánh trăng phản xạ ra ánh sáng biến ảo. Trương Dương nói, quấy rầy tiên sinh rồi. Thiên Chỉ tiên sinh cười nói, cậu và Trần Tuyết là đôi thanh niên trẻ tuổi thú vị nhất mà tôi đã từng gặp. Cũng là hai người thân với tôi nhất. Trương Dương cười nói, Thiên Chỉ tiên sinh đang khen chúng cháu à? Thiên Chỉ tiên sinh cười nói, tính tình của hai đứa tuy khác nhau, nhưng lại có kiến giải độc đáo của riêng mình về nhiều chuyện, hoàn toàn khác hẳn với ánh mắt của người bình thường khi nhìn thế giới. Trương Dương nói, có thể là tâm thái của bọn cháu hơi già dặn. Thiên Chỉ tiên sinh nói, Trần Tuyết cách ly mình với nhân thế, mà cậu thì lại liều mạng hòa mình vào nhân thế, một người sợ người khác làm phiền mình, một người thì sợ người khác quên mình, đúng là thú vị. Trương Dương bị Thiên Chỉ tiên sinh nói vậy, bất giác ngây ra, mình và Trần Tuyết quả thật giống như tiên sinh nói ư. Trần Tuyết sau khi tắm xong, cũng đi tới cạnh hai người, nói khẽ, làm phiền tiên sinh rồi. Thiên Chỉ tiên sinh cười ha ha, nói, xem ra cô với tôi thủy chung vẫn khách khí. Trương Dương giúp cô như vậy mà không thấy cô nói một tiếng cảm ơn với cậu ấy. Câu này khiến cho trên mặt Trần Tuyết giấy lên vẻ ngượng ngùng. Trương Dương lúc này mới ý thức được, Trần Tuyết đối với mình quả nhiên là khác hẳn, bất kể là mình có làm gì, cô ta cũng ít khi nói cảm ơn, giống như mình làm cho cô ta là việc thiên kinh địa nghĩa vậy, mới nhìn thì thấy tựa hồ như rất lãnh đạm, nhưng ngẫm kỹ lại thì đúng là cô đối xử với mình khác hẳn. Trương Dương nói, giữa chúng cháu không cần phải nói cảm ơn. Trần lão bá là bạn vong niên của cháu chiếu cố cô ấy là điều nên làm mà. Một câu này nghiễm nhiên đặt mình ở vị trí trưởng bối, kỳ thực đúng là vậy, Trương Dương cũng xứng đáng là trưởng bối của Trần Tuyết, hắn và Cảnh Tú Túc, mẹ của Trần Tuyết trước đây là đồng sự, hắn và chú ruột của Trần Tuyết, Đỗ Thiên Giã cũng là bạn bè tương giao mạc nghịch, Trần Tuyết nên gọi hắn một tiếng chú cũng đúng. Nghĩ tới đây, Trương Dương cảm thấy mình càng không nên có ý nghĩ không đứng đắn với Trần Tuyết, dẫu sao. Mình cũng là trưởng bối mà. Thiên Chỉ tiên sinh nói, đã muộn lắm rồi, tối nay ở lại chỗ tôi đi. Trương Dương tất nhiên không có ý kiến gì, Trần Tuyết cũng gật đầu, sau bữa tối, hai người cùng Thiên Chỉ tiên sinh ra hậu sơn tản bộ, bất chi bất giác đã đi tới dưới núi Loạn Không, lão tiên sinh hôm nay rất hứng chí, men theo đường núi đi lên núi Loạn Không, Trương Dương bất giác nhớ tới tình cảnh lúc trước ở núi Loạn Không bị tập kích, hắn cơ hồ có thể đoán định người lần trước tập kích mình chính là Văn Linh. Hiện giờ Văn Linh lại rơi vào hôn mê, núi Loạn Không cũng trở lại vẻ tĩnh lặng như xưa. Gió đêm thổi tới, mang theo mùi hoa thoang thoảng, Trương Dương bước lên trước mấy bước, nhìn thấy những đóa hoa thận vụ trong đống loạn thạch, hắn bình trụ hô hấp nhìn về Trần Tuyết và Thiên Chỉ tiên sinh rồi xua xua tay, tỏ ý bảo họ đừng tới. Trương Dương rút con dao nhỏ tùy thân ra cắt đứt hoa thận vụ, chôn vào trong đất, sau đó mới quay lại bên cạnh Thiên Chỉ tiên sinh, than khẽ không ngờ trên núi này còn có thứ này. Thiên Chỉ tiên sinh vẫn còn nhớ như in chuyện chúng độc lần trước, cười nói, xem ra sau này không thể đi loạn được. Trương Dương nói, không sao cả, kỳ thực cách rất xa, trên núi lại có gió lớn, không khí lưu thông rất tốt, xác suất chúng độc rất nhỏ. Thiên Chỉ tiên sinh nói, chúng ta về đi. Sau khi quay về Sơn Trang, Thiên Chỉ tiên sinh về phòng nghỉ ngơi, Trần Tuyết theo Trương Dương tới viện lạc, nói nhỏ, trong tay anh cầm gì đấy. Trương Dương nói, mắt cô tinh ghê. Hắn vừa rồi đục rễ hoa thần vụ, tuy hoa thần vụ có độc, nhưng rễ lại là một loại dược liệu hy hữu. Trương Dương cầm tới rửa nước, nói với Trần Tuyết, thứ này có thể ích khí bổ máu, thanh nhiệt giải độc, kiêm làm đẹp. Cô cầm về cắt thành lát nhỏ, phơi khô rồi pha trà uống. Trần Tuyết cũng không khách khí với hắn, nhận lấy rễ hoa. Con mắt đẹp của cô ta lơ đãng nhìn lên trời, chỉ thấy một trăng treo bên trên, ánh trăng như nước, ôm lấy cả thế giới thanh tịnh nhã trí này, bóng đêm trầm tĩnh. Tươi đẹp vô cùng, Trần Tuyết nói khẽ ánh trăng đẹp quá. Trương Dương nói, ở trong viện lạc thì không hân thưởng được ánh trăng đâu. Trần Tuyết nhìn hắn, Trương Dương chỉ lên hiên nhà, nói, trèo lên ngồi trên nóc nhà đi, thế mới có vị đạo. Trương Dương nhìn nóc nhà cao cao, lắc đầu nói, tôi không có bản sự đó.
Trương Dương thì lại không cho là đúng, thông qua vừa rồi giúp Trần Tuyết đột phá quan khẩu tu luyện, Trương Dương đã hiểu được về tu vi nội lực của cô ta. Trần Tuyết giống như là một đứa trẻ có gia tài vạn quan mà không biết sử dụng vậy, hắn dạy Trần Tuyết một bộ pháp để nhảy, tên là Đăng Vân Bộ, Trần Tuyết cũng không khiến hắn thất vọng, học cái là thông, Trương Dương chỉ dạy cô ta có một lần mà cô ta đã nắm vững rồi. Hai người đồng thời nhấc chân, đằng không bay lên, khi khí lực sắp dùng hết thì án chiếu theo pháp môn của Trương Dương, từ đan điền lại sinh ra một cỗ nội tức liên miên không dứt, ở trong hư không lại tung mình một lần nữa, giống như Lăng Ba tiên tử nhẹ nhàng hạ xuống nóc nhà. Trương Dương khen mãi không thôi, Trần Tuyết không những nội lực có cơ sở kha khá, mà ngộ tính cũng cực kỳ xuất chúng. Hai người ngồi trên nóc nhà, Trương Dương mỉm cười, nói, có cảm thấy từ góc độ này, ánh trăng có điều khác biệt không? Trần Tuyết lắc đầu, cô ta không cảm thấy có gì khác cả. Trương Dương nói, lớn hơn nhiều mà. Khóe miệng Trần Tuyết phát ra một nụ cười xinh đẹp, cô ta nói khẽ có một chuyện tôi luôn muốn thỉnh giáo anh. Trương Dương nói đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trần Tuyết, lúc tôi nghỉ đông về, bí thư Đỗ tới thăm ông nội tôi. Tôi ngẫu nhiên nghe thấy, ông tôi gọi anh ta là Thiên Giã. Trương Dương nghe thấy cô ta hỏi chuyện này, bất giác bật cười, hắn từ lâu đã biết quan hệ giữa Đỗ Thiên Giã và Trần Sùng Sơn, nhưng tới hiện tại hắn không thể xác định Đỗ Thiên Giã đã biết Trần Sùng Sơn là cha ruột của gã hay chưa. Từ các loại hiện tượng cho thấy, cha con Đỗ Thiên Giã và Trần Sùng Sơn đã sớm nhận nhau. Có điều chuyện này chưa được công bố, hắn đương nhiên cũng không tiện nói ra. Trương Dương thuận theo lời Trần Tuyết, nói tôi cũng cảm thấy bực, hai người bọn họ thân nhau quá, chẳng lẽ bọn họ vừa gặp mà như đã quen từ lâu. Trần Tuyết thấy bộ dạng mặt mày ngơ ngác của hắn, cho rằng hắn thật sự không biết, liền thở dài, nói, không biết thì cứ coi như là vậy đi. Con mắt đẹp của cô ta dừng trên ánh trăng một lúc lâu, lại nói, nhớ những văn tự mà lần trước anh cho tôi xem không? Trương Dương gật đầu. Trần Tuyết nói, tôi đã viết những văn tự đó ra, chắc là hai bộ võ công tâm pháp, lát nữa tôi tới trường học lấy cho anh. Trương Dương nhớ rằng bên trên ghi chép hai bộ võ công tâm pháp, một bộ là âm sát tu la trường, còn có một bộ là kiếm pháp không tên, những thứ này chắc có chút quan hệ với văn linh. Trương Dương lại không khỏi nhớ tới bản dập của nghịch chuyển càn khôn đoạt lại được từ tay văn linh, tấm bản dập đó hắn đã xem một đoạn thời gian, nhưng Thủy Chung không hiểu trên đó viết gì. Hắn nói khẽ tôi gần đây có được một tấm bản dập mới, cô có thời gian thì xem giúp tôi nhé. Đợi lần tới tôi về Giang Thành sẽ tới tìm anh. Trương Dương và Trần Tuyết nói chuyện rất bình thản với nhau, giống như là một đôi bạn già quen nhau nhiều năm vậy. Lưu Minh quả nhiên rất có bản sự, rất nhanh liền tra ra được Vương Học Hải sống ở Ngọc Tuyền Sơn Trang, không biết gã quay lại Bắc Kinh lúc nào, có điều từ sau khi quay lại Bắc Kinh, một mực du rú trong nhà, cho nên rất ít người biết gã về. Trương Dương sau khi biết được tin tức này thì vui mừng vô cùng, đi mòn gót sắt không tìm thấy, tóm được lại chẳng tốn chút công phu, Vương Học Hải à Vương Học Hải, người cuối cùng vẫn phải quay về, món nợ này ta sẽ thanh toán rõ ràng với người. Lưu Minh điều tra địa chỉ của Vương Học Hải rất rõ ràng, Trương Dương cũng không bạc đãi hắn, đưa tấm thẻ mua đồ trị giá 5.000 đồng mà Lưu Văn Học tặng chuyện lại cho Lưu Minh, coi như là phí khổ cực của hắn. Trương Đại Quan Nhân trước giờ ra tay luôn rất khẳng khái. Làm loại chuyện mượn hoa hiến vật này càng không chút do dự. Vương Học Hải về Bắc Kinh đã được một tuần, thời gian này gã một mực ở trong Ngọc Tuyền Sơn Trang, trừ vợ là Điền Linh ra, gã không liên hệ với bất kỳ ai khác, một ngày làm vợ chồng trăm ngày ơn nghĩa. Điền Linh tuy cực kỳ thống hận những chuyện mà Vương Học Hải làm, nhưng dẫu sao gã cũng là chồng của cô ta, hiện tại gã gặp phiền phức, Điền Linh cũng không thể nhẫn tâm bỏ mặc gã. Vương Học Hải sau khi Cố Minh Kiện xảy ra chuyện liền rời khỏi Bắc Kinh. Gã rất thông minh, biết rằng chuyện này là một phiền phức lớn. Tối hôm Cố Minh Kiện xảy ra chuyện chỉ ăn cơm với gã, người khác muốn tra ra chuyện này cũng không khó, bất kể là Cố Minh Kiện hay là Thái Húc Đông đều có bối cảnh khá sâu, chuyện này bản thân nói không rõ. Lúc hắn đi còn cho rằng Thái Húc Đông có 89 phần 10 là chết rồi, Cố Minh Kiện rất có khả năng bị trọng án, nhưng về sau chuyện vẫn phát triển theo mặt tích cực, Cố Minh Kiện được chứng minh tinh thần có vấn đề. Cho nên bị phán tội rất nhẹ, Thái Húc Đông cũng may mắn thoát khỏi số chết. Nhưng ảnh hưởng sau chuyện này lại một mực chưa kết thúc, sự đầu tư của Vương Học Hải ở Bình Hải triệt để bị hững, tuy không có chứng cứ chứng minh gã là người chủ tính gài bẫu. Nhưng phía dư luận cũng nhắm vào gã, Vương Học Hải tới Hương Cảng một đoạn thời gian, sau năm mới thì cảm thấy phong thanh dần dần nhỏ xuống, lúc này mới quay lại Bắc Kinh. Gã thử thông qua các phương diện quan hệ của mình để sửa chữa chuyện này.
Vương Học Hải không thể ngờ rằng Trương Dương lại lần theo manh mối của vợ mà tìm tới mình, khi chuông cửa reo, gã bước ra mở cửa, còn cho rằng là vợ về, nhưng ngàn vạn lần không ngờ rằng người xuất hiện ở cửa lại là Trương Dương mà gã luôn tránh né. Nhìn thấy Trương Dương, sắc mặt của Vương Học Hải lập tức thay đổi, gã dùng sức đóng cửa lại, nhưng sức của gã so với Trương Dương thì thực sự là không đáng để nhắc tới. Trương Dương đẩy cửa phòng ra, sau đó như diều hâu bắt gà con tóm Vương Học Hải ném lên thảm của phòng khách, chân đá ra sau đóng cửa lại. Vương Học Hải bị ngã đau, gã gào lên, anh đừng có làm ẩu, hiện tại là xã hội pháp trị, anh tự tiện tiến vào nhà dân là phạm pháp đấy. Trương Dương cười lạnh, tao tự tiện xông vào nhà dân là hành vi phạm pháp, mầu giật dây Cố Minh Kiện đâm người có phải là phạm pháp không? Mày dụ Cố Minh Kiện hít ma túy có phải làm phạm pháp không? Nói xong, Trương Dương túm cổ áo Vương Học Hải lên, vung tay tát cho gã hai cái. Trương Dương có thể nói là ghét Vương Học Hải tới cực điểm, từ sau chuyện của Cố Minh Kiện, hắn một mực ôm đầy bụng tức, sớm đã muốn tính món nợ này với Vương Học Hải rồi, hôm nay cuối cùng cũng bắt được gã, há có thể dễ dàng bỏ qua. Vương Học Hải bị hắn tát cho hai cái thì vừa tức vừa sợ, thủ đoạn man hoành của Trương Đại Quan Nhân gã sớm đã biết rõ, biết rằng thằng ôn này chuyện gì cũng dám làm, gã thở hổn hển, nói, anh bằng vào gì mà đánh tôi? Trương Dương nói, bằng vào gì ư? Bằng vào mày đã lập bẫy đưa Cố Minh Kiện vào trong, tao chưa từng thấy ai ti bỉ vô sỉ như mày, Cố Minh Kiện bị mày cho hít ma túy rồi, mày con mẹ nó còn không bỏ qua cho hắn, đã thế còn không khiến hắn không chết thì không thôi, mày có đại cừu gì với hắn à? Vương Học Hải nói, anh bỏ tôi ra, nếu không là tôi báo cảnh sát đấy. Gã cũng chẳng có gan này. Trương Dương gật đầu, báo cảnh sát bắt tao à, được. Tao cho mày báo đấy, tao sớm đã muốn tính sổ với mày rồi. Hôm nay dứt khoát diệt mày luôn, sau đó thì hủy thi diệt tích, ta xem mày tìm ai mà báo đây. Hắn là cố ý dọa Vương Học Hải. Nhưng Vương Học Hải thấy bộ dạng hung thần ác sát của hắn thì không khỏi run lẩy bẩy, quỷ sợ ác nhân. Vương Học Hải tuy giỏi chơi trò âm mưu quỷ kế, nhưng gặp phải loại người man hoành như Trương Đại Quan Nhân thì thật sự là không làm gì được. Có câu tú tài gặp lính có lý cũng không nói được, huống chi trước mắt là Trương Đại Quan Nhân đang rừng rực lửa giận. Vương Học Hải nói, Trương Dương. Chúng ta cũng coi như là quen biết nhau, anh cảm thấy tôi có phải là thằng ngu không? Trương Dương nói, lại muốn giở trò gì hả? Vương Học Hải nói, hiện tại chỉ có tôi với anh, tôi biết anh định tính món nợ của Cố Minh Kiện lên đầu tôi, kỳ thực tất cả mọi người đều nghĩ là tôi hãm hại Cố Minh Kiện, nhưng anh có từng nghĩ, hại Cố Minh Kiện thì tôi được cái gì không? Trương Dương nói, công trường của Mầu ở Đông Giang bị đình công, bởi vì chuyện này mà mày hại nó. Vương Học Hải nói, tôi là người làm ăn. Bát kể thủ đoạn làm ăn của tôi thế nào, tôi đều biết một câu, hòa khí sinh tài, mục đích tôi tiếp cận Cố Minh Kiện chỉ có một, tôi muốn quan hệ tốt với bí thư Cố, lúc trước tôi tiếp cận Cố Giai Đồng, muốn hợp tác với Cố Giai Đồng cũng là vì nguyên nhân này, công trình cửa hàng bách hóa dệt may gặp trắc trở, tôi quả thật là trong lòng không phục, nhưng anh nghĩ xem, tôi đầu tư nhiều tiền vào Đông Giang như vậy, tôi báo thủ Cố Minh Kiện, người sáng mắt đều tính chuyện gã đâm bị thương Thái Húc Đông lên đầu tôi. Nếu như tôi thật sự làm vậy, không phải là tự làm khó mình ư. Hiện tại công trình của tôi ở Đông Giang bị đình chỉ khởi công vô thời hạn, tôi phải chịu bao nhiêu tổn thất. Trương Dương cười lạnh, nói, mày hiện tại mới ngộ ra thì sợ là muộn rồi. Vương Học Hải giãy ra khỏi tay hắn, xoa xoa má bị Trương Dương đánh, gã ngồi xuống ghế salon, nói, Trương Dương, tôi cũng là người bị hại. Trương Dương trợn mắt lên nhìn gã, thằng ôn này thật sự là quá thô bỉ. Vương Học Hải nói, tôi thừa nhận. Cô gái đó là tôi giới thiệu cho Cố Minh Kiện, có điều tôi cũng không ngờ hắn lại lún sâu như vậy, hơn nữa hắn theo từ Nam hít ma túy tôi cũng không rõ, sau khi tôi biết chuyện này thì hắn đã nghiện nặng rồi, anh có thể ở trước mặt hỏi hắn, sau khi tôi biết hắn hít ma túy có từng khuyên hắn bỏ hay không, có từng khuyên hắn rời khỏi ả đó hay không. Hắn thở hổn hển rồi lại nói, Cố Minh Kiện ra khỏi trại cai nghiện, tôi mời hắn tới Tử Kim Các ăn cơm là hảo ý, lúc đó tôi quả thật đã nói cho hắn biết từ Na đó bám theo Thái Húc Đông. Nhưng tôi không bảo hắn đi đâm Thái Húc Đông, tôi làm sao có thể biết được Thái Húc Đông và Từ Na đang ở quán Ba Phong Độ. Trương Dương nói, Lâm Ngọc Văn là bồ của mày, có lẽ ả đã để lộ chuyện này cô mày, mày cố ý nói cho Cố Minh Kiện nghe. Vương Học Hải nói, quan hệ giữa tôi và Lâm Ngọc Văn không giống như anh tưởng đâu, nữ nhân đó rất tinh minh, từ sau khi ả cặp kè với Thái Húc Đông, tôi và ả đoạn tuyệt lai vãng, anh có thể đi tìm ả mà hỏi, vào tối xảy ra chuyện tôi có liên hệ với ả không? Anh hoài nghi là tôi hãm hại Cố Minh Kiện, tôi thì hoài nghi là Lam Ngọc Văn răng bẫy,
ả và Thái Húc Đông là một cặp, thấy Từ Na và Thái Húc Đông cặp với nhau, nói không chừng ghen ghét, lợi dụng Cố Minh Kiện đối phó họ. Trương Dương lạnh lùng nói, mày biết giả vờ đây, đã không phải là mày làm, sao mày phải chạy? Vương Học Hải nói, chuyện này thực sự là tôi không thể nào giải thích được, với tình huống lúc đó, Cố Minh Kiện đâm Thái Húc Đông nhiều nhát như vậy, Thái Húc Đông không biết sống hay chết, tôi cũng sợ bị dính vào, nếu Thái Húc Đông chết rồi, ai biết được Cố Minh Kiện sẽ nói gì? Vương Học Hải nhìn thấy Trương Dương vẫn không tin gã, liền thở dài, Trương Dương, tôi trước khi làm việc gì cũng luôn nghĩ tới hậu quả, anh thử nghĩ kỹ xem, trong chuyện này tôi được lợi gì nào? Chỉ vì để được bó tức thôi ư, tôi đắc tội với Cố gia, đắc tội với Thái gia, đối với tôi thì có gì tốt? Nếu Thái Húc Đông chết rồi, Cố Minh Kiện khẳng định bị vào tù, còn tôi? Tôi ở Kinh Thành làm sao mà lăn lộn tiếp được nữa? Đám già to đầu đó liệu có tha cho tôi không? Tôi là người làm ăn, tôi có nhà có cửa, tôi có đáng phải mạo hiểm như vậy không? Chương 299, Phật nhảy tường. Những gì mà Vương Học Hải nói quả thật là rất có đạo lý, tuy thủ đoạn làm ăn của gã khiến người ta khinh bỉ, nhưng chuyện tự rước họa vào thân, gã chắc sẽ không chủ động đi làm, tuy tất cả mâu thuẫn đều chỉ về phía Vương Học Hải, dưới loại tình huống đó Vương Học Hải lựa chọn rời khỏi Bắc Kinh, tạm thời né tránh rõ ràng là rất sáng suốt. Sau khi chuyện đã qua, lại suy nghĩ lại, phát hiện chuyện này quả thật tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ. Vương Học Hải thấy vẻ mặt của Trương Dương có chút hòa hoãn lại, gã biết lời nói của mình nhất định đã có hiệu quả, gã liền nói khẽ Trương Dương, chuyện này tôi cũng rất uất ức, nếu như để tôi tra ra là ai ở sau lưng chơi tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Trương Dương cười lạnh, nói, mày thì tốt lắm chắc. Lúc đó mày và An Đức Hành cùng nhau đầu độc Cố Minh Kiệt, nếu không phải là chúng mày dụ dỗ hắn, hắn làm sao đến nỗi luân lạc như ngày hôm nay. Vương Học Hải nói, xuất phát điểm của tôi là vì lợi ích chứ không phải là muốn hại hắn. Trương Dương nói, tao tạm thời tin mày một lần, có điều loại người như mày, nếu như vẫn còn tồn tại trên đời thì khẳng định sẽ tiếp tục hại người. Vương Học Hải trong lòng vừa thở phào nhẹ nhõm, lại bởi vì câu nói này của hắn mà trở nên khẩn trương, nhìn Trương Dương bước về phía mình, gã run giọng nói, anh muốn làm gì? Trương Dương bốp một tiếng vỗ vào huyệt đàn chung ở trước ngực hắn, Vương Học Hải chỉ cảm thất hô hấp đột nhiên nghẹn lại, ngực giống như là bị một khối đá đè lên, mấy giây sau mới hòa hoãn lại, gã thầm hít sâu một hơi, tựa hồ như không có gì dị thường. Trương Dương mỉm cười nói, mau dùng ngón tay ấn vào xương sườn thứ tư ở bên trái đi. Vương Học Hải không biết cái xương sườn thứ tư là ở đây, Trương Dương kéo tay hắn rồi ấn xuống, hơi dùng sức một chút, Vương Học Hải chỉ cảm thấy giống như có một mũi dao đâm vào ngực, đau đến nỗi hét thảm một tiếng, mồ hôi lạnh từ trên đầu tí tách rơi xuống. Trương Dương nói, mày sau này đừng có làm chuyện xấu nữa, một trưởng vừa rồi của tao tên là Tiệt Dương trưởng, chúng một trưởng này, trong vòng một năm thì không sao, nhưng nếu như một năm sau không được tao giải huyệt, huyệt đạo toàn thân sẽ bị nghẽn, thất khiếu chảy máu mà chết. Trương Dương chỉ là cố ý dọa Vương Học Hải, phụ cốt châm cũng có công hiệu như vậy, đáng tiếc hắn không có thời gian để luyện chế, Tiệt Dương trưởng hắn chỉ nghe nói tới, bản thân chưa từng vận dụng, có điều để dọa Vương Học Hải thì chắc là không có vấn đề gì. Vương Học Hải từng kiến thức võ công của Trương Dương, vốn còn bán tính bán nghi, nhưng Trương Dương sau khi Trương Dương cầm tay gã ấn vào ngực, gã đã tin chắc rồi. Mặt không khỏi xám xịt, gã buồn bẽ nói, anh giết tôi đi, đừng giày vò tôi như vậy. Trương Dương, nói, giết mày tao cũng không hết giận. Vương Học Hải ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng thì bất kể là như thế nào cũng không muốn chết. Sau khi bình tĩnh lại, đầu óc của người làm ăn lại bắt đầu vận chuyển, gã giỏi nhất chính là có kẻ mặc cả, liền nói nhỏ, anh muốn tôi là gì? Trương Dương nói, mày nói chuyện của Cố Minh Kiện không liên quan gì tới mày, vậy thì mày phải chứng minh cho tao xem. Chứng minh thế nào? Trương Dương bất mãn nhìn gã, Vương Học Hải, nói vậy hơi thừa đấy, với trí thông minh của mày, mày chắc phải biết phải làm thế nào chứ? Vương Học Hải cắn môi, nói, anh muốn tôi tìm ra người giật dây. Trương Dương nói, mày nhất định có biện pháp phải không? Vương Học Hải gật đầu, nói tôi cũng một mực muốn tìm ra kẻ này, có điều, tôi nếu như tra rõ chuyện này, tìm được kẻ giật dây thật sự, anh có thể giải quyết chuyện cửa hàng bách hóa dệt may và khối rất của cửa hàng bách hóa cho tôi không? Trương Dương không ngờ thằng ôn này vào lúc này rồi mà vẫn không quên ra điều kiện, không khỏi cười lạnh, mày có tư cách mặc cả với tao à? Tao không giết mày đã là khai ân cho mày lắm rồi đấy. Tính mạng của Vương Học Hải nằm trong tay hắn, tất nhiên không dám ra điều kiện nữa, trong lòng hận Trương Dương tới cực điểm.
Lúc này Điền Linh đã về, cô ta thấy Trương Dương ngồi trong phòng khách thì không khỏi thốt lên kinh ngạc. Cô ta biết rõ hiềm khích giữa Trương Dương và chồng mình hơn ai hết, biết rằng Trương Dương tìm tới khẳng định không phải là chuyện tốt, lại nhìn sang Vương Học Hải, thấy má gã sưng phồng, vết ngón tay tím bầm trên mặt nhìn rất rõ, không cần hỏi cũng biết là Trương Dương đánh rồi. Điền Linh vừa đau lòng vừa tức giận, giữa cô ta và chồng tuy có khúc mắc, nhưng dẫu sao cũng là vợ chồng với nhau, thấy bộ dạng này của gã, lập tức cảm thấy đau lòng, bụng đầy lửa giận chỉ vào Trương Dương, nói, Trương Dương, anh quá đáng quá rồi đấy, tự tiện xông vào nhà người ta, lại còn đánh người nữa, tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh. Trương Dương còn chưa nói gì thì Vương Học Hải đã cướp lời, Tiểu Linh, em hiểu lầm rồi, Trương Dương là anh mời tới, vết thương trên mặt là tự anh bị ngã mà có. Những lời này ngay cả thằng ngu cũng không tin được, tùy tiện ngã một cái là có vết tay trên mặt ư. Điền Linh giận dữ nhìn Vương Học Hải, cô ta đã đoán được là chồng lại bị Trương Dương nắm thóp rồi, nếu không sẽ không giải thích thay cho hắn. Trương Dương mỉm cười đứng dậy, tôi không tiện làm phiền hai vợ chồng nữa, Vương Tổng, chị Linh, tôi đi đây. Vương Học Hải hư tình giả ý đứng dậy, nói tôi tiễn anh. Trương Dương ra khỏi biệt thự, Điền Linh từ sau đuổi tới, nghiêm giọng nói cậu đứng lại cho tôi. Trương Dương dừng bước, mỉm cười, nói chị Linh, chị tìm em có việc gì? Điền Linh cắn chặt môi, lông mày dựng đứng, nói Trương Dương, giữa cậu và anh ta rốt cuộc là có chuyện gì? Trương Dương nói, trước đây có chút hiểu lầm, giờ thì nói rõ rồi. Điền Linh nhìn hắn đầy hoài nghi. Trương Dương cười nói, chị là vợ của anh ta, hay là quan tâm nhiều hơn tới anh ta đi, xem anh ta bình thường rốt cuộc đã làm gì. Nếu như anh ta làm gì sai, người làm vợ như chị cũng phải có trách nhiệm đó. Trương Dương bớt chút thời gian đi thăm Cố Minh Kiện đang chịu án ở trong nhà tù ở ngoại ô phía tây kinh thành, ở trong bãi đỗ xe của nhà tù thì gặp được Cố Dưỡng Dưỡng tới thăm anh trai. Cố Dưỡng Dưỡng ngồi trên một chiếc xe BMW màu xám đậm tới, người lái xe là một thanh niên cao to đẹp trai, gã tên là Giang Quang Á, là học trưởng cùng trưởng của cô ta, chủ tịch hội học sinh. Ông nội Giang Đạt Dương của gã là nhà ngoại giao, từng đảm nhiệm chức bộ trưởng ngoại giao, phó giám đốc viện quốc vụ, hiện đã lui về hậu trường, treo cái chức nhàn rỗi phó chủ tịch chính hiệp, cha mẹ đều làm kinh thương. Giang gia và Cố gia quen nhau từ lâu, từ sau khi Cố Dưỡng Dưỡng bước vào đại học, Giang Quang Á đã thích vị học muội này, bắt đầu triển khai thế công kịch liệt, nhưng Cố Dưỡng Dưỡng thủy cung không động lòng với gã, hôm nay nếu như không phải là tình cờ gặp trên đường, Cố Dưỡng Dưỡng nói gì cũng không để hắn trở mình. Cố Dưỡng Dưỡng nhìn thấy Trương Dương, vui mừng chạy tới, anh Dương. Trương Dương cười cười, một đoạn thời gian không gặp, cô bé này trổ mã càng ngày càng xinh, Cố Dưỡng Dưỡng hiện tại không còn là thiếu nữ có thể chất yếu nhược bị bệnh quanh năm suốt tháng nữa, dưới sự giúp đỡ của cô ta. Sức khỏe của cô ta đã hồi phục hoàn toàn, hơn nữa còn học được thuật phòng thân rất lợi hại nữa. Giang Quang Á thấy Cố Dưỡng Dưỡng thân thiết với Trương Dương như vậy, trong lòng lập tức cảnh giác, gã mỉm cười đi theo Cố Dưỡng Dưỡng bước tới. Cố Dưỡng Dưỡng thấy hắn theo mình, không khỏi nhíu mày nói, tôi tới rồi, anh về đi. Giang Quang Á vẫn biểu hiện rất có phong độ, chủ động chia tay về phía Trương Dương, xin chào, tôi tên là Giang Quang Á, là bạn của Dưỡng Dưỡng. Trương Dương mỉm cười bắt tay với gã, nói tôi tên là Trương Dương, là đại ca của Dưỡng Dưỡng. Giang Quang Á cười cười, thầm nghĩ anh họ Trương, cô ta họ Cố, anh làm sao mà là đại ca của cô ấy được. Nhưng câu này không tiện hỏi, gã hiện tại không có tư cách hỏi. Cố Dưỡng Dưỡng nói với Giang Quang Á, chúng tôi vào, anh về đi. Cô ta bước về phía nhà tù. Trương Dương cười cười với Giang Quang Á rồi đi theo, hắn và Cố Dưỡng Dưỡng không hề hẹn trước. Ai ngờ lại gặp được nhau ở đây. Cố Dưỡng Dưỡng giải thích, gã là bạn học của em, lúc vừa rồi khỏi cửa thì gặp, nói thế nào cũng nằng nặc đòi chở em đi, em vốn không muốn để gã chở. Trương Dương cười cười, cô bé này giải thích với mình làm gì? Chẳng lẽ sợ mình hiểu lầm ư? Trương Dương nói, anh chàng đó khá đấy. Cố Dưỡng Dưỡng mặt đỏ lên, em không hề nghĩ tới gã. Em cũng không còn nhỏ nữa rồi, 20 tuổi rồi phải không? Cũng nên suy nghĩ tới chuyện tình cảm rồi. Cố Dưỡng Dưỡng đánh một cái lên vai hắn, đáng ghét, anh cả anh cũng khi phụ em, nói chung là em không thích gã. Anh đừng có nói linh tinh với chị của em. Trương Dương cười cười gật đầu, hai người sau khi làm thủ tục thăm hỏi, đi gặp Cố Minh Kiện. Cố Minh Kiện gần đây béo hơn nhiều, một là bởi vì sau khi cai nghiện thân thể sẽ nảy sinh một số phản ứng, hai là bởi vì gã ở trong tù cũng được chiếu cố đặc biệt, không phải chịu khổ.
Cố Minh Kiện trong đoạn thời gian này cũng phản tỉnh lại mình, trước đây hắn quen quy kết sự bất hạnh của mình lên người người khác, hiện tại rất nhiều chuyện đều là có nguyên nhân từ bản thân mình. Hắn một mực đều coi Trương Dương là kẻ thù, nhưng kẻ thù này lại giúp hắn vào lúc hắn cần nhất. Cố Minh Kiện ở trong lòng đã không còn cừu hận gì với Trương Dương, chỉ còn lại cảm kích và áy náy. Trương Dương nhắc tới chuyện của Vương Học Hải. Cố Minh Kiện gật đầu, gã quả thực là có khuyên tôi đừng hít ma túy, ngày hôm đó người gọi điện thoại cho tôi cũng không phải là gã. Trương Dương nhíu mày, cậu còn có kẻ thù nào khác không? Cố Minh Kiện mặt mày ngơ ngác, nói tôi không biết. Hiện tại nghĩ lại thấy mình trước đây quả thật là quá sai lầm, vì một nữ nhân không đáng để yêu, tôi không ngờ lại khiến bản thân mình trở thành như thế này, khiến người nhà phải lo lắng cho tôi thật sự là không đúng. Trương Dương cười nói, cậu có thể ý thức được điều này thì vẫn không tính là muộn, đợi sau này cậu ra tù, làm nhiều việc tốt, chỉ cậu đã quyết định giao Lam Hải cho cậu rồi, cậu đừng khiến cô ấy phải thất vọng nữa. Cố Minh Kiện lại nói thêm mấy câu rồi quay sang bảo Cố Dưỡng Dưỡng, Dưỡng Dưỡng, em đi ra trước đi, anh có mấy điều muốn nói riêng với Trương Dương. Cố Dưỡng Dưỡng gật đầu đi trước. Trương Dương vốn cho rằng Cố Minh Kiện muốn nói với mình về chuyện vào tù lần này, nhưng không ngờ đề tài của Cố Minh Kiện lại trực tiếp hướng tới chuyện giữa hắn và Cố Giai Đồng. Cố Minh Kiện nói khẽ Trương Dương, chuyện của anh và chị tôi biết rất rõ. Trương Dương hơi ngây ra, mặt không khỏi nóng lên, Cố Minh Kiện khẳng định là nhìn ra gì rồi, chuyện này Trương Dương không muốn đem ra thảo luận, dẫu sao thì cũng có chút khó mở miệng. Cố Minh Kiện nói, tôi không có quyền tham dự vào chuyện tình cảm của hai người, nhưng tôi hy vọng anh có thể đối tốt với chị tôi, nếu không thì chúng ta không thể làm bạn bè được. Trương Dương im lặng không lên tiếng, hắn không biết nên nói gì. Dưới cái nhìn của Cố Minh Kiện cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cố Minh Kiện chìa tay về phía hắn, trước đây tôi không đúng với anh, hy vọng anh vẫn có thể coi tôi là bạn. Trương Dương bắt tay với gã, dùng sức lắc lư mấy cái rồi nói, tất cả chúng tôi đều đợi ngày cậu lại đứng dậy. Trong hai mắt Cố Minh Kiện tràn đầy hy vọng, nói, nhất định sẽ có. Trương Dương rời khỏi nhà tù. Thấy Cố Dưỡng Dưỡng vẫn đang ở ngoài cửa đợi mình, Giang Quang Á cũng vẫn chưa đi, đứng ở trước xe BMW đợi là tài xế cho Cố Dưỡng Dưỡng. Trương Dương nói với Cố Dưỡng Dưỡng, em theo xe cậu ấy về trước đi, anh còn có việc. Cố Dưỡng Dưỡng nói, em không đi, gần đây ăn thức ăn trong trường đến muốn ói rồi, anh không định mời em ăn cơm à? Trương Dương cười nói, còn có người chủ động đòi người ta mời khách ư? Hắn tối tay thật sự còn có việc, hôm nay là thứ bảy. Hắn đã đáp ứng ông già đầu bếp đó tối nay đến nhà ông ta ăn cơm rồi, Cố Dưỡng Dưỡng đã có yêu cầu, liền dứt khoát dẫn cô ta đi cùng luôn. Giang Quang Á đợi cả nửa ngày, chính là vì muốn mời Cố Dưỡng Dưỡng tối nay đi ăn cơm, nhưng Cố Dưỡng Dưỡng lại không lĩnh tình, đi tới trước mặt hắn, nói anh đừng đợi nữa, tôi và anh Trương còn có việc. Tôi chờ mọi người đi. Không cần, Cố Dưỡng Dưỡng vẫn là bộ dạng cự tuyệt người ta từ ngàn dặm đó. Trương Dương là bắt xe tới. Taxi vẫn đợi ở bên ngoài, Cố Dưỡng Dưỡng vào trong xe ngồi, lái xe đi xa rồi mà vẫn thấy Giang Quang Á còn đứng trước xe BMW, Trương Dương có chút không nhẫn tâm, nói, người ta cũng không dễ dàng gì, em ít nhiều cũng phải khách khí với người ta chứ. Cố Dưỡng Dưỡng nói, em phiền muốn chết rồi, nếu mà khách khí với gã, gã càng quấn lấy em. Lái xe ở phía trước nói, anh bạn, bạn gái bị người ta theo đuổi à? Có bạn gái xinh đẹp như vậy không thể nào buông lơi cảnh giác được đâu. Xã hội này sói nhiều thịt tí, cậu phải biết quý trọng. Câu này khiến cho Cố Dưỡng Dưỡng đỏ cả mặt. Trương Dương cười mắng, ông nói linh tinh cái gì đó. Đây là em gái của tôi. Trương Dương án chiếu theo địa chỉ mà ông già đầu bếp đưa cho để tới trước cửa nhà ông ta. Ông đầu bếp tên là Tào Tam Pháo, Tam Pháo là nhũ danh của ông ta, nhưng cái tên là quá kêu, người ta gọi nhiều nên quen, thành ra không ai nhớ được tên thật của ông ta nữa. Tào Tam Pháo trước đây từng làm cơm cho Thủ trưởng Trung ương, bởi vì nguyên do sức khỏe cho nên gần đây mới về hưu. Tào lão gia tử đối đãi với Trương Dương như ân nhân cứu mạng, đặc biệt xuống bếp làm thức ăn, vợ của Tào Tam Pháo đã mất nhiều năm, lại không có con cái gì, hiện tại phải sống một mình. Lúc Trương Dương và Cố Dưỡng Dưỡng tới nhà ông ta, Tào lão gia tử đang đun Phật nhảy tường, trong tứ hợp viện mùi thơm nức mũi, Trương Dương dùng sức hít sâu một hơi, ngay cả nước miếng cũng suýt nữa thì chảy ra. Cố Dưỡng Dưỡng cũng khen, thơm quá. Tào lão gia tử cười nói, mãn hán toàn tịch chính tông này phóng mắt khắp thành Bắc Kinh cũng không có mấy người làm được đâu. Ông nội tôi cả đời ở trong cung làm ngự thiện cho Hoàng đế Đại Thanh, cha tôi cũng theo hầu Hoàng đế Tuyên Thống, tới
tới đời của tôi cũng may là thủ nghệ không thất truyền, nếu không phải là ân nhân cứu mạng của tôi, thì tôi không dễ dàng làm đâu. Trương Dương cười nói, Tào đại gia, ông đừng có nói vậy, tôi chỉ giúp ông chút việc thôi mà, không tính là ân nhân cứu mạng gì đâu. Cậu chính là ân nhân cứu mạng của tôi, nếu như cậu không giúp tôi, lần này cánh tay của tôi chắc xong rồi, cả đời tôi sợ nhất là phẫu thuật, bác sĩ nói chưa gì đã muốn phẫu thuật làm cho tôi sợ chết đi được. Suýt nữa thì tè cả ra quần. Cố Dưỡng Dưỡng thấy Tào lão gia tử nói năng vui tính như vậy cũng không khỏi bật cười. Tào lão gia tử nhìn Cố Dưỡng Dưỡng, lại nhìn sang Trương Dương, nói, được đấy. Bạn gái của cậu xinh lắm. Một câu này lại khiến cho Cố Dưỡng Dưỡng đỏ mặt. Trương Dương vội vàng giải thích, ông đừng hiểu lầm, đây là em gái của tôi. Cố Dưỡng Dưỡng trong lòng lờ mờ có chút không vui, mình lúc nào thành em gái của anh ta vậy, chẳng lẽ mình làm hắn mất mặt lắm à? Người ta còn chưa nói gì mà đã vội vàng chối bỏ quan hệ rồi. Trương Dương lại không nghĩ vậy, hắn và Cố Giai Đồng sớm đã có quan hệ thân mật, Cố Dưỡng Dưỡng chính là em vợ của hắn trên thực tế, hắn cũng có thể nhìn ra Cố Dưỡng Dưỡng có hào cảm với hắn, đây cũng là chuyện hết sức bình thường. Dẫu sao thì mình cũng chỉ khỏi hai chân cho Cố Dưỡng Dưỡng, dựng được một hình tượng hoàn mỹ trong lòng cô bé. Nhưng đối với Trương Dương mà nói, loại cảm tình này không nghi ngờ gì nữa là rất nguy hiểm. Sau khi Cố Giai Đồng ý thức được em gái có hào cảm với hắn, đã uyển chuyển nhắc nhở hắn phải giữ khoảng cách, Trương Đại Quan Nhân đương nhiên hiểu, hắn chỉ có thể đối đãi với Cố Dưỡng Dưỡng như em gái, nếu không bất kể là Cố Giai Đồng hay là Cố Gia đều sẽ không tha cho hắn. Trương Dương làm chuyện gì cũng rất có nguyên tắc. Đại trưởng phu có cái có thể làm, có cái không thể làm, Cố Dưỡng Dưỡng cho dù là thiên tiên chuyển thế thì hắn đã nói không động vào là không động. Gân bò, thịt bò mà Tào lão gia tử kho đều là nhất tuyệt, Trương Dương và Cố Dưỡng Dưỡng đều là người sành ăn, nhà hàng nổi danh nào trong nước cũng đều ăn không ít, nhưng thức ăn đạt tiêu chuẩn như Tào Tam Pháo làm thì quả thật là chưa từng được thử. Trương Dương vừa ăn vừa khen luôn miệng, Tào lão gia tử lấy một bình nhị hoa đầu, cùng Trương Dương uống một chén. Trương Dương hớp một ngụm rượu, nói, Tào đại gia, tôi dám đảm bảo, chủ nghệ của ông, nếu như mở nhà hàng thì đảm bảo phát tài. Tào Tam Pháo cười nói, nhà tôi ba đời làm ngự trù, nếu như muốn phát tài thì sớm đã mở quán ăn rồi, tôi không con không cái, kiếm nhiều tiền để làm gì. Tốt nhất là cứ thanh tịnh tự tại như vậy, tôi không có nhiều văn hóa, nhưng người làm đầu bếp cúng tôi cũng có ngạo khí của đầu bếp, cậu bảo tôi cúi mình đi hầu hạ người ta, tôi làm không được. Trương Dương cười nói, Hoàng đế lão tử không phải là người ư. Trước đây lão tổ của ông cũng không phải là hầu hạ người ta ư. Tào Tam Pháo nói, hầu hạ Hoàng đế lão tử sao giống như là hầu hạ bá tánh bình thường được. Không phải nói khoác, ông nội tôi nói sao cũng là quan tứ phẩm đấy. Cố Dưỡng Dưỡng cười khúc khích, nói, Tào đại gia, ông trước đây nấu thức ăn cho vị lãnh đạo nào. Tào Tam Pháo cười thần bí, liên quan tới lãnh đạo trung ương toàn bộ đều là cơ mật cao độ. Tôi hiện tại về hưu rồi, cũng được hưởng đãi ngộ của cán bộ về hưu, tôi không nói nhiều được đâu, nói sao cũng là cán bộ cấp thính mà. Trương Dương cười ha ha, cùng Tào lão gia tử cạn một chén, ông là cấp thính, tôi mới là cấp phó ban, tới lúc nào tôi mới có thể đạt được cảnh giới của ông nhỉ? Tào Tam Pháo cười nói, cán bộ cấp thính của tôi là tự phong đấy. Hay, Phật nhảy tường xong rồi, tôi bưng lên, hai cô cậu thưởng thức nhé, ăn xong Phật nhảy tường mà tôi làm. Đảm bảo cô cậu không muốn ăn đồ người khác làm nữa đâu. Tào lão gia tử làm Phật nhảy tường quả thật là mỹ vị nhân gian, Trương Dương và Cố Dưỡng Dưỡng hôm nay ăn đến no căng cả bụng, Trương Dương cảm thán, Tào đại gia, tôi bị ông hại đến khổ. Tào Tam Pháo có chút kinh ngạc nhìn hắn. Trương Dương nói, ăn Phật nhảy tường của ông làm rồi, tôi sẽ mất đi hứng thú với những đồ ăn mà người khác làm, ông nói xem, tôi sau này phải mất đi bao nhiêu lạc thú. Ôi mới bị ai làm sao? Tào Tam Pháo cười ha ha. Cố Dưỡng Dưỡng rất đồng cảm, nói tôi chưa từng được ăn đồ ngon thế này. Tào Tam Pháo nói, đơn giản thôi, chỉ cần cô cậu muốn ăn, cứ gọi điện thoại cho tôi mua đồ rồi làm ở nhà đợi cô cậu. Trương Dương cười nói, Tào đại gia, mặt tôi dày lắm, có câu này của ông, tôi ngày nào cũng tới nhà ông ăn đấy. Tào Tam Pháo cười nói, chỉ sợ cậu không tới thôi, tiền lương hưu của tôi không ít, cậu không ăn cho tôi thành nghèo được đâu. Bọn họ nói chuyện đang cao hứng thì bên ngoài đột nhiên vang lên giọng của một lão già, Tào Tam Pháo, cái lão già kia, làm Phật nhảy tường mà không mời tôi tới ăn à. Trương Dương và Cố Dưỡng Dưỡng theo tiếng ngước nhìn, thấy từ ngoài sân có một lão già mặc áo bông màu đen đi vào, Trương Dương nhận ra, lão già này không ngờ lại là Sử Thương Hải, trưởng môn của Bát Quái Môn,
Sử Thương Hải cũng nhận ra Trương Dương, ông ta hơi thấy ngạc nhiên, sau đó lại mỉm cười gật đầu, chủ nhiệm Trương cũng ở đây à? Câu nói này đã chứng tỏ ông ta và Trương Dương sớm đã biết nhau. Tào Tam Pháo và Sử Thương Hải là bạn nhiều năm, ông ta mời Sử Thương Hải ngồi xuống, Trương Dương và Cố Dưỡng Dưỡng cũng đứng dậy mời Sử Thương Hải vào bàn. Sử Thương Hải và Trương Dương từng giao thủ với nhau một lần, ông biết rằng võ công của người trẻ tuổi này quyết không dưới mình, ngay cả con trai của mình chân truyền là Sử Anh Hào cũng không phải là đối thủ của Trương Dương. Sử Thương Hải sau khi ngồi xuống liền cười nói, làm phiền rồi, hy vọng tôi không làm ảnh hưởng tới hứng thú của mọi người. Tào Tam Pháo lại lấy ra thêm một bình nhị hoa đầu, ông ta giới thiệu với Sử Thương Hải, ông đã quen Trương Dương rồi thì tôi không cần phải giới thiệu hai người với nhau nữa. Hai ngày trước xương vai của tôi bị thoát vị, tới bệnh viện Trung Hải tìm chuyên gia khám, bọn họ nói là phải nằm viện rồi phẫu thuật, suýt nữa thì dọa cho tôi hết hồn hết vía, may mà gặp được Tiểu Trương, không phải là tôi thổi phồng cậu ấy đâu, phóng mắt khắp thành Bắc Kinh này tôi cũng tìm đâu ra một đại phu thứ hai cao minh hơn cậu ấy. Trương Dương cười nói, tôi không phải là đại phu gì cả, ông đừng có khen tôi như vậy, tôi hiện tại còn phải nằm viện ở bệnh viện Trung Hải nữa đó. Sử Thương Hải từng được kiến thức thủ đoạn của Trương Dương, lúc đó khi Trương Dương ra tay với đám đệ tử của ông ta, nhẹ nhàng làm sai khớp cánh tay của Hùng Khai Loan, may là ông ta kịp thời tới ngăn cản tình huống biến thành ác hóa. Sử Thương Hải nói, hậu sinh khả hủy. Cố Dưỡng Dưỡng cầm bình rượu lên rót cho Sử Thương Hải một chén, lại rót đầy chén cho Tào Tam Pháo và Trương Dương. Trương Dương nâng chén lên, nói, tôi kính hai vị lão gia tử. Sử Thương Hải chạm cốc với hắn. Uống một ngụm rượu rồi nói, chủ nhiệm Trương, võ công mà cậu luyện là của môn phái nào vậy? Trương Dương cười nói, tôi từ nhỏ đã theo ông già hàng xóm luyện giã quyền, đâu có thể gọi là môn phái gì. Sử Thương Hải coi như là hắn không muốn nói ra sự thực, liền cười nhạt, nói Trung Hoa đại địa của chúng ta ngọa hổ tàng long, chủ nhiệm Trương không muốn nói thì thôi. Tào Tam Pháo nghe ra một số manh mối, hiếu kỳ hỏi, sao? Hai người từng giao thủ với nhau rồi à? Trương Dương lắc đầu, nói, chú công phu mèo ba chân của tôi làm sao dám giao thủ với Sử Lao Gia Tử. Chỉ là từng cọ sát với đồ đệ của Sử Tiên Sinh mà thôi. Tào Tam Pháo có chút hiếu kỳ, nói, ai? Ông ta quen biết bát quái môn từ trên xuống dưới. Sử Thương Hải cười nói, Kiều Băng Phi, Sử Anh Hào, bọn họ đều không phải là đối thủ của chủ nhiệm Trương. Tào Tam Pháo nói, Anh Hào cũng không đánh lại Trương Dương, Trương Dương, cậu lợi hại đấy. Trương Dương mỉm cười, không lên tiếng, hắn biết người trong võ lâm đều rất coi trọng mặt mũi, đặc biệt là loại người có thân phận địa vị như Sử Thương Hải, đệ tử của ông ta bại trong tay mình, khẳng định trong lòng sẽ không vui. Trương Dương lúc trước xung đột với Kiều Bằng Phi, thuần túy là do không nhịn được. Hắn không muốn cứ phải dây dưa mãi với đám người trong võ lâm. Sử Thương Hải nói, có một chuyện tôi thủy chung muốn hỏi cậu, cậu và Bằng Phi rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà thành ra xích mích với nhau? Trương Dương mượn cơ hội này, nói ra nguyên nhân chân chính lần trước phát sinh xung đột với Kiều Bằng Phi, Sử Thương Hải nghe xong liền bừng bừng nổi giận, ông ta vỗ đùi, nói, thằng hỗn đản này, không ngờ lại làm ra chuyện vô sỉ như vậy. Tào Tam Pháo nói, thằng bé Bằng Phi này cũng không phải là xấu, chỉ là tâm cao khí ngạo, thích được nổi trội chút thôi. Sử Thương Hải chủ động bưng chén rượu hướng về phía Trương Dương, nói, chủ nhiệm Trương, xin lỗi, tôi quản giáo đồ đệ không nghiêm. Chén rượu này tôi thay nó xin lỗi cậu. Trương Dương vội vàng nói, Sử tiên sinh khách khí rồi, tôi không dám nhận đâu, dẫu sao thì chuyện cũng đã qua rồi, giận thì cũng chút rồi, chuyện này sau này không nhắc tới nữa. Sử Thương Hải cạn chén với Trương Dương, cảm thấy người thanh niên này không tồi. Trên đường đưa Cố Dưỡng Dưỡng về trường, Cố Dưỡng Dưỡng hỏi chuyện Trương Dương nằm viện, Trương Dương thật thà nói, anh không có bệnh gì cả, chỉ là lúc ở châu Âu phạm chút sai lầm. Mượn danh mục nằm viện để nghỉ một tháng, cũng là để tránh đầu sóng ngọn gió. Cố Dưỡng Dưỡng nhìn bộ dạng tinh thần phấn chấn của hắn thấy đúng là không giống bị bệnh thì mới an tâm. Trương Dương lại nói, chuyện này đừng nói cho chị em, giả bệnh vốn là chuyện mất mặt, anh không muốn truyền ra ngoài. Cố Dưỡng Dưỡng gật đầu, nói, anh yên tâm đi, em sẽ không nói đâu, có điều anh phải đáp ứng em một điều kiện. Trương Dương nói, em cứ nói trước xem là chuyện gì. Cố Dưỡng Dưỡng nói, tối thứ bảy tuần sau trường em có vũ hội, em còn chưa có bạn nhảy, anh tới giúp em nhé. Trương Dương có chút khó xử, nói, hoạt động của sinh viên bọn em, anh tham gia vào liệu có PPMA không? Cố Dưỡng Dưỡng nói, không có gì là không ổn cả. Anh không phải là anh họ của em ư?
Chẳng lẽ anh muốn em một mình tham gia vũ hội ư, thế thì mất mặt lắm. Em có thể gọi Giang Quang Á đó mà. Em rất ghét gã. Cố Dưỡng Dưỡng đã nói đến nước này, Trương Dương cũng chỉ đành gật đầu. Vương Học Hải sau khi bị Trương Dương tìm tới cửa, trong lòng cũng an định lại một chút, trước đây gã có tính thế nào cũng không thoát khỏi Trương Dương, giống như là chó nhà có tang vậy, hiện tại chuyện xấu nhất đã xảy ra rồi, gã cũng không sợ nữa. Sau khi Trương Dương đi, Điền Linh đề xuất ly hôn với gã, đây không phải là lần đầu tiên Điền Linh đề xuất việc này, Vương Học Hải chỉ cười cười, gã lắc lắc đầu, rất kiên quyết nói với Điền Linh rồi, mình tuyệt đối không thể ly hôn với cô ta, gã không có chỗ nào không phải với Điền Linh cả. Chính nhờ Trương Dương mà Vương Học Hải mới có dũng khí rời khỏi Ngọc Tuyền Sơn Trang, hắn quả thực muốn làm rõ chuyện này, xem rốt cuộc là ai ở sau lưng gã giở trò. Chuyện của Cố Minh Kiện và Thái Húc Đông, gã rõ ràng là bị oan, Trương Dương tuy không giết gã, nhưng lại lưu lại hậu thủ, Vương Học Hải cũng vẫn hoài nghi Tiệt Dương Trưởng, gã cho rằng Trương Dương rất có khả năng là dọa mình, nhưng từ sau khi Trương Dương đánh xong trưởng đó, gã luôn cảm thấy trong ngực tức tức không thoải mái, trên da còn có một điểm đỏ. Lúc hô hấp cũng cảm thấy ngực đau đau, Vương Học Hải vì vậy mà thấy sợ hãi. Tên Trương Dương này hành sự hay làm người đều khiến người ta bất ngờ, có lẽ mình nên tin lời hắn. Muốn triệt để giải quyết chuyện này, cần phải tra ra kẻ đứng phía sau, Vương Học Hải cũng muốn tra, từ sau khi Cố Minh Kiện xảy ra chuyện, hắn đã nghĩ đi nghĩ lại chuyện này, hắn khóa chặt điểm nghi vấn lớn nhất lên người Lâm Ngọc Văn. Lâm Ngọc Văn thấy Vương Học Hải thì không cảm thấy bất ngờ, vẻ mặt bình đạm ngồi đối diện với gã. Bảo phục vụ mang hai chén cốc tai lên. Vương Học Hải mặt vẫn còn bầm tím, có điều dưới ánh đèn mờ mờ không rõ lắm, gã nhìn quán ba phong độ này, nói khẽ, sinh ý có vẻ không tốt lắm nhỉ. Lâm Ngọc Văn uống một ngụm rượu, nói, từ sau chuyện của Cố Minh Kiệt, quán ba bị đóng mấy tháng, mới mở cửa lại được một tháng, muốn hồi phục lại nhân khí trước kia cũng cần phải có thời gian nhất định. Vương Học Hải gật đầu. Lâm Ngọc Văn nói, anh sao lại quay về? Vương Học Hải nói, tôi chẳng làm gì ai, vì sao không dám về. Môi Lâm Ngọc Văn phát ra một nụ cười trào phúng, nói, Vương Tổng, hiện tại bên ngoài đều đồn đại, chuyện của Cố Minh Kiện và Thái Húc Đông là do một tay anh xúi giục, chuyện này rốt cuộc là thật hay giả. Nếu như là thật, anh đừng có hại tôi theo. Vương Học Hải lạnh lùng nhìn Lâm Ngọc Văn, có phải là thật hay không thì cô rõ nhất, ai hại ai, trong lòng cô hiểu rõ. Lâm Ngọc Văn nhìn chằm chằm vào Vương Học Hải, anh nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ anh cho rằng là tôi sắp đặt chuyện này ư? Vương Học Hải nói, đàn bà mà điên lên thì chuyện gì cũng dám làm. Gã nhìn Lâm Ngọc Văn một cách ý vị sâu xa, chuyện giữa cô và Thái Húc Đông không cần tôi nhắc chứ? Lâm Ngọc Văn cắn môi, nói, anh cút đi cho tôi. Vương Học Hải uống cạn chén rượu, nói tôi rất dễ tính, nhưng không có nghĩa là tôi dễ bị khi phụ, chuyện của Cố Minh Kiện tôi không làm. Có người cố ý vu oan cho tôi, chuyện này tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Lam Ngọc Văn nói, uy hiếp tôi à? Vương Học Hải, bản thân anh là loại người gì thì tự anh hiểu. Trên thế giới này có chuyện gì mà anh không làm ra được? Anh có biết vì chuyện này mà tôi phải chịu bao nhiêu tổn thất không? Hiện tại anh không ngờ còn đổ lên đầu tôi. Vương Học Hải nói khẽ, lúc muốn đối phó với một người, trước tiên phải cân nhắc phân lượng của mình đã, tôi rất không cao hứng. Tôi ghét nhất là loại người chan ngoài dài hơn chân trong, quan ba này làm thế nào mà có chắc cô cũng quên rồi nhỉ? Lâm Ngọc Văn lạnh lùng nhìn Vương Học Hải. Vương Học Hải đứng dậy, nói cho cô một ngày, hoặc là đưa tôi 50 vạn, hoặc là trả quán ba cho tôi, nếu không, mời cô chuẩn bị tùy thời đóng cửa. Lúc Vương Học Hải nói câu này, ngữ khí không thể thương lượng. Hắn đã quay lại rồi, cục tức này nghẹn trong lòng hắn quá lâu, bằng vào nhân mạch của hắn ở kinh thành mà muốn đối phó với một nữ nhân. Thật sự là dễ như trở bàn tay. Trương Dương không được Tổng bộ Quốc an triệu kiến, hắn viết xong bản báo cáo về chuyện ở An Quốc, thông qua hình Chiêu Huy gửi lên trên, có lẽ lời của Phó Thủ tướng Văn đã có tác dụng. Quốc an không tìm hắn nữa, hình Chiêu Huy tới bệnh viện hai lần, sau đó cũng không lộ mặt nữa, mùa xuân tới, bệnh viện Trung Hải cũng biến thành phồn hoa hơn, khoa tiết niệu của Trương Dương cũng bắt đầu thêm giường, Trương Dương dẫu sao cũng không ở lại viện, bác sĩ động viên hắn nhường giường. Từ giường chính thức chuyển sang giường bố trí thêm, Trương Dương cũng vui vẻ nhường cho người nằm viện. Trong thời gian này còn có người tới thăm hắn, bởi vì Trương Dương không ở bệnh viện, nên trên cơ bản là vồ hụt, quà mang đến đều do tiểu hộ sĩ mắt to nhận thay. Trương Dương tính tình khẳng khái, lại kết thân với đám tiểu hộ sĩ, rất nhiều đồ dinh dưỡng đều đưa cho họ dùng. Ít nhất thì trước khi đoàn khảo sát tới châu Âu về Giang Thành,
Trương Dương vẫn tính là được thanh tĩnh, đa số người cho rằng hắn đang ở châu Âu, Trương Dương hiện tại cũng không có di động, phương thức liên lạc duy nhất chính là máy nhắn tin, cơ hồ mỗi ngày hắn đều có thể nhận được tin tức của mấy vị hồng nhan tri kỷ. Trương Dương cố nhịn một hồi, tốt nhất cứ để họ cho rằng mình vẫn ở nước ngoài đi. Trong thiên hạ không có bức tường không lọt gió, đặc biệt là loại nhân vật đi đâu cũng đều gây chú ý như Trương Dương, phó thị trưởng thường vụ thành phố Giang Thành Lý Trường Vũ tới Bắc Kinh rồi, đặc biệt tới bệnh viện Trung Hải thăm Trương Dương. Lý Trường Vũ cũng vồ hụt luôn, y không biết làm thế nào để liên hệ với Trương Dương, khi đang chuẩn bị về thì Trương Dương lại tới làm thủ tục xuất hiện, thấy Lý Trường Vũ, Trương Dương cảm thấy có chút kinh ngạc. Dẫu sao thì Giang Thành hiện tại cũng đang mở đại hội nhân dân, Lý Trường Vũ sao lúc này lại tới Bắc Kinh. Nhưng ngẫm kỹ lại, Tả Viên Chiêu trở thành thị trưởng Giang Thành đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, Lý Trường Vũ ở lại đó cũng không có ý tứ gì. Lý Trường Vũ từ Lưu Văn Học biết được Trương Dương nằm viện, Trương Dương thuận tay đặt giỏ hoa quả mà Lý Trường Vũ mang đến ở trạm hộ sĩ, sau đó cùng Lý Trường Vũ tới hoa viên của bệnh viện, bởi vì tuần này hắn không ở viện nữa, cho nên ngay cả giường cũng người ta cũng không cấp cho hắn. Lý Trường Vũ ngồi trên ghế, nhìn bãi cỏ bằng phẳng, cảm thán, bệnh viện lớn đúng là bệnh viện lớn. Trương Dương cười nói, chú không phải là ở Giang Thành mở đại hội nhân dân ư, chạy tới Bắc Kinh làm gì? Lý Trường Vũ nói, sắp kết thúc rồi, tôi cũng báo cáo công tác xong, lần này tới Bắc Kinh là tham gia hội nghị du lịch quốc tế, cảnh khu chùa Nam Lâm của chúng ta đang trình báo 4A, chuyện này rất quan trọng, bí thư Đỗ bảo tôi phải lo chuyện này. Trương Dương nói, có cần tôi giúp không? Câu này của hắn không phải là khách khí, dẫu sao hắn cũng có quan hệ với Phó Thủ tướng Văn, thông cả ông ta kiếm một cái cảnh khu 4A chắc cũng không khó. Lý Trường Vũ cười nói, không cần phải dùng quan hệ đâu, chỉ tiêu của cảnh khu chùa Nam Lâm chúng ta chắc chắn rồi, lúc trước Cục Du lịch Quốc gia đã tới đánh giá rồi, trên cơ bản không có vấn đề gì, tôi tới cũng chỉ là hình thức thôi. Trương Dương nói, Cục Du lịch cũng tới rồi à? Lý Trường Vũ gật đầu, Cục trưởng Cổ Kính Ngôn của Cục Du lịch đi cùng với y. Có điều y không nhắc tới chuyện Trương Dương sinh bệnh. Lúc này cô hộ sĩ mắt to chạy về phía Trương Dương, gọi Trương Dương, anh sao lại chạy ra đây? Trương Dương cười nói, là khách ở quê tới thăm tôi mà. Cô hộ sĩ nói, tôi vừa hắn qua bác sĩ rồi, thủ tục xuất viện của anh hôm nay không làm được, hôm nay là thứ bảy, ngày mai chủ nhật cũng không được, cuối tuần mà. Trương Dương lúc này mới nhớ ra hôm nay là thứ bảy, mình đang trong giai đoạn nghỉ ngơi. Đâm ra cũng không quan tâm tới ngày tháng, tối nay còn đồng ý với cố dưỡng dưỡng tới trường của cô ta tham gia vũ hội. Thấy thời gian còn sớm, Lý Trường Vũ lại từ Giang Thành xa xôi tới thăm mình, nói sao cũng phải cùng người ta ăn cơm, chú Lý, tôi mời chú đi ăn cơm. Lý Trường Vũ cũng không khách khí, gật đầu, nói, được, cả ngày hôm nay tôi chạy khắp nơi, vừa khéo cũng chưa ăn gì, tối nay cậu dẫn tôi đi ăn cái gì ngon đi. Trương Dương cười nói, chú là thị trưởng. Có gì ngon mà chưa từng thử đâu, thế này đi, tôi mời chú đi ăn thịt dê nướng. Lý Trường Vũ nói, tới Đông Lai Thuận đi. Trương Dương nói, chú đúng là biết chọn chỗ, không phải là tôi kỳ bo, hôm nay là thứ bảy, chúng ta giờ mới tới hiện chắc chắn là không có chỗ, kỳ thực quán lão Bắc Kinh ở đối diện bệnh viện có thịt dê nướng cũng ngon lắm. Lý Trường Vũ gật đầu, cùng Trương Dương đi tới đó. Sinh ý của quán dê nướng lão Bắc Kinh cũng không tồi, lúc hai người vào quán. Đừng nói là phòng riêng, trong đại sảnh cũng chật kín người. Hai người tìm một cái bàn rồi ngồi xuống, bởi vì bàn gần cầu thang, người đi người lại nhiều, Trương Dương ở trong bệnh viện Trung Hải hơn chục ngày, cũng quen không ít người, nồi lẩu còn chưa mang lên đã gặp mấy người quen. Khưu Đàm và Cao Vĩ cũng ăn cơm ở đây, vẫn là bệnh nhân mời khách. Cao Vĩ nhận ra Lý Trường Vũ, rất khách khí tặng một hộp thuốc Trung Hoa, Lý Trường Vũ đương nhiên không có ấn tượng gì với một bác sĩ nho nhỏ của huyện Xuân Dương. Nghe Trương Dương giới thiệu xong mới biết. Sau khi chào hỏi xong, Trương Dương nhìn sang hai bên thấy có bàn trống, bảo phục vụ giúp chuyển đồ qua đó. Hiện tại vị trí này gần cầu thang, phàm là người ra vào ăn cơm đều đi qua đây, muốn yên tĩnh nói chuyện cũng không được. Chương 300, bản tính con người. Hai người lại ngồi xuống, Lý Thường Vũ một tay cầm điếu thuốc, một tay bắt đầu xé thịt. Khẩu vị của ông khá nặng, vì thế đã gọi lá thơm để làm đồ chấm. Thấy Trương Dương không dùng nước chấm, hắn cười hỏi, ăn thêm chút hoa hẹ mới có vị. Trương Dương lắc đầu, tối còn tí việc, cháu không muốn mở miệng là làm người ta chết giấc. Lý Trường Vũ nói, làm sao phải để ý nhiều đến thế, con người ta sống ở đời, quan trọng nhất là được làm những gì mình thích. Ngay cả ăn uống mà còn phải để ý, thì sống còn ý nghĩa gì?
Trương Dương quan sát thấy Lý Trường Vũ hình như đã có chút thay đổi, hắn cười nói, cảm giác như chú nói rất có lý. Lý Thường Vũ nói, kết quả tuyển cử ở thành phố đã có rồi, đồng chí Viên Chiêu đã được bầu làm thị trưởng. Trương Dương uống một cốc bia rồi nói, chú Lý, vốn cháu tưởng rằng chú không vui, nhưng hình như chú rất bình thường. Lý Trường Vũ nói, tất cả những điều buồn bực đều là do tự mình tìm đến mà thôi, trải qua việc này, ta đã hiểu ra rằng, nếu cứ chăm chăm vào đằng trước, thì không bằng nhìn xuống dưới chân. Trương Dương cười nói, trước kia chú không nói như thế này, chú luôn dạy cháu phải nhìn về phía trước. Lý Trường Vũ nói, với cháu thì phải nhìn về phía trước, nhưng còn với ta thì phải dán mắt vào dưới chân, hai điều này không hề mâu thuẫn mà. Trương Dương nói, top lãnh đạo của Giang Thành cuối cùng đã ổn định rồi, thành phố sau này có dự định gì? Lý Trường Vũ nói, mấy thường ủy chúng ta đã tổ chức cuộc gặp mặt, mọi người rất có lòng tin đối với tương lai phát triển của Giang Thành, giờ đây chính sách quốc gia tốt như vậy, Giang Thành thật sự không tồi, hoàn toàn có thể trở thành thành phố có tốc độ phát triển nhanh nhất trong mấy năm gần đây. Trước khi mở cuộc họp đại biểu nhân dân lần này, Lý Trường Vũ đã ý thức được mình mất hy vọng rồi, vì thế khi Viên Chiêu ứng cử vào chức thị trưởng ông ta không hề buồn bã, trải qua một số sự việc cuối cùng, Lý Trường Vũ đã dần bình tĩnh lại, ông ta bắt đầu suy nghĩ về việc làm việc thật sự cho Giang Thành. Lý Trường Vũ rất chú trọng đến lần đi châu Âu của Trương Dương vừa rồi, ông ta đã hỏi về tình hình của đoàn đại biểu. Trương Dương từ sau khi đến London không hề tham gia bất cứ một hoạt động chiêu thương nào, hắn đương nhiên không biết về tiến triển của chiêu thương, chỉ nói rằng mình bị ốm, vì thế không tham gia vào hoạt động chiêu thương đã về nước rồi. Lý Trường Vũ đáp, nói ra thì đoàn đại biểu cũng sắp về rồi. Trương Dương nói, thật là ngại quá, lần này cháu đã làm phí đi một suất ra nước ngoài, bỏ nhiều tiền của thành phố như vậy, mà chẳng có cống hiến gì hết. Lý Trường Vũ nói, cũng không dám nói vậy, ai mà chẳng có lúc đau ốm cơ chứ. Nói đến đây ông ta dừng một chút, Trương Dương, lần này cháu bị bệnh gì vậy? Cháu không quen đất quen nước nên ốm thôi. Lúc này Cao Vĩ đến kính rượu, về sau anh ta phải làm việc ở Xuân Dương, lại gặp được phó thị trưởng ở kinh thành này. Đúng là một cơ hội lớn với anh ta, Cao Vĩ rất muốn được điều đến bệnh viện cấp Giang Thành làm việc, vì thế nhân cơ hội lần này muốn kéo gần quan hệ với Lý Trường Vũ. Cao Vĩ đường hoàng mời rượu Lý Trường Vũ. Lý Trường Vũ không thích người khác làm phiền, nếu như ở Giang Thành thì ông ta nhất định không đoái hoài gì đến Cao Vĩ. Nhưng đây là ở Bắc Kinh, dù sao cũng là quê người ta, huống hồ Trương Dương cũng rất quen với Cao Vĩ, Lý Trường Vũ trước mặt mọi người đều rất hiền hòa, ông ta uống mấy ly rượu với Cao Vĩ. Rồi cười nói tiểu Cao, cố gắng học tập vào, về sau về Giang Thành trở thành người cứu mạng của rất nhiều bệnh nhân. Cao Vĩ lắc đầu nguầy nguậy, hắn dù sao cũng thiếu kinh nghiệm xã hội, lúc sắp đi hắn còn xin số điện thoại của Lý Trường Vũ. Lý Trường Vũ không vui lắm, nhưng trên mặt không có biểu lộ gì, điềm đạm nói, việc gì về sau thì cứ trực tiếp đến tìm Trương Dương. Trương Dương nhìn vẻ ngại ngần của Cao Vĩ đột nhiên cảm thấy buồn cười, tên này thật là không biết tự lượng sức mình, anh là thân phận gì cơ chứ? Tưởng rằng uống vài chén rượu với phó thị trưởng là đã xích gần quan hệ được rồi à? Không làm trong thể chế, thật sự không thể biết được sự phức tạp trong đó, Trương Dương đành phải nhìn Cao Vĩ đầy đồng cảm. Cao Vĩ giờ đây mới nhận ra phó thị trưởng Lý không muốn để ý đến mình, ngượng ngập đứng dậy nói, không làm phiền mọi người nói chuyện nữa, tôi đi về đây. Lúc này Khâu Đàm cũng đến rồi, từ lúc Khâu Đàm nhìn thấy Trương Dương dùng đôi bàn tay thần kỳ làm phẫu thuật, đã rất hứng thú với người thanh niên này. Mấy ngày nay nói chuyện điện thoại với Vu Tự Lương có nhắc đến Trương Dương, Vu Tự Lương lại nói với ông ta một vài việc kỳ lạ của Trương Dương, Khâu Đàm càng thích Trương Dương hơn nữa. Trương Dương thấy Khâu Đàm đích thân đi đến, vội vàng đứng lên nói, chủ nhiệm Khâu, đáng lẽ phải là tôi đi kỉnh rượu ông, sao lại dám để ông đến thế này? Khâu Đàm cười nói, trong khoa của tôi còn có việc, phải về trước, vì vậy đến đây nói với anh vài câu. Trương Dương và Khâu Đàm cùng ly. Rồi lại giới thiệu Lý Trường Vũ cho ông ta, Lý Trường Vũ cũng là người biết điều, Khâu Đàm là bác sĩ nổi tiếng kinh thành, vì thế ông ta cũng có sự tôn trọng nhất định với Khâu Đàm. Khâu Đàm nói, tôi uống nước trắng thôi, làm nghề này của chúng tôi không dám uống quá nhiều rượu, đó, lại có mấy ca cấp cứu. Lý Trường Vũ ngỏ lời mời, chủ nhiệm Khâu nếu có thời gian rảnh, có thể đến Giang Thành chúng tôi tham quan, xem Giang Thành có đẹp hay không, tiện thể chỉ đạo cho công tác điều trị của Giang Thành chúng tôi. Khâu Đàm nói, tháng năm có lẽ tôi sẽ qua đó, Vu Tử Lương là bạn cũ của tôi, dù sao thì tôi cũng phải đi qua đó thăm. Nói xong ông ta gọi Cao Vĩ đi mất.
Lý Trường Vũ nói với Trương Dương, cháu nhân cơ hội này có thể móc nối được với giới y học ở Kinh Thành, về sau có thể thúc đẩy giao lưu y học giữa Kinh Thành và Giang Thành, nâng cao trình độ y học của chúng ta. Trương Dương cười nói, thật là làm cái gì cũng không quên công việc, được, chú yên tâm đi, đợi khi cháu về sẽ bắt tay vào làm chuyện này. Hai người lại nói vài câu, rồi Lý Trường Vũ đứng dậy rời đi, Trương Dương cũng không giữ lại, dù sao thì hôm nay hắn ta đã hẹn với Cố Dưỡng Dưỡng, xem thời gian, cách buổi khiêu vũ bắt đầu còn nửa tiếng nữa. Khi Trương Dương đi tính tiền thì phát hiện rằng Cao Vĩ đã tính xong từ bao giờ, Trương Dương nghĩ rằng tên này lần đầu tiên mời mình ăn cơm, là vào lúc đi xem bệnh. Lần này có Lý Trường Vũ đến mà lại rỗng rãi thế, con người thật đúng là thứ động vật thực tế nhất. Trương Dương gọi một chiếc xe rồi chạy đến học viện mỹ thuật của Cố Dưỡng Dưỡng, taxi đỗ ở ngoài, Trương Dương chỉ có thể tự đi bộ vào trong trường. Vũ hội ở trường tổ chức trong sân vận động trường, Trương Dương không thông thuộc đường xá trong trường, hỏi mấy lần mới hỏi được chỗ sân vận động, từ xa đã nhìn thấy Cố Dưỡng Dưỡng mặc chiếc áo gió màu xanh đứng đợi ở cổng. Trương Dương hơi ngại ngần đi qua đó. Cười nói, xin lỗi, bị tắc đường nên đến muộn mất rồi. Cố Dưỡng Dưỡng cười, hôm nay cô chỉ trang điểm nhẹ, trên gương mặt chỉ có vài lớp phấn mỏng, Trương Đại Quan dường như phát hiện ra tiểu nha đầu ngờ nghệch ngày nào giờ đột nhiên lớn bổng lên. Cố Dưỡng Dưỡng nhìn hắn một lượt từ đầu đến chân. Trương Dương lại xin lỗi, buổi chiều người ở Giang Thành đến, tôi chưa kịp về thay quần áo. Cố Dưỡng Dưỡng cười khúc khích, anh đến là được rồi, dù sao thì tôi cũng không biết khiêu vũ. Khi Trương Dương nói chuyện với Cố Dưỡng Dưỡng, cảm thấy hơi khác lạ, hắn quay người về đằng sau, thấy ở một chỗ không xa Giang Quang Á đang nhìn họ, Giang Quang Á mặc một bộ vest ý màu trắng, đi về hướng họ rất phong độ, anh ta là chủ tịch hội học sinh, cũng là người tổ chức lần vũ hội này, một tuần trước Giang Quang Á đã mời Cố Dưỡng Dưỡng trở thành bạn nhảy của mình, đáng tiếc bị Cố Dưỡng Dưỡng từ chối. Thấy Trương Dương xuất hiện, Giang Quang Á rất khó chịu, nhưng anh ta là người có học. Rất nhã nhặn giơ tay ra với Trương Dương, hoan nghênh anh đến với vũ hội học sinh trường chúng tôi. Trương Dương vẫn hiểu được hàm ý bài trừ trong câu nói này của anh ta, Giang Quang Á đã dùng từ vũ hội học sinh của chúng tôi, nhấn mạnh rằng loại viên chức như Trương Dương không nằm trong giới của họ. Trương Dương cười, nói với Giang Quang Á, tôi đến đây thăm một chút. Cố Dưỡng Dưỡng chủ động khoác lấy tay Trương Dương hơi giật mình, nhưng hắn không tiện từ chối. Sợ làm như vậy sẽ làm tổn hại đến lòng tự tôn của Cố Dưỡng Dưỡng. Hai người bước vài bước, Trương Dương thấp giọng nói, Dưỡng Dưỡng, cẩn thận tôi mách vói chị cô lấy tôi làm bia đỡ đạn. Cố Dưỡng Dưỡng cười, ở Bắc Kinh này tôi chẳng quen ai khác, anh không giúp tôi thì ai giúp tôi. Trương Dương nói, tôi thấy Giang Quang Á cũng không tồi đâu, Dưỡng Dưỡng, tiêu chuẩn của cô không nên quá cao, thấy người đàn ông xuất sắc không nên bỏ qua, không nên đứng núi này trông núi nọ đâu. Cố Dương Dương chau mày, có phải tôi không gả được cho ai đâu, mà anh vội gì chứ? Trương Dương thấy cô ấy tức giận, cười hà hà nói, coi như là tôi chưa nói gì. Việc của mấy người trẻ các cô tôi không quản được. Nói chuyện toàn ra dáng vậy, anh hơn tôi mấy tuổi nào? Cố Dương Dương không phục nói. Hai người vào hội trường, điều kiện và không khí của vũ hội học sinh đều rất bình thường, có điều trai đẹp gái xinh ở trong trường thật sự là không ít. Cố Dưỡng Dưỡng vừa bước vào đã trở thành tiêu điểm của rất nhiều nam sinh, có điều không có ai chủ động đến mời cô ta khiêu vũ, một là vì bên cạnh cô còn có Trương Dương, còn một lý do nữa là rất nhiều người biết rằng Giang Quang Á đang theo đuổi cô ta, ngay cả học sinh xuất sắc như Giang Quang Á cô ấy đều không thèm để ý, thì những nam sinh khác đương nhiên cũng biết đường tự rút lui. Trên sàn không ít những cặp nam thanh nữ tú đang sóng sánh bên nhau, Trương Đại Quan nhảy cũng không tồi, nhưng trước khi đến đây hắn đã quyết định phải khiêm tốn chút. Ở đây mình không chỉ là người ngoài, Cố Dưỡng Dưỡng muốn mình làm bia đỡ đạn cho cô ấy, làm cho Giang Quang Á biết đường rút lui, Trương Dương cảm thấy thế này thật là trẻ con buồn cười. Cố Dương Dương đưa cho hắn một cốc nước, rồi nhỏ nhẹ nói, anh có biết nhảy không? Trương Dương nói, biết một chút. Lúc này một cô gái mặc áo len đỏ rất xinh đẹp đi đến, cười với Cố Dưỡng Dưỡng, Dưỡng Dưỡng, tôi mượn bạn nhảy của bạn một chút được chứ? Cố Dưỡng Dưỡng cười không nói gì. Mắt nhìn Trương Dương bị cô gái đó dắt vào sàn nhảy. Trương Dương rất nhanh liền phát hiện mình rất được phái nữ hoan nghênh, điệu nhảy tự do vừa kết thúc, mới trở về bên cạnh Cố Dương Dương, ngay lập tức đã có cô gái khác đến mời nhảy, Trương Đại Quan đã được thỏa tính sĩ diện, có điều chưa kịp hết sĩ diện, hắn đã phát hiện rằng những cô gái đó đều có âm mưu tổ chức cả, minh tinh Trương Dương đã phải lãnh hai hậu quả, một là hắn và Cố Dưỡng Dưỡng tách nhau ra rồi, hai là,
hắn trở thành kẻ thù chung của tất cả nam sinh trên sàn. Những sinh viên này chạc tuổi hắn, nhưng dù sao thì họ vẫn chưa bước ra xã hội, nên thiếu đi sự rèn luyện, mục đích của họ rất rõ ràng. Trương Dương đã ở trong quan trường rất lâu, nên vừa nhìn đã nhận ngay ra sự bất thường trong đó, có điều biểu hiện của hắn vẫn rất tự nhiên. Trương Dương ôm lấy cô gái eo thon đang nhảy, đó là chủ câu lạc bộ văn thể Mỹ, cô ấy tên là Chavi, cảnh đẩy Trương Dương thành minh tinh của buổi tối hôm nay là do cô ta sắp xếp, nguyên nhân của việc đó là do Giang Quang Á, chủ tịch hội học sinh đã phát huy tác dụng, Giang Quang Á và Chavi có mối quan hệ rất tốt, hai người từ nhỏ đã chơi với nhau, Chavi lớn hơn Giang Quang Á nửa tuổi, hai nhà cũng rất thân, hai bên gia đình đã định kết thành thông gia với nhau, nhưng cả hai đứa con có lẽ do đã quá quen thân. Nên chẳng có loại cảm giác rung động đó, chơi với nhau như anh chị em vậy, việc Giang Quang Á theo đuổi Cố Dưỡng Dưỡng, Chavi biết từ những ngày đầu tiên, cô ta còn giúp Giang Quang Á gặp gỡ, nhưng Cố Dưỡng Dưỡng chẳng thèm để ý đến ai cả, mặc dù rất hòa hợp, nhưng cô ấy không có quan hệ quá mật thiết với ai trong trường, Giang Quang Á đã theo đuổi Cố Dưỡng Dưỡng một thời gian rồi nhưng không có kết quả. Sự hiện diện của vị khách không mời Trương Dương trong vũ hội lần này, đã làm cho Giang Quang Á cảnh giác. Vì thế hắn nhờ Chavi giúp đỡ, Chavi đã nghĩ ra kế này, phát động thế lực quần chúng, làm cho Trương Dương bị một đám mỹ nữ bao vây. Cố Dưỡng Dưỡng nhìn về đằng trước một cách rất bình thường, Giang Quang Á nhân cơ hội này cầm một cốc nước đến trước mặt cô, đưa cho cô cốc nước hoa quả, Cố Dưỡng Dưỡng cười đáp, không muốn uống nữa. Giang Quang Á mời, cùng nhảy một điệu chứ. Cố Dưỡng Dưỡng lắc đầu, không muốn nhảy. Giang Quang Á nhìn theo ánh mắt của cô ấy. Phát hiện ra rằng cô ấy đang nhìn Trương Dương, trong lòng rất không vui, thật sự hắn không thể hiểu được Trương Dương tốt ở đâu. Tại sao Cố Dưỡng Dưỡng lại quan tâm đặc biệt đến hắn ta như vậy? Mặc dù Trương Dương nhảy với Chavi, nhưng đồng thời cũng đang theo dõi tình hình bên ngoài, đột nhiên chân hắn cảm thấy đau, hóa ra là bị Chavi đạp cho một đạp. Chavi vội vàng nói, xin lỗi, xin lỗi. Trương Dương cười, trên đôi giày thể thao màu trắng của hắn đã xuất hiện không ít vết chân. Đây không chỉ là công của một mình Chavi, mà còn là vì những cô gái nhảy với hắn vừa này đều vô ý đạp lên chân hắn. Trương Đại Quan biết rằng mình đã thành mục tiêu của cộng đồng. Hắn nắm tay của Chavi quay một vòng rồi nhỏ nhẹ nói, con gái của Mỹ viện các cô đều rất chủ động đó nhỉ. Chavi nhìn hắn một cách bất mãn, trong lòng nghĩ, nếu như không phải vì giúp Quang Á, ai thèm để ý đến anh chứ. Nhưng trên mặt vẫn ngọt ngào nói, trong trường này những nam sinh xuất sắc đều được hoan nghênh cả. Trương Dương nói, tôi chỉ ăn theo thôi. Điệu nhảy đã kết thúc, Trương Dương rời khỏi Chavi, đi về bên Cố Dưỡng Dưỡng. Cố Dưỡng Dưỡng cười nói, mệt rồi nhỉ, từ đầu đã phải nhảy liên tục vậy, còn chẳng thấy anh nghỉ ngơi. Trương Dương nói, tôi lớn thế này rồi mà chưa từng cảm nhận thấy hương vị của việc bị mỹ nữ bao vây, hôm nay thật là được sủng ái quá, có mệt mấy cũng cam tâm tình nguyện. Giang Quang Á cười nói, Trương Dương, anh rất được nữ sinh hoan nghênh. Tôi thấy anh sắp sửa trở thành mũi nhắm chung của nam sinh trường tôi rồi. Trong lòng Trương Dương nghĩ, kẻ thù chung cũng là do anh hại, có điều, may mà Giang Quang Á làm như vậy, hắn mới nhìn ra Cố Dưỡng Dưỡng có điều gì khác thường với mình, tình cảm này đối với hắn thật là chấn động, và việc đó Trương Dương cũng không muốn làm. Cố Dưỡng Dưỡng cầm bình nước đưa cho Trương Dương vẫn chưa kịp uống, nhạc lại nổi lên, Chavi cười rạng rỡ bước về phía hắn. Cố Dưỡng Dưỡng cũng nhận ra tối hôm nay đám nữ sinh này cố gắng chọc Trương Dương, nhìn đôi giày bị dẫm bẩn của Trương Dương cô cảm thấy mình thật có lỗi, mình không nên lấy Trương Dương làm bia đỡ đạn. Thật ra Trương Dương rất dễ dàng thoát ra khỏi tình trạng này, chỉ cần hắn chủ động mời Cố Dưỡng Dưỡng nhảy là được, nhưng Trương Đại Quan lại không mời cô ta nhảy, hoàn toàn quên mất việc Cố Dưỡng Dưỡng mời mình đến để làm bạn nhảy. Eo của Chavi rất nhỏ, Trương Dương ôm lấy eo cô ta, mềm mại như một đám bông. Trương Dương cười nói, hôm nay các cô làm tôi thành vũ nam rồi. Chavi hơi đỏ mặt nhỏ nhẹ nói, sao anh lại nói vậy chứ? Trương Dương nói, cô nhảy đẹp lắm, chỉ có điều thích dẫm vào chân người khác. Khi đôi giày cao gót của Chavi đang chuẩn bị cắm phập xuống, nghe thấy câu nói này của Trương Dương vội vàng đặt xuống đất. Cô ta biết rằng Trương Dương đã phát hiện ra đám nữ sinh đó đang cố ý, cái khó ló cái khôn, cô ta đáp, trường tôi có rất nhiều nam sinh thích sờ soạng lung tung. Vì thế chúng tôi đã nghĩ ra cách này để đối phó với họ, ai dè dùng nhiều rồi quen, cứ nhảy là lại tự nhiên dẫm chân người khác. Bên cạnh vang lên một tiếng á, đó là một nam sinh bị một nữ sinh dẫm vào chân, đau đến độ khom mình, nước mắt suýt thì trào ra, điều này gián tiếp chứng minh lời vừa rồi của Chavi.
Trương Dương cười nói, thật ra có một cách không cần phải dẫm vào chân. Cha Vi không hiểu những lời hắn nói, Trương Dương ôm lấy vòng eo của cô ta rồi hơi dùng sức cánh tay, Cha Vi cảm thấy cơ thể mình bị nhấc bổng lên trong không trung, ngạc nhiên vô cùng, Trương Dương theo tiết tấu của bản nhạc quay vòng, tư thế khiêu vũ rất nho nhã, bước đi thanh lịch. Điệu nhảy mềm mại như nước chảy đã hấp dẫn tất cả ánh nhìn của mọi người, nhưng rất nhiều người xung quanh đó đã phát hiện ra, hai chân của Cha Vi hoàn toàn không đứng trên mặt đất, Trương Dương dùng tay đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể của cô, nhịp nhàng theo từng bước nhảy. Lúc bắt đầu Cha Vi cảm thấy căng thẳng lo lắng, sợ trở thành trò cười, Trương Dương dùng một loại phương thức đặc biệt để báo thù cô, dùng một tay đỡ lấy toàn bộ sức nặng của cơ thể cô, dắt cô nhảy hết điệu, trước đây Cha Vi chưa từng nhìn thấy một chàng trai nào mạnh mẽ như thế này. Điệu nhảy dài 3 phút, Cha Vi lại hoàn toàn không thể tự chủ, có cảm giác tất cả mọi thứ đều do Trương Dương khống chế, tính cách của cô ta rất mạnh mẽ, cảm giác thế này là lần đầu tiên có được. Một điệu nhạc vừa xong, toàn hội trường nhiệt liệt vỗ tay, hai chân của Cha Vi lúc này mới chạm xuống đất, Trương Dương nhẹ nhàng mỉm cười nói cảm ơn đã hợp tác. Hắn không muốn tiếp tục ở lại đây nữa, quay người hướng về phía cửa, Cố Dưỡng Dưỡng đi theo hắn ta rời khỏi vũ trường. Đến bên ngoài cửa, Cố Dương Dương dường như một đứa trẻ đã làm sai việc gì đó, nói với Trương Dương, xin lỗi. Trương Dương cười nói, nhà đầu ngốc, nói gì vậy? Cố Dưỡng Dưỡng cắn môi nói, cứ cảm thấy rằng tôi đã lợi dụng anh. Trương Dương cười nói, tôi biết, cô muốn lấy tôi làm bia đỡ đạn, tôi coi cô như em ruột, làm sao lại trách cô được? Có điều có vài việc không thể cứ trốn tránh mãi, nếu như cô không thích anh ta, thì có thể nói thẳng với anh ta, tôi nghĩ Giang Quang Á là một người hiểu chuyện. Cố Dưỡng Dưỡng gật đầu, mắt nhìn Trương Dương nói, cảm ơn anh Trương. Trương Dương cười, đã muộn lắm rồi, mau về nhà nghỉ đi. Sau khi Trương Dương và Cố Dưỡng Dưỡng chia tay, hắn một mình đi ra ngoài trường học, ngọn gió buổi đêm đầu xuân vẫn hơi lành lạnh, đầu óc của Trương Dương dần dần lắng lại từ không khí náo nhiệt của cuộc vũ hội. Hắn luôn giữ đầu óc tỉnh táo trong việc xử lý mối quan hệ của hắn và Cố Dưỡng Dưỡng. Cố Dưỡng Dưỡng có cảm tình với hắn, việc này rất bình thường. Trước khi hắn chữa khỏi đôi chân cho Cố Dưỡng Dưỡng, cô ấy rất ít khi tiếp xúc với xã hội bên ngoài, người khác giới cô tiếp xúc nhiều nhất là cha cô và anh trai cô. Sự xuất hiện của hắn đã làm vận mệnh của cô có một bước ngoặt lớn, làm cho cuộc sống của cô lại khôi phục sự đẹp tươi. Cố Dưỡng Dưỡng từ trước đến giờ đều xem hắn như đức cứu thế, lấy hắn để so sánh với người khác là việc không công bằng. Trương Dương nghĩ, dù mình có tình nguyện hay không, thì cũng đã trở thành tiêu chuẩn đo lường của Cố Dưỡng Dưỡng. Trương Dương nhìn lại cánh cửa của Học viện Mỹ thuật, thở phào một hơi, tự mình cảm thán nói, làm đàn ông thì thật sự là không nên xuất sắc quá. Ngoài Học viện Mỹ thuật không có xe taxi, Trương Dương phải men theo con đường đằng trước đi tầm một kim mới có thể đến được bến xe bus. Ngẩng đầu nhìn trời, một vầng trăng vằng vặc treo giữa không gian, Trương Dương đột nhiên nghĩ đến Trần Tuyết, nghĩ đến đêm hôm đó hai người họ cùng ngắm trăng. Hắn đột nhiên ý thức được rằng, hắn đang bị thời đại này đồng hóa một cách vô thức. Hắn bắt đầu nghĩ rất nhiều vấn đề, thậm chí bao gồm cả vấn đề tình cảm, hắn đã có nhiều sự nghi kỵ hơn, điều này rốt cuộc là việc xấu hay việc tốt đây? Đằng sau vang lên tiếng chuyển động của bánh xe đạp, Trương Dương quay đầu nhìn lại, thì thấy hơn 10 nam sinh đang đi xe đạp đuổi theo hắn. Trương Dương dừng bước, đám nam sinh đó vây thành vòng tròn quanh Trương Dương. Trương Dương cảm thấy nực cười, cảnh này thật là quen thuộc, lúc đầu hắn ở Thanh Hoa Viên cũng đã từng bị cả đám người tấn công thế này. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn dừng, kẻ gây sự ắt sẽ gặp hậu quả. Trương Dương nhìn đám nam sinh đó, không tìm thấy Giang Quang Á ở trong đó, đám nam sinh này tuổi trạc bằng Trương Dương, bọn họ trẻ trung, sốc nổi, bảo vệ lãnh địa của mình là bản tính cố hữu trong mỗi con người. Họ đã xem vườn trường là lãnh địa của họ, trong mắt họ, Trương Dương là một kẻ xâm phạm, hơn nữa là một kẻ xâm lăng cực kỳ nguy hiểm. Tối nay biểu hiện của Trương Dương trong vũ hội đã đả kích nghiêm trọng lòng tự trọng của họ. Họ nhất định phải làm gì đó. Trương Dương bình tĩnh nhìn họ, rồi thấp giọng nói, không cần tiễn đâu, tôi tự đi là được rồi. Một tên cao gầy để tóc dài cười lạnh lùng nói, tiễn con mẹ mày. Tưởng rằng mày là ai chứ, còn đến làm bộ ở trường chúng tao. Trương Dương vốn không thèm để ý đến đám học sinh này, nhưng tên tiểu tử nói chuyện đã chọc vào chỗ bực của hắn. Hắn vẫn biểu hiện rất điềm đạm, các cậu là học sinh, không phải là người trên xã hội. Làm việc tốt nhất là phải có chút suy nghĩ, vừa mở miệng ra là đã chửi người, tố chất gì thế chứ? Tên cao gầy quay quay cổ như một cô nương, ngước đầu lên, mặt kiêu căng nói, mẹ kiếp, mày cũng không thèm xem. Đây là chỗ để mày đến sao? Muốn đến trường tao tán gái à?
Mẹ kiếp, muốn ăn đấm phải không? Một đám nam sinh xong về phía Trương Dương, tất cả đều muốn dần cho Trương Dương một trận nhừ tử. Lúc này một cô gái chạy về phía họ, đó chính là Cha Vi, cô ta vừa nghe nói một đám nam sinh chặn đường Trương Dương, biết sự việc không lành, bèn vội vàng chạy đến ngăn cản, vì chạy quá nhanh, nên mặt đỏ bừng, thở hổn hển nói các anh làm gì thế này? Đừng có làm bừa, thế này tôi sẽ mách trường đấy. Đám học sinh này vẫn khá sợ trường học, vừa nghe câu này đã vội vàng dừng bước, tên thanh niên đó có lẽ là người cầm đầu trong vụ này, hắn không thèm để ý đến ai, xông lên, đấm về phía Trương Dương. Trương Dương mỉm cười giơ tay, nắm chặt lấy nắm đấm của hắn, mỉm cười nói, có việc gì thì từ từ nói, đừng có động chân động tay nhanh như vậy chứ. Tay hắn hơi dùng sức, tên tóc dài đó đau đến độ thét lên một tiếng, mặt biến thành màu xanh như đít nhái, Trương Dương quật xuống dưới, tên thanh niên tóc dài đó quỳ xuống theo động tác của hắn. Trương Dương thở dài nói, ít ra thì các cậu cũng là sinh viên nên có những nét văn hóa của sinh viên, những thói thư tật xấu trong xã hội đừng có đưa vào khuôn viên trường học. Một đám học sinh đều hiểu, người này chính là một cao thủ tiềm tàng. Trương Dương nói, cậu quỳ xuống làm gì? Biết lỗi rồi, thì về sau sửa đổi, không cần long trọng thế đâu. Tên tóc dài đó nghe những lời nói kháy của Trương Dương, vừa ngại vừa hận, hắn thấp giọng mắng, mẹ kiếp, mày chờ đấy. Trương Dương cười hì hì nhìn hắn đáp, cậu biết tôi là ai không? Hắn ngừng một lúc rồi nói, tôi là quan chức không sợ việc này đâu. Hắn bỏ tay tên thanh niên tóc dài ra, nhìn xung quanh, ánh mắt đổ dồn lên chiếc xe đua Trung Hoa tên tóc dài vừa đi đến, hắn bước về phía đó, đám học sinh lần rượt rạt ra hai bên. Trương Dương vỗ vỗ lên chiếc xe rồi nói, xe được lắm, chỉ là không được chắc chắn. Nói xong hắn nắm lấy ghi đông của chiếc xe đạp, hơi dùng sức một chút. Rồi gập chiếc xe đạp lại, làm cho đám học sinh đờ người, thứ đó là thanh sắt, mà trong tay hắn lại như một đám đất sét vậy. Tên thanh niên tóc dài nhìn sự việc trước mắt, hai mắt kinh hoàng, không dám nói lời gì nữa. Thắng làm vua thua làm giặc, ở bất kỳ thời đại nào, ở bất kỳ hoàn cảnh nào đều như vậy cả. Đám học sinh đó cùng hò nhau rút lui, hiện trường chỉ còn chiếc xe đạp bị Trương Dương bẻ không thành hình. Cha Vi chậm chậm đi đến, nhìn chiếc xe đạp, ánh mắt đầy bất ngờ. Trương Dương cười nói, xin lỗi, không làm cô sợ chứ. Cha Vi lắc đầu, cô vẫn chưa kịp nói, Giang Quang Á đã lái chiếc BMW đi đến, hắn cũng nghe nói các bạn muốn chặn đường Trương Dương, nên vội vàng đến đó ngăn cản, nhìn thấy sự việc trước mắt, biết rằng Trương Dương không sao mới yên tâm. Giang Quang Á mở miệng giải thích, xin lỗi, không ngờ lại xảy ra việc này. Trương Dương cười nói, thôi, ai mà chẳng có máu điên chứ, tối nay mỹ nữ ở trường các cậu bu lấy tôi. Tôi đã cảm giác được sẽ có kết quả như vậy rồi. Cha Vi cười, sự việc tối nay là do cô sắp đặt. Giang Quang Á không ở trong trường, hắn đề xuất tiện đường đưa Trương Dương về, Trương Dương cũng không phản đối, Cha Vi và Giang Quang Á ở cùng một khu, vì thế cũng lên chiếc BMW. Xe đi được nửa đường, Cha Vi nhẹ nhàng hỏi, Trương Dương, anh là bạn trai của Cố Dưỡng Dưỡng sao? Cô ta đang giúp Giang Quang Á dò hỏi tình hình. Trương Dương đương nhiên biết dụng ý của cô ta, cười nói, tôi là anh họ của cô ấy, các người nhầm rồi. Nghe Trương Dương đích thân nói câu này, người vui nhất là Giang Quang Á. Cha Vi lại nói, thật sao, tôi thấy không giống, anh là người ở đâu vậy? Trương Dương cười ha ha nói, cha tiểu thư, tên biệt danh của cô có phải là cha hộ khẩu? Cha Vi bị hắn ta nói đỏ hết mặt, lườm hắn ta. Giang Quang Á nói, nghe nói anh là người của Giang Thành. Hắn cũng đã tìm hiểu về Trương Dương thông qua một số con đường. Trương Dương gật đầu, nói cho chính xác thì là người của huyện Xuân Dương Giang Thành, trước mắt đang làm việc ở phòng chiêu thương Giang Thành. Cha Vi nói, không nhận ra anh là cán bộ nhà nước. Trương Dương cười nói, tôi làm gì được coi là cán bộ. Cố lắm mới đến được cấp phó sở, ngay cả cấp của bảo vệ trường các cậu cũng không bằng. Giang Quang Á cười nói, nào có khoa trương như vậy. Thành Bắc Kinh nhiều quan lớn. Nhưng người dân bình thường càng nhiều hơn. Hắn nhắc nhở Trương Dương nói, muốn xóa chữ phó đi, thì liên hệ với chị cha đó. Chú cha là ở tổ trung bộ. Cha Vi nói, Quang Á, tiểu tử nhà anh tự thích nói láo, không nói bậy thì anh bị nghẹn chết à. Trương Dương ngẩn ra, lãnh đạo của bộ trung tổ chỉ có một người họ cha, phó bộ trưởng cha Tấn Nam, ông ta còn kiêm nhiệm cục trưởng cục công vụ viên quốc gia, lẽ nào Cha Vi là con gái của cha Tấn Nam? Trương Dương không khỏi liếc sang nhìn Cha Vi. Cha Vi nói, nhìn cái gì vậy?
Trương Dương cười nói, cô thực sự là thiên kim của bộ trưởng cha à, về sau cố muốn tìm người nhảy cũng thì cứ đến tìm tôi nhé. Cái gì nhỉ, theo như lời bộ trưởng cha vậy, giúp lên chức chính sở đi. Nếu là người khác sẽ không nói trắng ra như vậy giống Trương Dương, nhưng cũng chính nguyên nhân đó, lời hắn nói cũng không đáng ghét, ai cũng biết hắn đang nói giỡn. Cha Vi vẫn chưa kịp nói, Trương Dương đã bảo Giang Quang Á đỗ xe, đến khách sạn Hương Quốc rồi. Nhìn Trương Dương đi xa dần, Cha Vi thấp giọng nói, tên này thật ra thú vị, Quang Á, anh ta thật sự là anh họ của Cố Dưỡng Dưỡng sao? Giang Quang Á lắc đầu nói, tôi tìm người hỏi qua, anh ta là con nuôi của Phó Thủ tướng Văn, vị hôn thê của anh ta là con gái tỉnh trưởng Bình Hải Tống Hoài Minh. Cha Vi cười nói, thế này anh yên tâm được rồi. Giang Quang Á cười khổ hạnh nói, chị Vi, lẽ nào chị nhìn không ra, Cố Dưỡng Dưỡng hình như rất thích anh ta sao? Cha Vi nói, Cố Dưỡng Dưỡng thích ai cậu khả quản không nổi, dù sao Trương Dương cũng không phải bạn trai của cô ấy, ngươi không phải có cơ hội rồi sao? Vương Học Hải chủ động tìm đến Trương Dương, trong khoảng thời gian này anh ta đã dùng mọi cách điều tra về Cố Minh Kiến. Nhưng vẫn đang chẳng được gì, người đứng đằng sau trốn rất kỹ. Vết thương trên mặt hắn đã hoàn toàn bình phục rồi, nhìn không ra vết tích gì, xem ra mặt anh ta cũng dày thật. Trương Dương chỉ chiếc ghế sofa, ý bảo Vương Học Hải ngồi xuống. Vương Học Hải trước mặt Trương Dương vẫn có chút câu nệ, nếu là bất cứ ai, tính mệnh xiết ở trong tay người khác, nhất định sẽ cảm thấy sợ hãi trong tận đáy lòng. Vương Học Hải vốn đa nghi, mấy ngày này đều bị chuyện của Tiệt Dương trưởng làm cho khúc mắc, trong lòng rất bề bộn. Ăn không ngon ngủ không yên, lần này tìm đến Trương Dương cũng là vì cầu hắn giải quyết chuyện này. Vương Học Hải nói rõ ràng, mấy ngày này tôi thông qua các phương diện và quan hệ điều tra một cách tỉ mỉ, nhưng vẫn không có kết quả gì. Trương Dương bất mãn nhìn một chút hắn rồi nói, không có kết quả anh tìm đến ta làm gì. Vương Học Hải nói, Lâm Ngọc Văn nhất định có vấn đề. Có điều người đàn bà này rất kín miệng, tôi hỏi không ra cái gì. Trương Dương thấy những điều Vương Học Hải nói đều là điều vô nghĩa, hắn chau mày nói, anh có chuyện gì thì nói nhanh đi. Vương Học Hải đáp, Cố Minh Kiến không phải là nhân vật giỏi giang gì, ai đối phó với ông ta cơ chứ? Tôi thấy người đằng sau nắm quyền nhất định là muốn nhắm vào cha ông ta Cố Doãn Chi. Cố Doãn thì đảm nhận chức bí thư tỉnh ủy Bình Hải đã nhiều năm nay, nhất định có nhiều kẻ thù. Trương Dương cười lạnh lùng nói, phân tích như vậy vẫn là hiềm nghi của anh lớn nhất. Vương Học Hải cười khổ hạnh nói, phải nói thế nào anh mới chịu tin tôi không có được lợi ích gì trong đó cả. Tôi không có lý do gì để làm như thế. Anh thử nghĩ xem Cố Doãn Chi có những ai là kẻ thù. Trương Dương không để ý đến anh ta. Vương Học Hải lại nhao lên, Trương Dương, từ lúc anh đánh tôi cứ cảm thấy tức ngực, rất khó chịu. Trương Dương ngay lập tức hiểu được mục đích của gã đó, cười thâm hiểm, Vương Học Hải, anh có nói gì cũng vô ích thôi, điều tra việc này tử tế cho tôi, chỉ cần có kết quả, tôi nhất định sẽ giúp anh giải quyết vấn đề. Những việc khác, tôi khuyên anh tạm thời không nghĩ đến nó. Vương Học Hải thở dài, biết rằng Trương Dương không dễ dàng bỏ qua cho mình như vậy. Lúc này có người đến thăm Trương Dương, đó là Hà Trường An, từ lúc Trương Dương viết cho ông ta mấy chữ đó, Hà Trường An ngày càng thích những chữ ấy, hôm nay vừa vặn đến nhà hàng Hương Quốc bàn chuyện làm ăn, nghĩ đến việc Trương Dương cũng ở đây, vì thế đến đây để thăm hắn. Vương Học Hải cũng biết Hà Trường An. Anh ta kính cẩn đứng dậy nói, Tổng Giám Đốc Hà, chào ông. Hà Trường Giang không thể cùng vai phải lứa với hắn trong giới thương nhân. Hà Trường An cười nói, Học Hải cũng ở đây à, anh biết Trương Dương sao? Trương Dương nói, biết từ lâu rồi. Hắn mời Hà Trường An ngồi, rồi quay người đi pha trà. Vương Học Hải ngồi ở đây một lúc lâu, đến giờ một ngụm nước cũng chẳng có, về mặt ý nghĩa nào đó, thì hắn đã ăn hôi được từ Hà Trường An. Hà Trường An uống hớp trà rồi nói, trà này không ngon, về sau tôi bảo công ty tôi đưa cho anh hai hộp xuân trà. Trương Dương nói, không cần phải khách khí vậy đâu. Hắn hỏi tại sao Hà Trường An lại đến đây. Hà Trường An đáp, hôm nay vừa đúng lúc nói chuyện làm ăn ở đây, người thương nhân Ấn Độ đó ở đây, vừa mới ký hợp đồng với ông ta xong, tôi nghĩ việc anh cũng ở chỗ này, nên đến thăm anh một chút. Vương Học Hải vẫn ngồi ở đó không định rời đi. Trương Dương nhìn hắn rồi nói, Tổng Giám Đốc Vương có việc. Vương Học Hải là người rất biết nắm lấy cơ hội, gặp được Hà Trường An, trong đầu hắn ngay lập tức nghĩ đến mảnh đất ở Đông Giang, vì đã đắc tội với Cố Doãn Chi, mảnh đất đó giờ đây đã đình công, hắn muốn thay đổi tình thế, giải thoát mình từ nỗi khổ đó, Hà Trường An nhất định có khả năng tiếp nhận miếng đất ấy. Vương Học Hải cười nói, Tổng Giám Đốc Hà gần đây bận gì thế?
Hà Trường An điềm đạm nói, việc của công ty rất ít khi tôi hỏi rồi, mỗi tháng chỉ bỏ ra 2 ngày để đi xem thu nhập thôi, thỉnh thoảng ra mặt ký hợp đồng, giờ đây tôi thuộc vào hạng nửa nghỉ hưu rồi. Vương Học Hải cười theo mấy tiếng. Hà Trường An nói, gần đây anh đang bận gì? Vương Học Hải chỉ đợi câu này mà thôi, hắn thở dài nói, tôi đang lấy mảnh đất ở Đông Giang, nhưng không may mảnh đất đó phát hiện mộ cổ, giờ đang khảo cổ, công trình ngừng mấy tháng rồi, nếu như thế này, thì có lẽ sắp phá sản mất. Nói câu này, anh ta quay ra nhìn Trương Dương. Trương Dương ngay lập tức hiểu được ý của tên này, hắn nói chẳng hề câu nệ, Tổng Giám Đốc Vương, chẳng phải anh phải đi làm việc gì đó sao? Vương Học Hải dày mặt, không gấp, khó lắm mới gặp được Tổng Giám Đốc Hà, nói chuyện mấy câu cho vui. Hà Trường An cười, ông ta nhận ra rằng Trương Dương không hoan nghênh Vương Học Hải, Vương Học Hải là một thương nhân, anh ta không thể tự nhiên nhắc đến mảnh đất Đông Giang, xem ra việc làm ăn của Vương Học Hải đã xảy ra vấn đề lớn. Hà Trường An đưa cho Vương Học Hải một tờ danh thiếp nói, có rảnh thì gọi điện cho tôi. Người thông minh chẳng cần nói nhiều đã hiểu, Vương Học Hải biết rằng mình đã gây được cho Hà Trường An sự hứng thú, trong lòng vui lắm, chỗ của Trương Dương thật sự không phải là nơi bàn chuyện làm ăn, hắn nhân cơ hội này cáo từ. Sau khi Vương Học Hải đã đi rồi, Hà Trường An nói với Trương Dương, hình như anh không thích anh ta. Trương Dương cười không nói gì. Hà Trường An nói, Vương Học Hải không biết đối nhân xử thế. Nghe nói hắn đã đắc tội bí thư tỉnh ủy Cố Doãn Chi. Trương Dương biết rằng Hà Trường An có năng lực rất lớn, vừa nãy ông ta đưa danh thiếp cho Vương Học Hải, nhất định là đã ngửi thấy mùi tiền. Trương Dương nói, chú Hà hứng thú với mảnh đất đó sao? Hà Trường An nói, tôi đã nghe nói vài việc, Vương Học Hải nhất định khó phát triển ở Bình Hải, đây là một cơ hội tốt. Là một người thương nhân thành công, Hà Trường An rất mẫn cảm, lần này nhất định sẽ đánh bật được Vương Học Hải, giành được phần lợi nhuận lớn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 300.